ầm ầm, kiếm khí ngân sắc chém nhập đại địa, vung lên vô số bụi bặm. Tuy Bắc Thần Nam tránh được kiếm này, nhưng vẫn bị kiếm khí đánh lui mười mấy trượng. Cảnh giới chênh lệch là khó có thể bù đắp. Xa xa mấy tên yêu tộc khác cũng động, rực lóe lên liền đến trước mặt Lý Vân Tiêu, quát. Các ngươi đối phó những người khác, ta tới giết Lý Vân Tiêu. Giết Lý Vân Tiêu thủy chung là việc cấp thiết của mấy người bọn họ, người còn lại, thậm chí là La Thanh Vân ở trong mắt bọn họ cũng là dâu ria. Bởi vì dù quỷ tu la nhiều hơn nữa, cũng không thể chiến thắng Thương Tương Lai triệt để nắm giữ hồn thiên nghi, mà Lý Vân Tiêu lại bất đồng, đồng dạng có thánh khí, đây mới là bọn họ kiêng kỵ nhất. Phu quân, ánh mắt của ngươi. Phi Nghê thoáng cái quan tâm tới, đem Lý Vân Tiêu ngăn ở phía sau nói. Người này ta đi đối phó. Rực lạnh giọng nói. Hậu duệ Thiên Phượng huyết mạch, ngày hôm nay coi như là Thiên Phượng đích thân tới, ta cũng muốn giết Lý Vân Tiêu. Phi Nghê cười nhạo nói. Khoác lác không biết ngượng. Thập kiếm triền tâm, giết. Rực lười cùng nàng nói nhiều, thập kiếm hợp nhất, đột nhiên chém xuống. Mười đạo kiếm mang kết thành võng kiếm, thoáng cái liền bao hai người lại, không gian cũng theo đó tua nhỏ thành vô số khối, vỡ nát. Phi Nghê cả kinh, thân thể trong nháy mắt yêu hóa, trạng thái nửa phượng, liệt hỏa hừng hực ở sau người thiêu đốt. Hai tay nàng bấm niệm thần chú, đan vào thành một lưới lửa, nhiệt độ không ngừng tăng lên. Ầm ầm, lưới lửa đột nhiên bay ra, cùng kiếm võng va chạm, trong nháy mắt bị chém thành vô số đóa, hướng bốn phía kích tán. Mười đạo kiếm khí thế đi không giảm, ở trong vô số ánh lửa vẫn như cũ chém xuống. Phi Nghê kinh hãi, đột nhiên một cánh tay khoát lên vai nàng. Trong mắt trái của Lý Vân Tiêu tràn ra vẻ kinh dị, hiện lên thất thải huyễn quang, thân ảnh của hai người ở dưới huyễn quang đột nhiên tiêu thất, mười chỉ kiếm trong nháy mắt chém không. Hôm nay người có chắp cánh cũng không thể thoát. Rực lạnh như băng nói, thân ảnh lóe lên, ở trên không trung lưu lại một đạo tàn ảnh, liền đuổi theo. Thân ảnh của Lê cũng khẽ động, đột nhiên khắp bầu trời thải hồng hạ xuống, đúng là từng cái đoạn mang, ở quanh thân nàng phô ra, tự thành một giới. Ninh Khả Vân tay phải cầm ngược đoạn kiếm, dẫm vào trong trận, dừng ở trước mặt đối phương nói. Liền để ta làm đối thủ của ngươi đi. Lê hơi biến sắc. Khí tức đối phương không kém mình, hơn nữa vừa rồi triệu hoán quỷ vương tiêu hao cực lớn, muốn chiến thắng đối phương hầu như không thể nào. Nàng hơi trầm tư một chút, trực tiếp đứng ở đó không động, chậm rãi điều tức nguyên lực. Ninh Khả Vân nói, tuy rằng ta ngươi thắng bại sẽ không ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc, nhưng ta cũng không có thể ngồi xem ngươi nghỉ ngơi. Tay phải nàng vung chủy thủ lên, bầu trời liền có một đạo kiếm mang chém qua. Sắc mặt Lê bình tĩnh. Thân thể lăng không chấp lên một cái, liền tiêu thất ở tại chỗ, thuấn di ra mấy trượng, nhưng vẫn như cũ ở trong trận pháp. Trận này tự thành một giới, vô cùng vô tận, lấy lực lượng của Lê thời khắc này, trong thời gian ngắn cũng rất khó phá vỡ. Nhưng nàng cũng không cầu thắng, có thể kéo một gã cửu tinh đỉnh phong cường giả của đối phương là đủ rồi. Sư thúc, ba người chúng ta liên thủ, có thể thắng nàng. Trên bầu trời kết giới lóe lên quang mang. Hàn Quân Đình cùng Quỳ Hoa bà hiển lộ ra, hai người đột nhiên tách ra, đem Lê vây vào giữa. Lê nhíu mày, nhẹ nhàng cười nói. Hàn Quân Đình, trước đây chúng ta mới liên thủ, hiện tại liền thành địch nhân rồi. Hàn Quân Đình lạnh nhạt nói. Thế sự như bàn cờ, người gọi ra quỷ vương kia, lẽ nào sẽ bỏ qua ta sao? Lê cười nói. Nếu ngươi nguyện ý gia nhập vào yêu tộc, ta không chỉ sẽ bỏ qua ngươi. Hơn nữa tất sẽ trọng điểm tài bồi. Hàn Quân Đình nói. Nói trắng ra chính là không buông tha, ta rất hiếu kỳ, ngươi và quỷ vương kia ký kết khế ước, nếu ngươi chết, thứ này có thể biến mất hay không? Lê cười nói. Đương nhiên sẽ không, một khi triệu hồi ra, ta liền không cách nào khống chế hắn. Hắn chỉ cần hoàn thành khế ước cùng ta là được, về phần khi nào ly khai, hay không ly khai, tất cả đều là ý niệm của hắn quyết định. Hàn Quân Đình gật đầu nói. Hiểu rồi. Con ngươi Lê đảo một vòng, đột nhiên cười nói. Ta cũng hiểu. Hàn Quân Đình cau chân mày lại, hừ nói. Ngươi hiểu cái gì? Lê khẽ cười nói. Lòng của ngươi nghi kỵ rất sâu. Bây giờ quỷ vương kia muốn giết Lý Vân Tiêu, mà ngươi sợ giết ta sẽ làm quỷ vương tiêu thất, bỏ lỡ một cơ hội giết Lý Vân Tiêu. Vừa nãy ta trả lời quỷ vương sẽ không biến mất, ta nhận ra thần sắc của ngươi buông lỏng. Ninh Khả Vân nhăn mi lại,
có chút không tin nhìn Hàn Quân Đình. Hàn Quân Đình cả giận nói. Đừng vội nói bậy, giữa ta và ngươi ân oán, sao có thể sánh bằng hai tộc ân oán, trước mặt đại nghĩa, người nào sẽ tin ngươi gây xích mích? Lê cười nói. Ngươi có thể tùy ý chụp mũ cho ta, bởi vì ta không thèm để ý, chân tướng làm sao chính ngươi minh bạch. Hàn Quân Đình cười lạnh nói. Mặc ngươi ngôn ngữ sắc bén ra sao, cũng khó đào thoát vận mệnh hôm nay. Hai tay nàng khép lại, quanh thân ngưng tụ vô số huỳnh quang, tỏa ra dung nhan tuyệt mỹ, lạnh lùng mà tuyệt thế. Quỳ Hoa bà cũng ngưng thần, vạn phần ngưng trọng, trình độ chiến đấu này đã không phải là nàng có thể tham dự, chỉ có thể thận trọng làm ra tác dụng phụ trợ. Ninh Khả Vân quát, hư huyền chi thuật, yểu yểu minh minh, không gặp chúng hình. Thân ảnh ba người nhất thời hoảng hốt, tiêu thất ở trong hồng lăng trận, giống như thanh phong phất qua. Sắc mặt Lê ngưng lại, một cảm giác nguy hiểm vọt tới. Thân ảnh nàng chuyển động, chống trận trùng thiên, tiếng chống chấn động tứ phương, thoáng cái tách ra khí tức nguy hiểm. Xa xa tiên cùng mông thì vây quanh Khâu Mục Kiệt, liên thủ công hắn. Khâu Mục Kiệt vung song trưởng, thi triển ra các loại trạng thái trung cực, vậy mà ngăn chặn hai gã yêu tộc. Hai gã đại yêu trước bị quỷ tu la đánh tổn thương, lúc này lại bị Khâu Mục Kiệt áp chế, tức đến oa oa kêu to, đều liều mạng điên cuồng tấn công, lại có dấu hiệu lật bàn. Hừ! Khâu Mục Kiệt khinh miệt cười lạnh một tiếng, thi triển ra thân pháp, hai gã đại yêu này hắn thấy bất quá là nỏ mạnh hết đà, hắn mới không có hứng thú cùng đối phương liều chết, chỉ cần chế trụ thời gian nhất định, tự nhiên có thể dễ dàng thủ thắng. Tất cả mọi người minh bạch. Then chốt quan hệ thắng bại chân chính là tám gã quỷ tu la cùng quỷ vương. Lúc này quỷ vương ngồi xếp bằng ở trong trận pháp, thân thể không ngừng xoay tròn, thời khắc này dáng dấp so với trước có biến hóa nhất định, trên người che lấp một tầng lân giáp thanh sắc. Trên vảy tràn đầy hoa văn, hai tay hắn bấm niệm thần chú, những hoa văn kia dâng lên vô số quang mang, ở bốn phía hội tụ thành phù hiệu tản ra. Nhưng bị trận pháp áp chế, những quỷ phù kia đều hội tụ ở trên bầu trời kết giới. Càng ngày càng nhiều. Trên mặt La Thanh Vân hiện ra vẻ ngưng trọng, tựa hồ quỷ vương kia cũng không có đem hết toàn lực, mà là thận trọng thi triển lực lượng của mình, như có điều lo lắng. Loại cảm giác này, rất không tốt. Nội tâm hắn dâng lên một loại cảm giác bất an, thân thể thoáng cái tiêu thất ở tại chỗ, chỉ thấy một con thanh long bay lên trời. Tám gã quỷ tu la đồng thời mở hai mắt, quyết ấn trong tay biến đổi, đột nhiên kết giới lực tiêu thất, tất cả quỷ phù cũng nhoáng lên biến mất. Quỷ tu la kéo tay đặt ở trước người, bấm niệm thần chú, trên người tuôn ra kim quang, hướng bầu trời hội tụ. Đồng thời từng con quỷ tu la đều đạp bước tiến khác nhau, trận ý nhộn nhạo, ngưng tụ thành lực trường, hướng trên người quỷ vương phong tỏa. Tám đạo kim quang lăng không bay lên, ở khắp bầu trời bay múa, trung ương lóe lên quang ảnh, xuất hiện cái bóng của La Thanh Vân. Sắc mặt hắn ngưng trọng, chiến thương xoay tròn trước người, hợp nhất tám đạo lực lượng. Hóa thành hình rồng từ cửu thiên đánh xuống. Long chiến vu dã. Thanh long chi ảnh xé rách thiên địa, uy áp cuồn cuộn mà đến, nhộn nhạo ra dư ba, thoáng cái chấn nhiếp mọi người. Mọi người đều ngừng chiến đấu trong tay, thối lui ra khoảng cách nhất định, chú mục ngắm nhìn, lộ ra vẻ mặt lo lắng. Ngay cả Kỳ Thắng Phong cũng mở hai mắt, trong con người hiện ra vẻ ngoan lệ, ngược lại biến thành mê hoặc, như là cục đá rơi vào hồ nước trong suốt, đáng xuất ra rung động. Sắc mặt quỷ vương kia phát lạnh, hai tay giơ lên cao, hét lớn một tiếng. Quỷ văn đã biến mất đột nhiên nổi lên, ở quanh thân lượn vòng. Một vòng tròn ánh sáng phủ xuống, ngưng tụ thành một đĩa quay lớn hơn nửa mẫu, phía trên phù quang chớp động, ngưng khắc các loại phù hiệu quái dị, ở trên cao xoay tròn hoàn toàn không cách nào nhìn rõ. Đó là... Sắc mặt Lê hoảng hốt, nhìn chằm chằm đĩa quay, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, khiếp sợ đến tột đỉnh. Trong con người Lý Vân Tiêu hiện lên ánh sáng, ngưng mắt nhìn lại, bỗng nhiên cả kinh. Chỉ thấy trên đĩa quay thỉnh thoảng hiện ra quỷ ảnh, đứng ở bốn phía quỷ vương, trong khoảnh khắc xuất hiện 33 đạo, đều là diện mục hung ác, tay bấm niệm thần chú. Những ác quỷ kia là chuyện gì xảy ra? Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Thứ này cũng có thể gọi ra ác quỷ đến. Khí tức trên người những ác quỷ kia, vậy mà không dưới quỷ tu la. Thoáng cái xuất hiện 33 tồn tại như quỷ tu la, cái này còn đánh như thế nào? Ác quỷ, cái gì ác quỷ? Ánh mắt Phi Nghê lộ ra nghi hoặc, nói. Phu quân, ta không có thấy ác quỷ a.
Đồng tử của Lý Vân Tiêu mở to, giật mình nói. Cái gì, ngươi nhìn không thấy những ác quỷ kia, tổng cộng 33 con, tay bấm niệm thần chú ở trên đĩa quay. Phi Nghê ngạc nhiên, lắc đầu nói. Không có thấy, có lẽ là nhãn thuật của phu quân quá mức cường đại rồi. Lý Vân Tiêu có chút khiếp sợ, hắn vẫn chưa thi triển ra nhãn thuật mạnh nhất, chỉ là liếc nhìn liền rõ ràng, những người khác làm sao sẽ nhìn không thấy. Hắn hơi nhìn bác thần nam cũng nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu. Thủy Tiên, còn ngươi? Lý Vân Tiêu truyền âm đến trong giới thần bia, chân thực chi nhãn của Thủy Tiên đã đạt tới trình độ nhất định, có khả năng xuyên thấu qua giới thần bia nhìn tình cảnh bên ngoài. Thủy Tiên nói, hình như có quỷ ảnh, nhưng làm thế nào cũng thấy không rõ. Vân Tiêu đại ca, ngươi nghìn vạn lần phải cẩn thận, một chiêu này quá lợi hại, cách giới thần bia ta cũng cảm thấy sợ hãi. Trong lòng Lý Vân Tiêu dị thường giật mình, nhưng vẫn an ủi. Không cần sợ, La Thanh Vân mang theo quỷ tu la ở phía trước, muốn chết cũng là bọn hắn chết trước, chúng ta rất an toàn. Ân. Trong lòng Thủy Tiên chấn định một chút. Lê xoay đầu lại, lộ ra vẻ khó tin, khó nhọc nói. Ngươi có thể thấy rõ 33 công tào trên đĩa quay luân hồi. 33 công tào, đó là cái gì? Trong lòng Lý Vân Tiêu chấn động, trong mắt tuôn ra tinh mang, bỗng nhiên hỏi. Lê nuốt một ngụm nước miếng, trên trán chảy xuống mồ hôi lạnh, nhìn yêu đồng quỷ dị kia của hắn, đột nhiên cả người đại chấn, hoảng sợ thất thanh nói. Chẳng lẽ ngươi tu luyện nhãn thuật là tiểu chuyển tam luân hóa sinh diệu pháp linh mục? Đồng tử của Lý Vân Tiêu co rụt lại. Hừ một tiếng nói. Ngươi cũng biết thuật này. Lê lại càng hoảng sợ, giật mình nói. Làm sao có thể, thuật này hẳn là từ lâu thất truyền hậu thế a. Lý Vân Tiêu nói. Đừng nhiều lời, mau nói 33 công tào là vật gì, cái đĩa quay này lại là chuyện gì xảy ra. Lê ở ngắn ngủi giật mình, đột nhiên hắc hắc cười nói. Lý Vân Tiêu, ngươi là hỏa tâm phúc của yêu tộc chúng ta làm sao có thể nói cho ngươi biết những thứ này. Người mang theo nghi hoặc lên Tây Thiên đi thôi, hắc hắc. Lý Vân Tiêu. Lúc này trên đĩa quay, hai tay quỷ vương giơ lên trời, lực lượng trên người 33 công tào tụ đến, ngưng tụ thành một thanh quang khô lâu. Lực lượng kinh khủng từ trên người quỷ vương tuôn ra, hai tay hắn quyết ấn biến đổi, thanh quang khô lâu thoáng cái khác ở trên tay, tràn ra ánh sáng, giống như tam thập tam thiên, mạnh mẽ vỗ tới. Lực lượng kinh khủng đánh vào long ảnh. Hình rồng đột nhiên nổ lên. Thiên địa rung mạnh, toàn bộ đĩa quay cùng thân ảnh của quỷ vương thoáng cái bị sức mạnh to lớn thôn phệ. La Thanh Vân cùng 8 gã quỷ tu la cũng không có thể may mắn tránh khỏi, trong khoảnh khắc liền bị kéo vào, sức mạnh to lớn hóa thành ngân hải tinh hà cuốn chiếu ra, tựa hồ muốn thôn phệ tất cả. Phu quân, Phi Nghê kinh hô một tiếng, thân thể của nàng không tự chủ được bị vén lên, muốn cuốn đi. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co rụt lại, một tay nắm lấy nàng, đồng thời tay phải ở trước người vận chuyển thần dịch lực. Tứ sắc ánh sáng tụ đến, lóe ra hóa thành đâu xuất thiên, phong lại đại địa, trực tiếp định phong thủy sơn hà. Không gian phong bạo ở quanh người hắn tuôn ra, hai người được tứ sắc quang mang bao phủ, không bị ảnh hưởng chút nào. Chỉ là nguyên lực của Lý Vân Tiêu còn dư lại không có mấy, như vậy kéo đâu xuất thiên là vô cùng cật lực, mồ hôi hột từ trên trán lăn xuống. Đột nhiên một đạo hương khí kéo tới, Phi Nghê lấy ra một chiếc khăn, giúp hắn lau mồ hôi. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Phi Nghê thiếu chủ, xin tự trọng. Tự trọng, hi hi. Phi Nghê chớp mắt cười, liền lấn người lên, ôm lấy cánh tay của Lý Vân Tiêu. Thân thể của Lý Vân Tiêu chấn động, chỉ cảm thấy trên cánh tay ấm áp, chỉ là mồ hôi trên trán càng nhiều. Lúc này Thủy Tiên khẳng định ở trong giới thần bia trợn to hai mắt nhìn, hắn vội vàng nói. Nếu Phi Nghê thiếu chủ còn như vậy, ta sẽ buông tay. Trên mặt Phi Nghê lộ ra dáng tươi cười nhợt nhạt, nói. Ngươi buông tay, ta liền chết. Ngươi muốn ta chết, ta liền đi chết. Ngươi, cái này. Lý Vân Tiêu triệt để hết chỗ nói, đột nhiên hắn cảm thấy bản thân kiếp trước có phong hào phá quân, bị thế nhân xem là thiên tài phong vân tẫn phó cười, muôn đời phi dương soi sáng cổ kim, nhưng cầm những nữ hài tử này là không có biện pháp a. Ánh mắt Phi Nghê lộ ra vẻ thê lương, môi đỏ mọng ghé vào lỗ tai hắn, bật hơi u lan nói. Ta biết ngươi sẽ không để cho ta chết, bởi vì ngươi thích ta, mặc dù hiện tại không thích, nhưng sau đó nhất định sẽ thích.
Lý Vân Tiêu cảm thụ được bên tai ấm áp, thân thể càng đến gần, hương khí xông vào mũi, ở trong không gian phong bạo kinh khủng này, hắn vậy mà cứng rắn. Phu quân, sao ngươi lại đỏ mặt? Phi Nghê khanh khách cười, che miệng, hai gò má của mình cũng ửng đỏ. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy một nhiệt khí xông vào mũi, tư thái kiểu diễm kia dán vào thân thể hắn, tất cả đường cong đều cảm thụ ra. Trong lỗ mũi nhiệt hồ hồ, sắp chảy ra máu, hắn vội vàng quát. Hồ đồ, đừng ôm ta quá chặt. Phi Nghê rầm gì nói. Vậy ngươi đánh chết ta à, đánh chết ta sẽ không thể ôm chặt ngươi. Lý Vân Tiêu đầu đầy hắc tuyến, triệt để hết chỗ nói rồi. Phi Nghê nhìn bộ dáng của hắn, tựa đầu dán ở trên cánh tay hắn, ôn nhu nói. Nhân ra là cô gái yếu đuối, rất sợ à. Lý Vân Tiêu không biết nói gì. Ngươi đã là vũ đế đỉnh phong cường giả, thì sợ cái gì? Phi Nghê nói. Nhân ra sợ bị đại phong thổi bay à. Lý Vân Tiêu liếc nàng một cái nói. Thổi đi liền thổi đi, nhiều lắm bể đầu chảy máu, cũng sẽ không chết. Thanh âm của Phi Nghê đột nhiên mềm nhẹ, buồn bã nói. Không phải ta sợ chết, mà ta sợ sau khi mình bị thổi đi, sẽ tìm không được ngươi. Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ run, nhưng trên mặt lại như không có chuyện gì xảy ra, hừ lạnh nói. Tìm không được càng tốt. Phi Nghê hì hì cười nói. Tuy rằng ngươi đối với ta lạnh lùng, nhưng ta biết nội tâm ngươi quan tâm ta. Nàng đưa ngón tay ngọc ra, điểm ở trên tim Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nói. Chớ nói nhảm, lại tự mình đa tình. Phi Nghê quyến rũ cười nói. Phu quân, nếu ta bị người đánh chết, người có thương tâm không? Lý Vân Tiêu trợn mắt, trừng nàng một cái nói. Ngươi là thiên phượng nhiết thể, trước khi chết niết bàn, càng ngày càng mạnh, không phải là chuyện tốt sao? Phi Nghê giận dữ cắn hắn thoáng cái, làm nũng nói. Ta là nói nếu quả thật chết thì sao? Tỉ như một kích kia của quỷ vương, lực lượng cường đại như vậy, ta căn bản không kịp niết bàn, khẳng định sẽ hóa thành cho bụi. Lý Vân Tiêu nói. Cái kia tốt, nếu ngươi còn không ngừng không nghỉ quấn quýt lấy ta như vậy, lần sau quỷ vương phóng đại chiêu, ta liền ném ngươi qua. Phi Nghê giận đá hắn mấy đá nói. Đáng ghét, nếu ta chết, ngươi sẽ hối hận. Lý Vân Tiêu mặc kệ nàng, cứ như vậy kéo đầu xuất thiên, hai người ở dưới tứ sắc thổ hệ nguyên tố chiếu rọi, bình yên vô sự, lẳng lặng đợi cơn lốc đình chỉ. Không biết qua bao lâu, hết thảy trước mắt mới dần dần rõ ràng. Cảnh tượng Thái Hư Điện triệt để biến mất, hoàn toàn là một mảnh phế tích, xa xa còn có thể thấy hài cốt của Bát Bách Trận Đạo Cung tồn tại. Không gian phong bạo làm sao sẽ không còn. Phi Nghê hiển nhiên nghĩ ôm nhau như vậy quá ngắn ngủi, thập phần không tình nguyện từ trên người Lý Vân Tiêu ly khai, nhưng hai tay còn ôm cánh tay hắn. Lý Vân Tiêu thoáng cái rút ra, tiến lên vài bước, tách ra cự ly với nàng. Phi Nghê nhẹ nhàng cười, cũng đi theo vài bước, chỉ bất quá không có kề cận hắn được. Lúc này nàng mới kinh hãi phát hiện cảnh tượng bốn phía, giật mình nói. Cái này, đây là chỗ lúc trước của chúng ta sao? Trong mắt Lý Vân Tiêu lóe ra tinh mang nói. Phải, những người khác sợ là bị cuốn đi. Bất quá nơi này là trong Thái Hư Huyễn Điện, cho dù cuốn đi cũng sẽ không quá xa, chỉ bất quá. Trên mặt hắn lộ ra vẻ cổ quái nói. Chỉ bất quá bị phá hư thành cái dạng này, Thái Hư Đạo của Đằng Quang còn có thể diễn biến sao? Dầm. Đột nhiên cả vùng đất dâng lên đá vụn, một người từ bên trong bay ra, cả người là huyết, chính là Khâu Mục Kiệt. Hắn cổ quái nhìn Lý Vân Tiêu cùng Phi Nghê, quái thanh nói. Sao các ngươi có thể không bị thương? Lý Vân Tiêu cười nhạo nói. Chỉ là không gian phong bạo có thể làm khó dễ được ta. Chỉ có thể đối phó những cặn bã các ngươi mà thôi. Phi Nghê cũng che miệng cười. Khâu Mục Kiệt hừ lạnh một tiếng, vỗ vỗ bụi bặm trên người. Lý Vân Tiêu có bao nhiêu cân lượng hắn biết rõ, phỏng chừng có diệu pháp thần thông gì, hoặc là huyền khí đặc biệt, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Hắn bấm niệm thần chú, thần sắc trên mặt trở nên quỷ dị. Trên ngực đột nhiên hiện ra sóng gợn, da kia như nước, lấy rốn làm trung tâm nhộn nhạo. Trên mặt Phi Nghê lộ ra vẻ chán ghét, khinh bỉ nói. Thật là ghê tởm, hắn đây là muốn làm gì? Khâu Mục Kiệt ngoảnh mặt làm ngơ, ấn quyết trong tay biến đổi, hướng rốn nhãn điểm xuống, rốn nhãn chợt lớn như quả đấm, một cái đầu cá chậm rãi lộ ra ngoài. Sau đó tất cả nguyên lực ba động tiêu thất,
cái đầu cá kia cứ như vậy lộ ở trên bụng Khâu Mục Kiệt, nhìn qua phi thường hoạt kê. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt, lau mồ hôi lạnh nói. Người đây là... Khâu Mục Kiệt thở hắt ra nói. Đây là hình thái đơn giản hóa của trung cực thân thể. Hắn lấy ra một đống nguyên đan, trực tiếp ném vào trong miệng cá. Nhất thời trong miệng cá phát sinh thanh âm cô cô, như là phun bong bóng. Nguyên đan trong sát na hóa thành nguyên lực, trực tiếp đi qua thân cá truyền vào tứ chi bách hài, thương thế trên người hắn lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được khôi phục, thời gian uống cạn nửa chun trà liền đạt tới trạng thái đỉnh phong. Lý Vân Tiêu lần thứ hai lau mồ hôi, ngượng ngùng nói. Chiêu này đích xác rất giỏi, nhưng có phần ảnh hưởng mỹ quan. Mục Kiệt huynh, có thể nghĩ biện pháp cải tiến thoáng cái hay không? Nếu không ảnh hưởng mỹ quan mà nói, ta cũng muốn cải tạo một phen. Không được. Phi Nghê thoáng cái nóng này. Loại chiêu thức này thật là ác tâm, một cái đầu cá ở trên bụng, ta thà nhìn ngươi bị người đánh chết, cũng không muốn nhìn ngươi biến thành bộ quỷ dạng kia. Khâu Mục Kiệt cười lạnh nói. Yên tâm đi, trung cực thể thuật của bổn tọa, giá trị to lớn vô pháp đánh giá. Coi như là hai người các ngươi quỳ xuống dập đầu cầu ta cũng sẽ không chuyển cho các ngươi. Lý Vân Tiêu nói. Phong Tử Kiệt, ngươi có thấy những người khác không, quỷ vương kia đã chết rồi sao? Khâu Mục Kiệt hừ lạnh nói. Những người khác bị thổi bay, quỷ vương kia cường hãn như vậy, sợ là siêu phàm nhập thánh cũng không phải là đối thủ của hắn, làm sao có thể chết, muốn chết cũng là La Thanh Vân chết. Đồng quang trong mắt Lý Vân Tiêu lóe lên, hắn cũng có ý tưởng như vậy. Tuy rằng La Thanh Vân cùng Vi Thanh đi chung một con đường, nhưng hai người thủy chung là đồng tộc, vừa nghĩ tới hắn vô cùng có khả năng chết ở dưới một kích kia, trong lòng vẫn là rất không dễ chịu. Người nào? Hắn và Khâu Mục Kiệt đồng thời lệ quát một tiếng, đột nhiên xoay đầu lại. Chỉ thấy trên bầu trời hơi nhộn nhạo, hiện ra ba đạo nhân ảnh. Lý Vân Tiêu cả người run lên, nhìn cô gái cầm đầu trong ba người kia, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trên mặt tràn đầy vẻ phức tạp. Khâu Mục Kiệt cũng thất kinh, thất thanh nói. Liễu Phỉ Yên. Nàng kia thắt lưng treo vân vân bội kiếm, người khoác chiến giáp lam nhạt, một thân anh khí bức người, chính là Liễu Phỉ Yên. Hai người phía sau là Bạch Vũ Kình cùng Tử Sú Tịch. Nàng cùng Bạch Vũ Kình đi loạn trong huyễn điện, dọc theo nguyên lực ba động không ngừng đi tới, trên đường gặp Tử Sú Tịch, nên mang hắn theo. Ánh mắt Liễu Phỉ Yên trong suốt. Thanh âm dễ nghe vang lên nói. Nguyên lai là Khâu Mục Kiệt, người vậy mà không chết. Hừ, Khâu Mục Kiệt lạnh giọng nói. Người chưa chết, lão phu cũng sẽ không chết. Liễu Phỉ Yên nói. Chuyện lúc trước sau này sẽ chậm rãi tính toán, bây giờ có thể nói cho ta biết, ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Sắc mặt của Bạch Vũ Kình cùng Tử Sú Tịch cũng ngưng trọng. Vừa rồi nguyên lực ba động, thật là kinh người. Bọn họ cách không biết bao nhiêu trọng không gian cũng rõ ràng cảm nhận được, mặc dù là Liễu Phỉ Yên, cũng không dám chắc có thể đánh ra lực lượng như vậy. Khâu Mục Kiệt nhíu mi, lúc này mới nói. Vừa rồi người thánh vực cùng người yêu tộc xung đột, dẫn động không gian phong bạo cực mạnh, tất cả mọi người bị thổi tan, chỉ còn ba người chúng ta ở đây. Tử Sú Tịch cả kinh nói. Chẳng lẽ là Vi Thanh đại nhân xuất thủ? Khâu Mục Kiệt hừ nói. Vi Thanh. Ngươi quá coi trọng hắn a, là La Thanh Vân liên thủ tám gã quỷ tu la, đối phó một vị quỷ vương của yêu tộc. Tám gã quỷ tu la. Ba người đều cả kinh, bọn họ đều biết quỷ tu la kia lợi hại, là vũ đế đỉnh phong, so với vũ đế đỉnh phong cường giả thông thường còn lợi hại hơn. Tử Sú Tịch vội hỏi. Vậy kết quả thế nào? Khâu Mục Kiệt cười lạnh nói. Kết quả, các ngươi không có mắt nhìn sao, trước mắt là kết quả. Nàng trước đánh chết một gã quỷ tu la, tự nhiên biết vật kia lợi hại, đừng nói tám gã liên thủ, cho dù có ba gã liên thủ, đối với nàng mà nói cũng là phi thường vướng tay chân. Khâu Mục Kiệt hừ thoáng cái, hai tay liền ôm trước ngực, không nói nữa. Ba người đều cho là hắn sĩ diện không chịu nói, sáu ánh mắt đồng loạt nhìn đầu cá trên rốn nhãn, lộ ra thần sắc cổ quái. Bạch Vũ Kình còn đỡ, hắn biết trung cực thân thể của Khâu Mục Kiệt. Mà Liễu Phỉ Yên cùng Tử Sú Tịch lại trợn to hai mắt, nghĩ phi thường hoạt kê, muốn cười lại không tiện. Bạch Vũ Kình nói. Lý Vân Tiêu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói. Quỷ vương kia là người yêu tộc triệu hồi ra, có người nói cùng La Ma Diễn là một loại tồn tại. La Ma Diễn?
ba người cả kinh, sau đó lộ ra vẻ suy ngẫm. Liễu Phỉ Yên ngưng thanh nói. Tương truyền La Ma Diễn là chí cao sát thần, để gạt bỏ tất cả tồn tại. Nếu quỷ vương kia cũng kinh khủng như vậy, trong thiên hạ ai có thể địch? Lý Vân Tiêu cũng ứng tiếng nói. Ân, nếu Vi Thanh lại tạo ra mười mấy con quỷ tu la, phỏng chừng có thể gạt bỏ quỷ vương. Hừ, mười mấy, ngươi cho là cải trắng sao? Khâu Mục Kiệt khinh thường hừ lạnh nói. Tử Sú Tịch thì là vẻ mặt giật mình cùng không tin, kinh ngạc nói. Chống lại tám gã quỷ tu la, cái này, điều này sao có thể, lẽ nào quỷ vương kia là thần sao? Đột nhiên một thanh âm than nhẹ truyền đến nói. Số trời hỗn loạn, thấy không rõ a. Không trung hơi rung động, chỉ thấy hai đạo ánh sáng chậm rãi ngưng tụ, thân ảnh từ trên trời rơi xuống. Nam tử ngâm khẽ nói. Chiêm Bỉ Kỳ Áo, Lục Trúc Như Trách, Hữu Phỉ Quân Tử, Như Kim Như Tích, Như Khuê Như Bích. Nữ tử yếu ớt cười nói. Đào Chi Yêu Yêu, Hữu Tào Kỳ Thực, Kỳ Diệp Chăn Chăn, Trước Trước Kỳ Hoa. Hai người đều khí vũ bất phàm, nhẹ nhàng như ngọc, dáng vẻ yên nhiên. Liễu Phỉ Yên kinh ngạc nói. Ngọc công tử. Đoan Mộc Hữu Ngọc nhẹ nhàng cười nói. Phỉ Yên muội muội, hồi lâu không gặp, càng thêm quyến rũ động lòng người a. Đoan Mộc Thương che miệng cười nói. Ca, đừng vội nói bậy. Phỉ Yên muội muội đi là Lộ Tuyến nữ hán tử, anh khí bức người. Liễu Phỉ Yên nói. Hôm nay thực sự là hoạt động lớn của Hồng Nguyệt Thành a, tới nhiều người phong lưu như vậy. Phong Vân Tế Hội, cường giả nhiều vô số, thậm chí không kém Luận Võ Đại Hội. Đoan Mộc Hữu Ngọc cười nói. Chỉ có hơn chứ không kém, Phong Hào Vũ Đế liền tới 6 vị, còn yêu tộc đại năng, quỷ tu la, quỷ vương. 6 vị. Thân thể Liễu Phỉ Yên chấn động, trong tròng mắt bắn ra tinh quang nói. Còn có ai? Đoan Mộc Hữu Ngọc hắc hắc cười. Liền im lặng, tựa hồ thừa nước đục thả câu. Đồng tử của Lý Vân Tiêu cũng đột nhiên co lại, ánh mắt sáng quắc, thoáng cái đe dọa nhìn Đoan Mộc Hữu Ngọc. Đoan Mộc Hữu Ngọc, Liễu Phỉ Yên, Đằng Quang, Diêu Kim Lương, Huyền Hoa, tổng cộng 5 người, 6 vị trong miệng hắn, nếu không có những người khác mà nói, hẳn là mình rồi. Hừ, hắn hừ lạnh thoáng cái nói. Ngọc công tử, Ninh Khả Vi đâu? Đoan Mộc Hữu Ngọc than thở. Đáng tiếc, ta đã đem hắn chôn. Lý Vân Tiêu nhướng mày, cười lạnh nói. Người đây là miệt thị chỉ số thông minh của mọi người sao? Đoan Mộc Hữu Ngọc chớp mắt cười nói. Có sao? Liễu Phỉ Yên có chút kinh ngạc quan sát Lý Vân Tiêu vài lần, một gã bát tinh vũ đế lại dám nói chuyện với Đoan Mộc Hữu Ngọc như thế. Bạch Phú Kình lại bình tĩnh tự nhiên, hắn biết thân phận của Lý Vân Tiêu, chỉ là vẫn chưa nói toạc ra. Tử Sú Tịch nói. Ngọc công tử, thôi diễn thuật của ngươi thiên hạ vô song, xin toán một quẻ, chúng ta có thể ly khai nơi đây hay không? Đoan Mộc Hữu Ngọc nói. Tử Sú Tịch đại nhân, ngươi thực sự là già nên lỗ tai cũng thoái hóa a, vừa rồi ta tới đã nói số trời hỗn loạn, thôi diễn không ra. Tử Sú Tịch ăn cái bế môn canh, hừ nói. Thời điểm cần thôi diễn không ra, bình thường chút lông gà vỏ tỏi lại nói cái gì cũng chuẩn, xem bói thuật này muốn có ích lợi gì. Sắc mặt Đoan Mộc Hữu Ngọc phát lạnh nói. Nếu không ta thôi toán cho đại nhân, ngươi chừng nào thì chết, được không? Ngươi! Tử Sú Tịch chán nản, hừ phất ống tay áo một cái, không lên tiếng nữa. Liễu Phỉ Yên nói. Đừng đấu khí, lúc này mục đích của mọi người nhất trí, đều muốn ly khai huyễn cảnh. Cũng không biết đám người Đằng Quang đi đâu. Đoan Mộc Hữu Ngọc nói. Vừa rồi quỷ vương kia đánh một kích, kinh thiên động địa. Ảnh hưởng to lớn khó có thể đánh giá, ngay cả chủ điện của Thái Hư Huyễn Điện cũng bị phá hủy. Nơi đây là ảo thuật biến thành, bị phá hư lập tức có thể phục hồi như cũ. Nhưng bây giờ qua lâu như vậy, một chút dấu hiệu phục hồi cũng không thấy. Thân thể Lý Vân Tiêu chấn động, lộ ra kinh sắc. Đoan Mộc Hữu Ngọc nói mọi người mới chú ý, phát hiện đích xác không được bình thường. Đoan Mộc Hữu Ngọc nói. Vân Tiêu công tử có ý kiến gì không? Lý Vân Tiêu nói, Thái Hư Huyễn Điện đình chỉ tự mình chữa trị, sợ là đạo này diễn biến xảy ra vấn đề, Đằng Quang phỏng chừng muốn điên. Điên cuồng. Đoan Mộc Hữu Ngọc ngẩn ra nói. Nếu hắn điên cuồng mà nói, sẽ có một chút biến hóa, chúng ta chờ là được. Mong là đạo này không nên trực tiếp chuyển thành Thái Hư sát trận, bằng không thì phiền toái. Lý Vân Tiêu nói,
trong trận này cao thủ nhiều lắm, cho dù thực sự hóa thành sát trận, sợ cũng vô pháp chém giết tất cả mọi người. Đương nhiên, tuyệt đại đa số vẫn là phải chết. Đoan Mộc Hữu Ngọc lo lắng nói. Ai, bổn tọa không muốn trở thành một người trong tuyệt đại đa số kia a. Mọi người đang nói chuyện, đột nhiên đất rung núi chuyển, dưới chân bất ổn. Một đạo ánh sáng từ đàng xa bay đến, trong khoảnh khắc bao trùm tất cả mọi người, đồng thời kéo dài ra, tựa hồ toàn bộ Thái Hư Huyễn Điện cũng bị cháo nhập trong đó. Chuyện gì xảy ra? Mọi người đều giật mình, đột nhiên không gian xa xa bị phá vỡ, một lỗ đen to lớn hiện lên, bên trong phụt ra các loại quang mang. Lỗ đen kia chậm rãi trầm xuống, giống như mặt trời lặn rớt xuống đại địa. Trên mặt đất một mảnh rung động, bị nẻ ra vô số cái khe, giống như muốn đất lỡ. Phi Nghê cả kinh nói. Phu quân, Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Đừng kêu loạn, bay lên cao, hình như đã xảy ra chuyện. Tất cả mọi người thoáng cái bay lên cao, dừng ở xa xa nhìn lỗ đen, đại địa ở dưới, lực lượng kinh khủng kéo dài bốn phương tám hướng. Bát bách trận đạo cung bắt đầu đổ nát, cảnh tượng tựa như tận thế. Đó là, đột nhiên Lý Vân Tiêu kinh hô, dừng ở xa xa, lộ ra vẻ cực kỳ khiếp sợ. Hai tròng mắt của Khâu Mục Kiệt cũng có lục mang chớp động, đồng dạng hoảng sợ không thôi. Chỉ thấy hắc động kia đâm vào đại địa, một quang ảnh hóa thành thụ hình, từ từ sinh trưởng. Bụi cây kia ánh sáng dị thường huyến lệ, đa thải đa tư, từ cây non bắt đầu lớn lên, đưa ra vô số cành lá, quang diệp trong suốt, như mộng như ảo. Toàn bộ quá trình rằng con nửa chén trà thời gian, rốt cục lớn thành một gốc đại thụ che trời cành lá sum suê. Trên ngọn cây trong lúc bất chợt bắn ra cửu thải hà quang, quang mang chớp động vô số phù văn, dần dần hội tụ, lăng không hoảng động. Phù văn kia chừng ngàn vạn chữ, ở trên trời cao như khai thiên lý, từng cái lớn chừng cái đấu, hùng vĩ tráng lệ. Lý Vân Tiêu kinh hô lên nói. Đây là kinh văn của bát bách trận đạo. Phiến kinh văn kia ở trên không trung hiện lên một lúc, liền bắt đầu huyễn diệt, hóa thành ánh huỳnh quang, đều chiếu vào trên đại thụ. Kinh văn huyễn diệt càng lúc càng nhanh, thời gian uống cạn chun trà sau, kinh văn đã mất sạch. Cửu thải hà quang trên đại thụ càng sâu, chậm rãi sinh ra một nụ hoa bạch sắc, dần dần nở rộ. Đó là, cả người Khâu Mục Kiệt run lên, không thể bình tĩnh, trong đóa hoa nở rộ, lẳng lặng nằm một quả cửu sắc. Sắc mặt của Đoan Mộc Hữu Ngọc cũng ngưng trọng, tay bấm niệm thần chú, không ngừng thôi toán tới cái gì, phù văn quỷ dị từ trong tay hắn bay lên, bay vào hư không. Ở trước mặt hắn hiện ra một thủy kính, phía trên phù quang lược ảnh, tựa hồ đang diễn hóa thành cái gì. Liễu Phỉ Yên ngạc nhiên, trong mắt cũng bắn ra đạo đạo tinh mang, cả kinh nói. Chẳng lẽ là... Lý Vân Tiêu ngăn chặn nội tâm khiếp sợ, gần từng chữ nói. Không sai. Thái Hư Huyễn Đạo ngưng tụ ra đạo quả. Thoại âm rơi xuống, không gian bên người nhoáng lên, Liễu Phỉ Yên cùng Đoan Mộc Hữu Ngọc đồng thời tiêu thất ở tại chỗ. Cả người Khâu Mục Kiệt cũng chấn động, cả giận nói. Chết tiệt, quyết không thể để cho bọn họ giành trước. Hắn mở ra hai cánh, không gian chi lực chợt hiện lên, cả người cũng thoáng cái biến mất. Tử Sú Tịch giật mình nói. Thái Hư đạo quả, đây là vật gì? Phi Nghê cũng lộ ra vẻ không hiểu, mở to hai mắt nhìn Lý Vân Tiêu nói. Thứ này rất lợi hại sao? Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Nghĩ không ra lại gặp phải loại vật này, các ngươi có biết phụ ý đạo quả không? Phi Nghê nói lầm bầm. Đương nhiên biết, ăn cũng ăn không biết bao nhiêu. Lý Vân Tiêu nói. Phụ ý đạo quả cũng là một loại đạo quả, ẩn chứa một tầng thứ vũ đạo, nhưng phụ ý đạo quả mạnh nhất cũng chỉ là cửu thiên cảnh vũ đế đạo quả. Nếu đi lên nữa, liền thoát khỏi phạm trù vũ đạo, bước vào đạo thần. Đạo thần. Mọi người đều cả kinh, lộ ra thần sắc kinh hãi. Âm thanh của Tử Sú Tịch giống như bị kháp ở cổ, hô hấp ngưng trọng, kêu lên nói. Ngươi sẽ không nói với ta rằng, trước mắt là một quả đạo thần đạo quả đi. Lý Vân Tiêu nhìn hắn một cái nói. Không sai biệt lắm, Thái Hư Huyễn Đạo là tồn tại vượt xa võ đạo. Tự mình ngưng ra đạo quả mặc dù không phải là đạo thần chi quả, sợ cũng không xa. Tử Sú Tịch đột nhiên hít một ngụm lãnh khí, sắc mặt ở trong một sát na cân nhắc, sau đó hóa thành quang mang phi độn đi. Lý Vân Tiêu nhìn thoáng qua Bạch Vũ Kình, Đoan Mộc Thương cùng Phi Nghê còn dư lại, cười nói. Thế nào, ba vị không có hứng thú? Phi Nghê cười duyên nói.
phu quân có hứng thú ta liền có hứng thú, ta nghe theo phu quân. Lý Vân Tiêu mặt đầy hắc tuyến. Bạch Phú Kình cười lạnh nói. Nhiều siêu phàm nhập thánh cao thủ ở đây như vậy, chúng ta những cửu tinh vũ đế này không có hứng thú còn tốt, nếu có hứng thú, sợ là tính mệnh không lâu. Đoan Mộc Thương kinh ngạc cười nói. Bạch Phú Kình đại nhân nói phải, cùng ta nhất trí. Lý Vân Tiêu nói. Đạo quả tự có số mệnh, cũng không phải là người nào thực lực mạnh liền của người đó, cái này cần thiên mệnh. Đoan Mộc Thương cười nói. Vân Tiêu công tử không muốn đi đoạt thiên mệnh sao, đây chính là đạo thần chi quả a. Lý Vân Tiêu cười nói. Tại hạ có tự mình hiểu lấy, tuy rằng rất muốn, nhưng bây giờ đi qua không khác nào pháo hôi. Thương đại nhân cũng có thể toán một quẻ, xem đạo thần chi quả này rơi vào tay người nào. Đoan Mộc Thương cười nói. Thôi toán thần vật kia, ta cũng không ngại bản thân tính mệnh dài, sợ là tại chỗ phản phệ chết a. Lý Vân Tiêu nói. Tử Sú Tịch nói không sai, thời điểm cần thôi diễn không ra, bình thường chút lông gà vỏ tỏi coi cái gì cũng chuẩn, toán thuật này muốn có ích lợi gì. Ha ha, cho nên tình cảnh của bói toán thế gia vẫn luôn rất xấu hổ. Đoan Mộc Thương nở nụ cười. Lý Vân Tiêu một trận không nói gì, nói. Tuy rằng không dám đi tới lấy, nhưng bản thiếu dự định ở một bên, nhìn có thể kiếm chút tiện nghi hay không, chư vị gặp lại sau. Thân ảnh hắn lóe lên, liền hóa thành thanh quang tiêu thất ở tại chỗ. Phu quân, Phi Nghê quát to một tiếng, liều mạng một chảo, nhưng bắt không. Nàng tức giận đến dậm chân, triển khai diễm xí, rung lên liền đuổi theo. Bạch Phú Kình nói, Lý Vân Tiêu nói rất đúng, tuy rằng không dám đoạt, nhưng không thể ngay cả dũng khí chiếm tiện nghi cũng không có. Hắn nhẹ giọng nói, Thiên Vũ Phong ngâm, bốn phía hóa ra vũ mao trắng noãn, lăng không phiêu đãng, cả người Bạch Phú Kình cũng biến mất. Mỉm cười trên mặt Đoan Mộc Thương dần dần tiêu thất, thay vào đó là một loại ngưng trọng cùng nghi hoặc. Nàng cũng không có đi cướp đạo quả, mà là ngồi xếp bằng ở trên hư không, hai tay bấm niệm thần chú. Phía sau thoáng cái hóa ra hư ảnh nhàn nhạt, có khinh linh chi khí lưu động, thoáng cái hóa thành thiên thủ thiên nhãn, trực tiếp nhập định tu luyện. Ở bốn phía đại thụ che trời, một mảnh lưu quang di động, phảng phất cách một thiên hà, đem đạo thụ nhiễu ở chính giữa, như mộng huyễn không chân thật. Đột nhiên trong thiên hà có một quang ảnh chớp động, chính là Táng Vân Thú, thân thể cao lớn lăng không bốc lên, hướng đạo quả kia đánh tới. Xúc sinh, lăn. Một tiếng quát chói tai truyền đến, một đạo quang ảnh kim sắc hạ xuống, nương theo trưởng pháp phách về phía đầu Táng Vân Thú. Thình thịch, Táng Vân Thú bị trùng kích quá lớn, thoáng cái không thể dừng, bị một kích đánh bay ra ngoài. Thân thể nó ở trên không trung giống giật, lật vài vòng mới ngừng lại được. Trên ót bị đánh ra tiên huyết, đem lông tơ nhuộm đỏ. Nó cuộn thân thể lại, hai mắt bắn ra hung quang, nhìn chằm chằm phía trước. Đạo kim quang kia hóa thành thân ảnh huyền hoa, cười lạnh nói. Một đầu xúc sinh, cũng muốn đoạt thần vật, tiến lên một bước nữa liền giết ngươi. Hắn nói xong liền xoay người, đi đến đạo quả kia, đột nhiên dưới chân dừng lại. Không gian phía trên xoay tròn, một lực lượng vô cùng khí phách hạ cuống, kèm theo giống giận nói. Chết! Táng Vân Thú vẫn ngủ đông bất động cũng mạnh mẽ vào tới. Huyền hoa cả kinh, quyết ấn trong tay biến hóa, một trường nghênh đón. Ầm! Hai cổ lực lượng trùng kích, dư ba chấn nhập vào thiên hà, ở bốn phía đạo quả lưu chuyển, lại không thể lan đến gần. Thân thể huyền hoa bị chấn lùi mấy bước, cả kinh nói. Ngươi lại từ trong đó đi ra. Đạo thân ảnh kia chính là Diêu Kim Lương, sát khí đầy người, Táng Vân Thú thoáng cái nhảy lên. Thân thể chợt nhỏ đi mấy vòng, nằm úp sấp ở trên đầu vai hắn, hung tợn nhìn chằm chằm huyền hoa. Diêu Kim Lương lạnh giọng nói. Chỉ là một kiện huyền khí, làm sao có thể vây khốn ta? Trong mắt hắn tuôn ra sát khí, chỉ vào huyền hoa nói. Hiện tại ta muốn lấy đạo quả này, ngươi dám động thoáng cái, liền giết ngươi. Huyền hoa nộ cười nói. Ha ha, ngươi coi mình là ai? Ta động, động, tới giết ta a, giết ta a. Hắn giãy giụa thân thể, đạp ra mấy bước, hai tay múa loạn, bắt đầu khiêu vũ. Thân thể Diêu Kim Lương nhoáng lên, cùng Táng Vân Thú đồng thời hóa thành hai đạo quang mang, lực lượng kinh khủng đan vào một chỗ, hóa ra ngàn vạn đạo ảnh. Dưới chân huyền hoa bỗng nhiên đạp một cái, liền lùi lại mười mấy trượng, trên người dâng ra tử thanh sắc khí. Tay phải một chảo,
Toái Tinh Cung hiện ra, đáp cung dương tiễn. Bốn phía hiện lên một mảnh tinh vân, quát. Trời quang mây tạnh. Song tiễn bay đi, như là hai quỹ đạo, đánh trời cao rách tả tơi. Ầm ầm. Bốn đạo quang mang chạm vào nhau, thiên địa rung động, nhưng quỷ dị là màu ánh sáng trong thiên hà không bị ảnh hưởng, năng lượng nhảy vào bên trong đều hóa thành ánh sáng thiên hà, lưu chuyển liên tục, như là một đạo kết giới bảo vệ đạo quả kia. Thân thể Diêu Kim Lương đột nhiên bắn ra, trong khoảnh khắc vò tới trước mặt Huyền Hoa, trong tay lóe lên ngân quang, liền chém xuống. Phanh! Quỷ lăng rào đặt ở trên Toái Tinh Cung, hai kiện huyền khí va chạm, rung động nhân tâm. Quang mang kích động ra ngoài đem thân ảnh hai người nuốt hết, hoàn toàn thấy không rõ khuôn mặt. Trên mặt Diêu Kim Lương lộ ra vẻ dữ tợn, hai tay chộp vào quỷ lăng rào, hét lớn một tiếng. Phanh! Ngân khí như là vảy cá từng mãnh dựng thẳng lên, từ trên Toái Tinh Cung vuốt phẳng xuống phía dưới, chấn nảy lên vô số hỏa hoa. Toái Tinh Cung của Huyền Hoa tạo hình tinh xảo, phía trên chạm chỗ các loại ngọc thạch, là cực phẩm trong cực phẩm, ở dưới một kích này, lại xuất hiện không ít mài mòn. Chết tiệt! Huyền Hoa giận dữ, hắn yêu cung như mạng, phảng phất như quỷ lăng rào kia trực tiếp chém ở trên người hắn, đau lòng lợi hại a. Tay phải bấm niệm thần chú, lôi kéo dây cung, nhất thời một thanh lợi tiễn nổi lên, quát. Chết đi! Hiu! Tên cách Diêu Kim Lương bất quá ba thước, cự ly ngắn như vậy bắn ra, Diêu Kim Lương tránh cũng không thể tránh. Hắn chỉ có thể nhấc quỷ lăng, đưa ngang trước người chắn mũi tên kia. Phanh! Cả người Diêu Kim Lương bị đẩy lui mười mấy trượng, ở trên không trung lưu lại một đạo quỹ tích. Huyền Hoa đánh xong liền xoay người, muốn bước vào thiên hà lấy đạo quả. Hừ, nếu để cho ngươi lấy đạo quả, ta thực sự là sống trên thân chó. Thân ảnh Diêu Kim Lương lóe lên, liền xuất hiện ở phía trên hắn, hai tay nắm quỷ lăng rảo chém xuống. Ha ha! Huyền Hoa đột nhiên cười lớn nói. Ngươi muốn làm cho, thật là ô nhục con vật đáng yêu kia a. Hắn ngửa người lộn ra sau, một cước đá tới. Đầu ngón chân hóa xuất một đạo lưu tinh, điểm ở trên quỷ lăng rảo, phanh một tiếng đánh văng hắn ra. Sau đó hai tay dương cung, bắn ra một đạo lợi tiễn. Hừ, đợi lát nữa đánh nát miệng của ngươi. Sắc mặt Diêu Kim Lương trầm xuống, quỷ lăng rảo ở trên không trung tung bay, thoáng cái chém bể bạch quang, lăng rảo hóa thành hư ảnh, bay lên không trung. Huyền Hoa cười lạnh một tiếng. Trường cung ở trong tay xoay chuyển, đạo đạo thanh quang bắn ra, cả người lăng không tiêu thất. Quỷ lăng rào chém tới, nhất thời thất bại. Chạy, chạy thoát sao? Diêu Kim Lương bấm niệm thần chú, không gian bốn phía nhộn nhạo, một tiếng giống to kinh thiên truyền đến. Táng vân thú chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng Diêu Kim Lương, cao hơn 10 trượng, hai mắt đỏ bừng, trên người yêu khí cuồn cuộn. Từng vòng khí lưu ở xung quanh một người một thú kích động. Hình thành cơn lốc kinh khủng, không gian hoảng hốt. Trên người Diêu Kim Lương kim quang nở rộ, đấu chiến thánh quyết vận chuyển tới cực hạn, quỷ lăng rào giải phong, như một ác linh hoành ở trước người, trong mắt bắn ra hung quang. Đấu chiến thánh quyết, dạ vũ, ác linh tranh, một tiếng, lần thứ hai hóa thành lăng rào, ngân quang soi sáng nửa bầu trời, đột nhiên chém xuống. Trong lòng Huyền Hoa hoảng hốt, không dám khinh thường, hai chân đạp ở trên hư không, trường cung kéo mãn. Một mảnh nhật nguyệt tinh thần hiện lên ở bốn phía. Vô số bảo thạch trên Toái Tinh Cung bắn ra quang huy chói mắt, mi tâm lóe ra một mũi tiễn ảnh xoay tròn, trên trường cung nhất thời sinh ra một mũi tên xích hồng sắc, phía trên có phủ văn rậm rạp chằng chịt. Huyền Hoa ngưng thanh hét lớn, dưới chân đạp tinh thần bộ, hư ảnh hiện lên, như là vô số tinh lực bay vào trong mũi tên kia, bắn mạnh đi ra ngoài. Khai dương! Ầm ầm! Bầu trời bị hai đạo lực lượng kinh khủng kia tách ra, linh áp bay loạn, bầu trời giống như lôi hải điện ngục, khắp nơi đều là phong bạo kinh khủng. Nhưng khiến người giật mình là, lực lượng kinh khủng kia kích ra, chấn nhập vào thiên hà, lập tức đưa tới biến hóa. Vô số lưu quang kỳ dị thoáng cái co rút lại, hội tụ về phía đại thụ che trời. Đóa hoa bạch sắc chứa thái hư đạo quả kia, vào giờ khắc này biến thành ngũ thải. Chỉ bất quá Diêu Kim Lương cùng Huyền Hoa đều giết đỏ cả mắt. Không có tâm tư quản đạo quả kia. Bên cạnh hai người đều là lực lượng kinh khủng phóng lên cao. Sắc mặt Diêu Kim Lương âm trầm, trên quỷ lăng rảo ngân quang chói mắt, ngang trời chém rụng. Thú khải trên người táng vân thú cũng tan ra, trên kim giác dâng lên vô số phủ văn. Toàn bộ thân thể lượn vòng,
cuồn cuộn nổi lên phong bạo kinh khủng đánh tới. Phanh! Khắp bầu trời kình khí ngang dọc, đột nhiên một thanh âm rất nhỏ vang lên. Dây cung của Toái Tinh cung bị đứt, cả trường cung thoáng cái giãn ra, hóa thành chiến đao. Phong trảm! Huyền Hoa cầm đao chém tới, tinh vân quanh thân nhất thời hóa thành đao mang kích động, bốn phía rơi vào một mảnh tinh không. Ầm ầm! Quỷ lăng giảo bị phong trảm đánh văng ra, hai cổ lực lượng bạo tạc, táng vân thú vọt lên, gào thét dùng kim giác đâm tới. Huyền Hoa băng lãnh, chiến đao xoay chuyển, đưa ngang trước người, tay phải lăng không kéo một cái, quát. Bắn chết xúc sinh này, bắt đầu khai dương. Chanh! Trên chiến đao tuôn ra nhật nguyệt tinh thần, dấu ấn ở mi tâm hắn hóa tiễn, trong nháy mắt bắn ra. Không gian bốn phía thoáng cái sập xuống, vô số quy tắc chi lực hiện lên, bắn về phía táng vân thú. Ầm ầm, lại là một lần bạo tạc kinh thiên động địa, Huyền Hoa hai lần xuất thủ, cũng cảm thấy rất uể oải. Lực lượng tuôn ra không ngừng trùng kích thân thể hắn, dưới chân lui về phía sau. Phía trước khắp nơi năng lượng kích động, một đôi mắt đỏ ngầu hiện ra. Trong thân thể Diêu Kim Lương có một cổ khí tức quỷ dị tuôn ra, kích thích quỷ lăng giảo không ngừng chiến minh, như là vui sướng. Huyền Hoa, hôm nay đánh một trận, không chết không ngớt, người nào cũng không thể cứu được ngươi. Hai tay hắn cầm lăng giảo, đồng quang đỏ ngầu càng ngày càng yêu dị, từng đạo huyết sắc quang vượng ở chung quanh hiện ra. Hạo Dương quán nhật, chanh, trong thiên địa vang lên một tiếng chiến minh, sau đó một đạo hồng quang hiện ra. Huyền khí bỗng nhiên hóa thành quỷ lăng, phi trảm mà xuống. Táng vân thú tùy theo lao lên, thú khải không ngừng biến hóa, trong khoảnh khắc cùng quỷ lăng kia hóa làm một, lăng không lao xuống. Chiêu này vừa ra, đại thụ che trời cũng theo đó rung động, trong cánh hoa ngũ sắc, đạo quả ánh sáng chớp động, càng ngày càng nhanh. Nguyên lực trên người Huyền Hoa chuyển động, lực lượng xông thẳng lên trời, Toái Tinh cung ở trong tay chanh. Vang lên, bảo thạch bắn ra vạn đạo thất thải hà quang. Đồng thời chỗ đứt dây, tuôn ra một sợi long gân, ràng buộc hai đầu chiến đao, nhất thời có long ngâm truyền ra, một đạo thanh ảnh ở trên cung biến ảo bất định. Tay ở trước người bấm niệm thần chú, khắp bầu trời bảo quang tụ đến, bốn phía hiện ra dị tượng. Đại tuyết bay tán loạn, háo thành một mảnh tuyết địa, vậy mà băng phong vạn lý. Ở trong tuyết địa, vạn điểm tinh quang từ trên bầu trời hạ xuống, một mũi nhọn chẳng biết từ chỗ nào đến, xích hồng như huyết. Dần dần ngưng hình, đúng là một mũi tên đỏ thẫm. Vô số tinh mang điên cuồng phóng tới mũi tên, thân tiễn bắt đầu lóe ra phù hiệu quỷ dị, kích bắn ra vô số hồng mang, ở trong cảnh băng phong vạn lý, có vẻ dị thường gai mắt. Diêu Kim Lương, ngày hôm nay người chết là ngươi a. Đây là huyền chân tiễn mà ta dùng ám tinh thiết chế tạo, dùng để giết ngươi thích hợp nhất. Huyền Hoa thoáng cái nắm tên, khoát lên cung, bong bong, thanh âm kim trúc ma sát đáng suất. Trong nháy mắt cung bị kéo căng. Hiu! Vô số phi tuyết tụ lại, một đạo hồng quang bắn ra, xuyên qua băng phong vạn lý. Tên dài bắn ra, lòng gần kia dư lực quá lớn, đột nhiên đứt đoạn, Toái Tinh cung lần thứ hai hóa thành chiến đao. Ầm ầm, huyền chân tiễn đi qua thời không, đánh vào trên quỷ lăng của Diêu Kim Lương, nhấc lên vô số phong bạo, đột nhiên ầm ầm nổ tung. Giống! Trung tâm cơn lốc. Còn truyền đến tiếng kêu thảm thiết của táng vân thú. Diêu Kim Lương cả người đại chấn, tê tâm liệt phế quát. Không! Hai mắt hắn đỏ bừng, táng vân thú bị huyền chân tiễn đâm rách thú khải, thủng ngực mà qua. Phanh! Quỷ lăng giảo ở trên không trung biến trở về trạng thái phổ thông, lẳng lặng treo ở bên người táng vân thú, linh khí tiêu tán rất nhiều. Thân thể Diêu Kim Lương vọt xuống, thoáng cái ôm lấy táng vân thú, cả người run rẩy. Một người một thú làm bạn nhiều năm, từ lâu tâm ý tương thông, lúc này hắn có thể rõ ràng cảm thụ được đối phương thống khổ, sinh cơ không ngừng sói mòn. Phù văn trên huyền chân tiễn còn đang không ngừng tuôn ra, đại lượng khác ở trên người táng vân thú, phá hư thân thể của nó. Diêu Kim Lương nắm tên, muốn rút ra. Chậm đã. Đột nhiên một đạo thanh ảnh chớp động, vi thanh hiện thân, quát. Không muốn nó chết thì đừng động. Diêu Kim Lương cả kinh. Vội vàng nói. Vi Thanh đại nhân, cầu ngươi cứu nó. Vi Thanh ngưng mắt, nhìn chằm chằm tiễn kia, sắc mặt nặng nề nói. Đây là ám tinh thiết, một loại kim trúc cực kỳ ác độc a. Hai tay hắn ở trên không trung hư họa, thoáng cái ngưng ra một đạo phù văn, sau đó vỗ xuống, hóa thành băng sắc lam nhạt, trực tiếp khắc ở trên tiễn.
nhất thời phù văn trên tiễn thoáng cái bị ngăn chặn, dần dần thu nạp, cuối cùng biến thành một chi thiết tiễn thông thường. Siêu Kim Lương lập tức cảm nhận được Táng Vân Thú giảm bớt thống khổ, đại hỉ nói. Hiện tại có khả năng nhổ tiễn không? Vi Thanh lắc đầu nói. Nó bị một tiễn xuyên thấu, hiện tại rút ra mà nói nguy hiểm quá lớn, dùng ngự thú huyền khí tạm thời phong ấn nó, mang về thánh vực tính tiếp. Siêu Kim Lương không dám vi phạm, đồng hoàn trên tay hắn phóng đại, lăng không thu lại, liền đem Táng Vân Thú kéo vào, lại biến về hình dáng phổ thông, bám vào cánh tay. Trên mặt Huyền Hoa hiện ra vẻ giận dữ, lạnh giọng nói. Vi Thanh, người rất thích xen vào việc của người khác a. Vi Thanh nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Ta xen vào, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi! Trên mặt Huyền Hoa hiện lên vẻ phức tạp, cuối cùng áp chế tâm tình. Lấy lực lượng của hắn bây giờ, khẳng định là đấu không lại Vi Thanh, huống chi còn có Diêu Kim Lương bên người. Trên mặt Diêu Kim Lương bao phủ một tầng sương lạnh, cắn răng nói. Vi Thanh, ta ngươi liên thủ giết hắn. Vi Thanh than thở. Nếu chỉ có một mình hắn, giết cũng không sao, nhưng... Đồng tử của Diêu Kim Lương co lại, chỉ thấy phía sau Huyền Hoa dần dần hiện ra hai đạo quang mang. Trong đó một đạo bích lục, hóa thành Đoan Mộc Hữu Ngọc. Một đạo khác là Hồng Liên Như Lửa, hóa thành Liễu Phỉ Yên, nàng một bước tiến lên, đi tới phía sau Huyền Hoa nói. Ngươi không sao chứ? Huyền Hoa cười nhạo nói. Đối phó hai xúc sinh mà thôi, sao có thể có sự tình? Chỉ bất quá ta khổ cực tạo ra huyền chân tiễn, lại bị mất a. Liễu Phỉ Yên nói. Tổn thất một cây tiễn, giết Táng Vân Thú coi như là đáng giá. Bị huyền chân tiễn bắn trúc, cho dù Táng Vân Thú có thể giữ được tánh mạng, cũng sẽ phế đi. Lời của nàng như một chậu nước lạnh, trực tiếp tưới vào buồng tim của Diêu Kim Lương, cả người hắn rét run, bỗng nhiên quát. Ngươi nói cái gì? Huyền Hoa ha hả cười nói. Bản thân lĩnh ngộ đi. Ta khuyên ngươi nhanh trở về, bồi nó chút thời gian a. Siêu Kim Lương lửa giận ngút trời, từng đạo nguyên lực từ trên người bạo khởi, hình thành vòng xoáy. Vi Thanh cau mày nói. Tỉnh táo lại, chỉ cần tính mệnh không lo, cuối cùng sẽ có biện pháp. Nếu thoáng cái xung động, là chúng bọn họ tính toán. Siêu Kim Lương mới dần dần buông ra song quyền, nhưng sắc mặt vẫn tái xanh như cũ, gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Hoa, người sau lại là vẻ mặt châm chọc cùng chẳng đáng. Đoan Mộc Hữu Ngọc nói, Vi Thanh đại nhân, đằng quang đâu? Sắc mặt Vi Thanh lạnh lẽo, hừ nói. Ai biết hắn đi đâu, chẳng lẽ thái hư đạo quả kia không phải là hắn làm ra sao? Tất cả mọi người thoáng đưa mắt nhìn qua. Trên đạo quả phát ra ý nhị nồng đậm, khiến mỗi người đều tâm dương khó nhịn, trong cơ thể không nhịn được khí huyết kích động. Nhưng ai cũng không dám mạo muội xuất thủ, ở đây không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế cường giả. Một khi có người xuất thủ trước, tất trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đột nhiên không gian nhoáng lên, đạo quả thoáng cái không có dấu hiệu nào liền tiêu thất ở trước mắt mọi người. Cái gì? Tất cả mọi người chấn động một cái, trợn to tròng mắt, hoảng sợ nhìn đại thụ che trời, không chỉ có đạo quả tiêu thất, ngay cả đóa hoa màu sắc rực rỡ cũng đồng thời không gặp. Vi Thanh tức giận nói. Chuyện gì xảy ra? Hừ, hảo một chiêu man thiên quá hải. Từ đại nhân. Người đây là khinh thường võ giả tộc ta sao? Sắc mặt Đoan Mộc Hữu Ngọc phát lạnh, đột nhiên xuất hiện ở giữa thiên khung, hai tay bấm niệm thần chú, đánh ra chín đạo hàn mang. Hàn quang hiện lên cửu cung, thoáng cái hóa thành đại lăng kính, đứng vững ở giữa thiên địa. Trên mặt kính phù quang chớp động, bầu trời ở dưới ánh sáng chiếu rọi, đặc biệt chói mắt. Quyết ấn trong tay Đoan Mộc Hữu Ngọc biến đổi, chín đạo lăng kính nhất thời bắn ra đại quang, lập tức trùng thiên triệt địa. Ở bốn phía đại thụ che trời soi sáng lên. Trong một chùm tia sáng đột nhiên hiện lên bóng người. Hừ! Sắc mặt Vi Thanh phát lạnh, quả đấm vỗ ra, nhất thời một lợi kiếm đâm tới. Suy! Bầu trời bị chém nát, đạo nhân ảnh kia ở trên không trung nhào lộn, hóa ra dáng dấp yêu từ, vẻ mặt cười khổ. Mà lúc này trên đại thụ che trời, đạo quả cùng sắc hoa mất đi, cũng lần thứ hai hiện ra. Liễu Phỉ Yên nói. Nguyên lai chỉ là thủ thuật che mắt. Huyền Hoa cười nhạo nói. Thằng nhãi này lại muốn dùng thủ đoạn nhỏ lừa gạt mọi người, chờ chúng ta hoảng loạn liền thực sự lấy đi đạo quả, bất quá nói thật, vừa nãy ta thật là luống cuống thoáng cái. Liễu Phỉ Yên hừ nói. Loại tạp kỹ kia cũng chỉ có thể lừa loại người như ngươi. Hắc hắc,
Huyền Hoa cười khúc khích không ngớt. Đồng tử Vi Thanh hơi co lại, thoáng cái liền nhận ra người trước mắt, lạnh giọng nói. Nguyên lai là yêu tộc đại tế tự Từ Đại Nhân, xem ra Từ Đại Nhân là sống quá lâu, muốn thử tư vị tử vong một chút. Từ cười khổ nói. Vi Thanh đại nhân, hồi lâu không gặp. Vi Thanh lạnh lùng nói. Chúc mừng Từ Đại Nhân, yêu tộc tìm về siêu phẩm huyền khí hồn thiên nghi thất lạc đã lâu, thực sự là khiến người ước ao đố kỵ. Trong lòng Đoan Mộc Hữu Ngọc run lên, thất thanh nói. Hồn thiên nghi, thảo nào bổn tọa không cách nào thôi toán ra nhân quả. Vi Thanh hừ nói. Đại yêu nắm giữ hồn thiên nghi, cũng ra đi. Trên bầu trời một mảnh yên tĩnh, không có cái bóng của thương. Sắc mặt Vi Thanh phát lạnh, hừ nói. Vừa rồi đối kháng bổn tọa không phải rất anh dũng sao, hiện tại lại thành con rùa đen rút đầu rồi. Hắn liên tiếp hô mấy lần, nhưng không có thanh âm. Từ cũng nhíu mày, không biết thương đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghĩ tới hắn có hồn thiên nghi, hơn phân nửa không có nguy hiểm quá lớn, liền yên lòng. Hừ, Vi Thanh thấy không ai trả lời. Lạnh lùng hừ một tiếng, lúc này mới lên tiếng nói. Nếu thái hư huyễn cảnh đã kết xuất đạo quả, nói rõ toàn bộ cảnh lực đều bị hấp thu đến, sợ là vô pháp diễn biến tiếp. Chỉ cần hái đạo quả này, huyễn cảnh sẽ tự hành phá vỡ. Nhưng quả này chỉ có một, rốt cuộc nên về ai? Tất cả mọi người thoáng cái biến sắc, trong mắt bắn ra đồng quang, lặng im không nói. Thần vật như vậy, bất luận cho ai, những người khác đều sẽ không đáp ứng. Huyền Hoa Hắc Thanh nói. Vi Thanh đại nhân sẽ không nói nó về bản thân chứ? Vi Thanh nói. Ta đích xác là muốn như vậy, nhưng vật ấy tự nhiên không phải về ta, mà là thuộc về thánh vực. Ngoại trừ thánh vực, thế lực nào trong thiên hạ có tư cách thu vật ấy? Huyền Hoa cười lạnh nói. Không cần nói nữa, ta phản đối. Vi Thanh nói. Ngân Nguyệt Vũ Đế phản ứng ở trong dự liệu của ta, nhưng mọi người không thể rằng co lâu. Biện pháp giải quyết vấn đề tốt nhất, là vũ quyết. Huyền Hoa nói. Vi Thanh đại nhân cứ ra tay đi, Huyền Hoa ta tùy thời tiếp. Vi Thanh nói. Hiện tại trong thái hư ảo cảnh, có tư cách tranh đoạt đạo quả này, chỉ có thánh vực, hóa thần hải cùng yêu tộc. Nhưng yêu tộc không phải tộc ta, lấy ý kiến của bổn tọa, không bằng trước liên thủ diệt trừ yêu tộc, sau đó lại quyết định đạo quả thuộc sở hữu. Đồng thời trong yêu tộc có người tay cầm siêu phẩm huyền khí hồn thiên nghi, giá trị to lớn không dưới đạo quả, lúc giành được hai phái chúng ta sẽ vũ quyết, phe thắng lấy đi đạo quả, phe thua lấy hồn thiên nghi, chẳng biết mấy vị ý như thế nào. Huyền Hoa cau mày nói, người xác định trong tay yêu tộc là siêu phẩm huyền khí hồn thiên nghi. Nếu thật là siêu phẩm huyền khí, giá trị to lớn chắc còn trên đạo quả. Người thua có thể lấy nó sao? Ha ha! Nếu đoạt được hồn thiên nghi mà nói, chúng ta liên thủ giết yêu tộc xong, hồn thiên nghi quy hóa thần hải, thái hư đạo quả về thánh vực. Như vậy tiết kiệm hai phái tranh chấp, càng không tổn thương hòa khí. Vi Thanh lo lắng nói, trên mặt hiện ra mỉm cười. Liễu Phỉ Yên nói, Huyền Hoa ngươi ngốc sao, giá trị của hồn thiên nghi xác thực rất lớn, nhưng ngươi có nắm chắc luyện hóa được siêu phẩm huyền khí sao, sợ là trung thân không thể được. Nhưng đạo quả này, người người có thể ăn. Huyền Hoa chợt nói, thì ra là thế, Vi Thanh ngươi thật là ích kỷ, chúng ta đoạt đạo quả, là vì lấy về dùng nghiên cứu. Ngươi đoạt đạo quả, lại là vì để cho mình ăn tươi. Hừ, xảo ngôn, Vi Thanh khinh thường hừ lạnh nói. Việc bổn tọa đề nghị, hai vị suy tính làm sao? Huyền Hoa cùng Phỉ Yên trao đổi ánh mắt, đều không nắm được chủ ý. Đoan Mộc Hữu Ngọc nói, Vi Thanh. Người cứ như vậy đem ta bỏ ra ngoài sao? Vi Thanh nói. Ngọc công tử biết quá khứ vị lai, nên biết tranh đạo quả này phần thắng không lớn nha. Đoan Mộc Hữu Ngọc nói. Phần thắng không lớn liền bị ngươi loại bỏ sao, vừa rồi ta thôi toán, phần thắng của Vi Thanh đại nhân cũng là không. Sắc mặt Vi Thanh trầm xuống, tức giận nói. Đừng vội nói bậy, Ngọc công tử, ngày hôm nay cho bổn tọa một cái mặt mũi, trợ giúp ta lấy được đạo quả. Tương lai tất có hậu báo. Đoan Mộc Hữu Ngọc nhẹ nhàng cười, đột nhiên thái độ khác thường, cười nói. Mặt mũi của Vi Thanh đại nhân ta đương nhiên không thể không cho, coi như là đại nhân thiếu ta một cái nhân tình, ta rời khỏi tranh chấp. Vi Thanh cau mày nói. Chỉ là rời khỏi. Đoan Mộc Hữu Ngọc cười nói. Tự nhiên, ở đây đều là tuyệt thế cường giả, ta
ta cũng không muốn đắc tội bất kỳ người nào. Phi Thanh hơi trầm ngâm, liền nói. Tốt, hôm nay ngươi rời khỏi tranh chấp, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Đoan Mộc Hữu Ngọc hài lòng gật đầu, vung tay lên, chín đạo ánh sáng đột nhiên vỡ vụn, hóa thành vô số ánh huỳnh quang tiêu thất. Phi Thanh nhìn về phía Huyền Hoa cùng Phỉ Yên nói. Nếu hai người các ngươi cũng đồng ý thối lui, bổn tọa cũng thiếu các ngươi một cái nhân tình. Ha ha! Huyền Hoa cười ha hả nói. Phi Thanh đại nhân cũng quá để ý mặt mũi của mình a. Đoan Mộc Hữu Ngọc cho là nó đáng giá, nhưng chúng ta coi nó chẳng ra gì. Hừ! Sắc mặt Phi Thanh trầm xuống, tức giận dâng lên, rất ít người dám không nể mặt hắn, nhưng Huyền Hoa hết lần này tới lần khác lại là một cái trong đó. Sắc mặt Yêu Tử cũng dị thường khó coi, tức giận nói. Phi Thanh, ngươi đây là ý gì? Chúng ta đi còn không được sao? Đi! Phi Thanh lạnh giọng nói. Hiện tại nói với ta sẽ đi, muộn rồi. Nhúng tay vào việc tộc ta, hôm nay người của tộc ngươi, người nào cũng đừng nghĩ đi. Sắc mặt Từ phát lạnh, cười lạnh nói. Cái gì nhúng tay việc nhân tộc, hoàn toàn là mượn cớ, then chốt là chí bảo hồn thiên nghi đi. Phi Thanh nói. Tùy ngươi nói như thế nào cũng được, bất quá nếu các ngươi có thể giao hồn thiên nghi ra đây, ta có khả năng làm chủ cho các ngươi bình yên ly khai. Dù sao Thương và Từ, cũng là hai gã siêu phàm nhập thánh cường giả. Hơn nữa hồn thiên nghi uy năng khó lường, vừa nãy trực tiếp khốn nhập hắn trong đó, hết đường xoay sở, nếu không phải lực lượng kia đột nhiên tiêu thất, bản thân sợ là còn chưa thoát. Từ cười lạnh nói, xin lỗi, muốn tới muốn đi, tùy chúng ta, nếu Vi Thanh đại nhân muốn cùng ta tộc đối nghịch, ta cũng chỉ có thể gia nhập vào tranh chấp. Vi Thanh hừ lạnh nói, gia nhập vào tranh chấp, các ngươi có tư cách này sao? Vi Thanh đại nhân chớ khinh thường. Đột nhiên không gian lóe lên quang ảnh, Tử Sú Tịch hiện thân, cả kinh nói. Những yêu tộc này vừa đem quỷ tu la áp chế xuống. Cái gì? Thân thể Vi Thanh run lên, cả kinh nói. Không có khả năng. Từ châm chọc nói. Không có khả năng, Vi Thanh đại nhân thử triệu hoán những quỷ tu la kia xem, nhìn một chút giờ khắc này ở nơi nào. Thần sắc trên mặt Vi Thanh biến hóa lợi hại, hắn triệu hoán bất động quỷ tu la. Chỉ có thể chế ngự La Thanh Vân, nhưng La Thanh Vân hoàn toàn không thấy bóng dáng. Huyền Hoa cả kinh nói. Chẳng lẽ ba động vừa nãy là yêu tộc các ngươi làm ra? Phi Thanh lạnh giọng nói. Nếu thật sự là như thế, vậy càng có trách nhiệm cùng nghĩa vụ trước diệt trừ bọn ngươi. Trong con ngươi hắn lóe lên hàn quang nói. Huyền Hoa, Liễu Phỉ Yên, còn có cái gì đáng suy tính? Ta tán thành ý kiến của ngươi, người yêu tộc Thủy Chung là ngoại tộc. Thanh âm lạnh như băng của Kỳ Thắng Phong truyền đến, thoáng qua xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đồng tử của Từ đột nhiên co lại, kinh hãi nói. Ngươi làm sao thoát khốn? Kỳ Thắng Phong cười lạnh nói. Chỉ là mấy con ngân xà, làm sao có thể ngăn được bổn tọa? Từ trầm tư một chút nói. Ta hiểu rồi, vừa rồi quỷ vương cùng quỷ tu la đánh một trận đã giúp ngươi, ngươi dựa vào đại lực trùng kích, đánh chết ngân long, là ta sơ sót. Nhưng ngươi vừa thoát khốn, lực lượng bây giờ, đã xa xa không đạt tới siêu phàm nhập thánh. Kỳ Thắng Phong nói, chỉ dựa vào nhục thân chi lực, cũng đủ để giết ngươi. Hắn đối với Yêu Từ là quyết phải giết. Từ khẽ cười nói, đại nhân hồn phách bị hao tổn, bây giờ còn có thể hoàn hảo chế ngự thân thể này sao? Kỳ Thắng Phong lạnh giọng nói, Từ, ngươi có thể tới thử xem. Ánh mắt Liễu Phỉ Yên lộ ra vẻ kinh dị. Nhìn Huyền Hoa một cái nói. Vị này chính là vị đại nhân mà nghĩa phụ từng đề cập qua kia sao? Hừ, vị đại nhân kia, ha ha. Kỳ Thắng Phong cười ha hả nói. Lẽ nào Lỗ Thông Tử ngay cả thân phận của ta cũng không dám xác nhận sao? Ngươi là tiểu cô nương năm đó hắn nhặt về đi, nghĩ không ra lại có thành tựu như vậy. Liễu Phỉ Yên nói. Nhờ có ơn tài bồi của nghĩa phụ, thân phận của đại nhân nhất định phải tiến một bước xác nhận. Hôm nay hai người chúng ta đến, cũng là muốn đại nhân theo chúng ta về Hóa Thần Hải, một khi xác nhận thân phận, chắc chắn là việc vui của thiên hạ. Kỳ Thắng Phong cười lạnh nói. Ngươi tính là vật gì? Thân phận của bổn tọa, cần các ngươi đến xác nhận sao, quá coi trọng mình đi. Sắc mặt Liễu Phỉ Yên bình tĩnh nói. Đã như vậy chỉ có thể dùng phương thức không vui mời người trở về. Kỳ Thắng Phong cười lạnh nói. Các ngươi không vui là được rồi.
Liễu Phỉ Yên khẽ cười nói. Không vui quy không vui, nhưng mọi người đều là hóa thần hải nhất mạch, vừa nãy đại nhân cũng nói. Không bằng người hóa thần hải chúng ta đồng lòng, đoạt được đạo quả phần thắng cực lớn. Kỳ Thắng Phong gật đầu nói. Ngươi nói có lý. Vi Thanh nhướng mày, sắc mặt có chút khó coi. Nếu bọn họ liên thủ, phần thắng bên mình liền cực thấp, đặc biệt vừa rồi Tử Sú Tịch nói quỷ tu la bị áp chế, lúc này tung tích không rõ, càng làm cho hắn lo lắng. Ha ha ha, một đám nhân loại buồn cười, tự cho là ăn chắc ta sao? Từ cười ha hả, đột nhiên một lực lượng hùng vĩ chuyển đến, ở bốn phía thái hư đạo quả quanh quẩn không tan, không ngừng lượn vòng. Đây là, đạo quả lực muốn tiêu tán sao? Kỳ Thắng Phong cả kinh, nếu đạo quả tiêu vong, tổn thất kia liền to lớn. Sai, đạo quả lực vẫn chưa giảm thiểu, trái lại càng ngày càng mạnh, chẳng lẽ còn sinh trưởng? Vi Thanh cả kinh nói. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên không gian hai bên đạo quả lắc lư, vô số lực lượng tụ đến, dần dần hóa thành một quả trái cây màu đen. Lại một đạo quả. Mọi người kinh hô, lộ ra vẻ kinh hãi. Trái cây hắc sắc kia cùng thái hư đạo quả giống nhau, tràn ra đạo vận cường đại, hơn nữa hình thái biến hóa liên tục, tựa hồ còn chưa định hình. Răng rắc. Đột nhiên một tiếng rạn nứt vang lên, như sấm sét ở trong lòng mỗi người vang dội. Đều trợn to tròng mắt, ngơ ngác nhìn. Răng rắc, cái khe trên hắc sắc đạo quả càng ngày càng nhiều, cuối cùng rạn nứt, mặt ngoài đen nhánh giống như quả xác bóc ra, dần dần triển lộ ra hình dáng, đúng là hồn thiên nghi. Bất hảo, Phi Thanh hét lớn một tiếng nói. Động thủ, hồn thiên nghi lóe ra chu thiên tinh đấu, giống như là một bộ tinh đồ kéo dài, từng mảnh tinh không lóng lánh, tinh hệ diễn biến, ngân hà sinh ra. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên địa đều đặt mình trong tinh không, sán lạn huyến lệ. Hồn thiên nghi vũ đạo trung diễn, cổ khí tức chí cao vô thượng này, chính là khí tức đạo thần A. Từ vạn phần kích động, thân thể run rẩy, nhìn mạn thiên tinh thần, không nhịn được muốn quỳ xuống cúng bái. Người còn lại sắc mặt đều đại biến, cổ khí tức to lớn kia ở trên trời nhộn nhạo, khiến khí huyết bọn họ quay cuồng, hơn nữa cảm thụ được một loại vũ đạo áp chế. Vũ đạo có thể áp chế siêu phàm nhập thánh cường giả, chỉ có đạo thần chí cao vô thượng. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, thoáng cái vạn phần khiếp sợ và ngưng trọng. Lẽ nào trong phiến tinh không này có người muốn thành thần? Điều này sao có thể? Bao nhiêu năm qua, vô số cường giả nỗ lực, nhưng chưa từng có người chứng qua đạo thần A. Đây là siêu phẩm huyền khí sao, thành thần then chốt quả nhiên là ở siêu phẩm huyền khí. Trong tinh không... Tất cả đều triệt để dại ra, từng cái mở to hai mắt, thậm chí quên mất tự hỏi. Xa xa tiên cùng mông cũng thoáng cái kịp phản ứng, nhìn hồn thiên nghi không ngừng xoay tròn, kích động đến run rẩy. Loại sức mạnh trang nghiêm này, hơn nữa còn có lực lượng đến từ tổ tiên truyền thừa, thật giống như vô số yêu tộc tiền bối, hóa thành từng viên tinh thần lóng lánh, ở trên bầu trời chiếu sáng, chỉ dẫn bọn họ đi tới. Hai người thoáng cái cảm động, có chút nhớ nhung khóc lên. Tiên rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân từ đại nhân bao che thương như vậy, không khỏi vạn phần hổ thẹn, tại chỗ quỳ xuống, hướng phía xa xa dập đầu. Mông cũng quỳ ở bên người hắn, dập đầu một cái, trong miệng còn ô ô khóc. Bao nhiêu vạn năm, thương đại nhân. Lê Lăng không quỳ xuống, rất xa bái lại, nhẹ khóc lên. Một ngày này, đợi lâu lắm. Nàng ngâm khẽ nói. Các bằng hữu, các ngươi nhìn thấy không? Đạo ngâm khẽ này. Phảng phất xuyên qua tuyên cổ, vang vọng ở trên bầu trời. Lý Vân Tiêu đồng dạng đại chấn, hoảng sợ cảm thụ được đạo thần ý cảnh khắp bầu trời, là tồn tại mà hắn ngưỡng vọng. Ngoại hồn thiên nghi ngoài lan tràn đạo thần đạo vận ra, còn có số lớn ma ha cổ tự, không ngừng bạo khởi, hướng về bốn phía khuếch tán. Lúc này, thái hư đạo quả ở dưới tinh giả có vẻ thập phần đột ngột, phảng phất là nhiều ra một loại đồ đạc. Đột nhiên một đạo lam quang ở hai bên đạo quả hiện ra, chính là thân ảnh của Thương, bay thẳng đến đạo quả kia chộp tới. Tất cả mọi người chấn động, đồng tử co lại, lập tức từ trong vạn phần khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, đều lộ ra sắc mặt giận dữ. Muốn động đạo quả của bổn tọa, quản ngươi là thần hay người, đều chết đi cho ta. Trước đạo quả kia, thân ảnh của Vi Thanh đột nhiên xuất hiện, sắc mặt âm trầm lợi hại. Trong tay hắn kim quang kích bắn. Hỏa quyền ở trong tay bay lột, trực tiếp đánh tới Thương. Thần thái Thương ung dung, bàn tay lăng không cuốn thoáng cái, liền hóa thành đao, đặt ngang chém tới.
Phanh! Thủ trưởng trơn chuột như ngọc chém ở trên quyển trục, kích động lên hỏa hoa, trực tiếp chấn Vi Thanh lùi lại mấy bước. Đây là tộc chúng ta ngưng tụ đạo quả, không cho phép ngươi làm càn. Sắc mặt của Đoan Mộc Hữu Ngọc cũng lạnh lùng, tuy hắn lui ra khỏi tranh đoạt, nhưng mà tuyệt không có thể trơ mắt nhìn thái hư đạo quả bị yêu tộc lấy đi. Huống chi còn là một đại yêu ngộ ra được thập phương quy tắc, có siêu phẩm huyền khí. Hai tay hắn vỗ tới, nhất thời cầm một cây thiết phiến ở trong tay, hướng trên người Thương vỗ xuống. Ầm ầm, bộ phiến hóa ra đạo đạo kim quang, bên trong diễn hóa một mảnh giang hà hồ hải, địa thế núi đồi, đều chấn áp xuống. Hừ, có chút ý tứ. Trên mặt Thương nghiêm túc, vung nắm tay lên đánh tới. Phanh, toàn bộ công kích đột nhiên vỡ nát. Hắn tiến lên một bước, đầu trong nháy mắt yêu hóa, dài ra hai sừng, chia ra làm kim sắc ngân sắc, đồng thời mi tâm lóe lên hắc bạch quang mang, hóa thành một bộ thái cực đồ bay ra ngoài. Ầm ầm, bộ phiến trong tay Đoan Mộc Hữu Ngọc thoáng cái xuất hiện thái cực, lóe lên liền không còn. Hắn kinh hãi, chỉ thấy các loại phù văn của bộ phiến trong tay đều biến mất, chỉ có một thái cực đồ khác ở trung ương, đúng là bị che lại. Thái cực phong thiên ấn. Sắc mặt Lý Vân Tiêu cực kỳ khó coi, chiêu này là thiên phú thần thông của họa đấu bộ tộc, hắn ở trên yêu nguyên gặp qua Thương thi triển, chỉ bất quá xưa đâu bằng nay, uy lực tuyệt nhiên khác nhau. Trong mắt Thương lóe lên vẻ trào phúng, sát khí càng ngày càng mạnh, lạnh giọng nói. Lúc này bổn tọa vô ý đối địch với các ngươi, nhưng nếu tiếp tục gây rối, ta sẽ đại khai sát giới. Đoan Mộc Hữu Ngọc cười lạnh nói. Muốn lấy đạo quả tộc ta, còn nói chúng ta gây rối. Thực sự là không biết xấu hổ tới cực điểm. Trong tay hắn vỗ ra, bộ phiến biến mất, ngược lại hóa thành ngọc xích, phía trên trong suốt, linh khí bức người. Người còn lại cũng thoáng cái kịp phản ứng, đều hóa thành lưu quang bay vào tinh không, đem Thương vây quanh. Huyền Hoa cười lạnh nói. Ta không tin ngươi thực sự thành thần, lui một vạn bước mà nói, cho dù ngươi thực sự thành thần, lấy lực mọi người chúng ta, giết ngươi dễ dàng. Liễu Phỉ Yên nói. Thái hư đạo quả không phải là ngươi có tư cách lấy, ngươi vẫn là đi thôi. Sắc mặt Kỳ Thắng Phong trầm xuống, quát. Không thể thả hắn đi, một khi người này ly khai, sẽ là đại họa tâm phúc. Vi Thanh nói. Kỳ Thắng Phong đại nhân nói không sai, hôm nay phải tru diệt những người yêu tộc này. Hắn cũng biết thân phận của Kỳ Thắng Phong, tuy rằng giật mình, nhưng so với đại yêu trước mắt này thành thần, liền có vẻ không quá trọng yếu. Hừ, tru diệt. Thương cười rộ lên nói. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chậc chậc, tổng cộng 6 gã siêu phàm nhập thánh cường giả, nếu đồng thời vẫn lạc, sẽ là một chuyện có ý nghĩa cỡ nào a? Ha ha, giết 6 người chúng ta, cái này phải não tàn đến trình độ nào mới có thể nói ra lời như vậy a? Kỳ Thắng Phong cười to nói. Cho dù ngươi thực sự bước vào thần cảnh, cũng phải bỏ mạng ở đây. Huống chi ta xem ngươi cũng bất quá là lĩnh ngộ một chút ra lông mà thôi. Ai nói Thương đại nhân phải lấy một địch 6. Dưới bầu trời đêm, thân ảnh yêu từ lóe lên, xuất hiện ở phía sau Thương, gương mặt kích động cùng hưng phấn nói. Lão hủ thực lực thấp, nhưng tự đánh giá còn có thể đối phó một cái. Thêm ngươi, cũng bất quá là chê cười. Trong mắt Kỳ Thắng Phong bắn ra hàn quang nói. Lão thất phu này ta tới thu thập, năm các ngươi giết đại yêu. Được. Tất cả mọi người cùng thanh đáp ứng, thoáng cái đồng thời xuất thủ. Kỳ Thắng Phong nắm lên cổ Trần Đại Kiếm, sắc mặt âm trầm hướng Tử chém qua. Trước bị hắn tính kế, thiếu chút nữa vẫn lạc, đã sớm nín một bụng hỏa. Hơn nữa tính toán này là từ tiền nhậm đại tế tự yêu bản bắt đầu, tức giận vô biên hóa thành một kiếm, thể giết đối phương. Tử biến sắc, ngân xà kiếm cũng rũ ra, hóa thành ngàn vạn du xà cắn xé qua. Chút tài mọn. Kỳ Thắng Phong cười một tiếng, cổ Trần kiếm đại khai đại hợp, ngọc long 300 vạn, ngang qua trời cao, chém nát tất cả ngân xà. Đám người Vi Thanh cũng đột nhiên động thủ, giang sơn như tranh vẽ tung ra, một mảnh sơn hà dị cảnh, hướng trên người Thương gõ xuống. Ánh mắt Thương lạnh lẽo, toàn bộ thân thể biến hóa, triệt để lộ ra bản thể, cao bát trượng, lân giáp đầy người, song đồng yêu dị, hai sừng cao chót vót. Tay hắn nắm chặt. Bốn phía thiết quyền tinh vân lưu chuyển, mạnh mẽ đánh về phía giang sơn như tranh vẽ. Ầm ầm, dị tượng bị oanh chấn động, hỏa quyền ở trên trời cao bay loạn. Tất cả mọi người dùng mình,
đều âm thầm suy nghĩ, cũng không có lợi hại như trong tưởng tượng a. Phi Thanh quát, đều xuất thủ, còn chờ cái gì? Siêu Kim Lương lăng không một chảo, quỷ lăng lần thứ hai hiện lên, thân ảnh chớp động liền chém tới. Lúc này tâm tình của hắn cực kém, căn bản không có tư tưởng chiến đấu gì, nhưng muốn cứu sống Táng Vân Thú, lại phải nghe lời Vi Thanh, chỉ có thể kiên trì công tới, làm dáng một chút cũng tốt. Đoan Mộc Hữu Ngọc ném đi ngọc xích, ở trên không trung lượn vòng, hóa ra vô số phù văn, sau đó đều thu nạp, ngưng tụ thành một trảm kích, lăng không đánh tới. Hắn chỉ sợ bị yêu tộc lấy đi đạo quả, về phần trong nhân tộc ai cuối cùng thu được vật ấy, là không quan tâm. Huống chi đã đáp ứng Vi Thanh rời khỏi phân tranh, vì vậy cũng hữu tâm vô lực, thoáng xuất lực, không muốn xảy ra sai lầm. Hai người đều tùy ý đến cực điểm, hai chiêu chém xuống, nhưng không có bao nhiêu uy lực. Thương cười lạnh một tiếng, song quyền đánh ra, tay như là thiết tí, có thể khai sơn phách thạch. Bang bang! Công kích của hai người đều bị đánh trở lại. Hắn cười nói. Đánh như vậy không có ý nghĩa, lại kích thích một chút. Thương giơ tay lên lăng không một chảo, một cổ khí tức quỷ dị ở trong tay ngưng tụ, xung quanh dâng lên đại lượng phù văn quỷ dị. Từ tuyên cổ tới nay, vĩnh hằng không chết tinh quang, từ trên trời cao muôn đời rớt xuống. Mưa sao băng. Khắp bầu trời tinh đấu xoay tròn, hóa thành tinh đồ, từng cái lóe ra bay xuống. Trong một sát na, dưới bầu trời đêm, đều là lưu tinh vũ, từng đạo xẹt qua trời cao, như thiêu đốt toàn bộ lực lượng, mang theo hỏa diễm rớt xuống đại địa. Thật xinh đẹp a. Phi Nghê ngẩn ra, biểu tình kia từ ngưng trọng biến thành ngạc nhiên, sau đó là mừng rỡ. Hai tay nàng hợp ở trước người, nhắm mắt lại. Lý Vân Tiêu cúi đầu, nhìn nàng một cái nói. Ngươi làm gì đó? Phi Nghê nói. Hứa Nguyệt. Lý Vân Tiêu. Hắn ngượng ngùng nói, đây không phải là lưu tinh thật a, là hồn thiên nghi diễn sinh ra đạo pháp, ngưng xuất lưu tinh lực dùng để giết địch. Phi Nghê nói, ta biết. Lý Vân Tiêu nói, biết ngươi còn hứa nguyện, lưu tinh như vậy hứa nguyện, có thể linh sao? Phi Nghê nhợt nhạt cười nói, nhiều lưu tinh như vậy, ta chỉ hứa một cái nguyện vọng, mới có thể linh nghiệm. Hiện tại không được, lần sau không biết lúc nào có thể tái kiến. Lý Vân Tiêu một trận không nói gì, mặc kệ nàng, tiếp tục quan sát ác đấu. Tựa hồ yêu thương cũng không có cường đại như trong dự đoán, cũng không biết là vừa lĩnh ngộ đạo thần, hay là nguyên nhân gì khác. Bây giờ có thể sừng sững bất bại, hoàn toàn là bởi vì ở dưới hồn thiên nghi, tất cả quy tắc do hắn nắm trong tay. Quả nhiên là thập phương quy tắc, chỉ là quá ít. Đột nhiên một giọng nói vang lên, Bắc Thần Nam xuất hiện ở bên cạnh Lý Vân Tiêu. Dừng ở trên bầu trời. Lý Vân Tiêu vội hỏi. Thần Nam tiền bối, thời khắc này thương rốt cuộc bước vào thần cảnh sao? Bắc Thần Nam cau mày nói. Nếu là 10 vạn năm trước, loại trạng thái này là tấn cấp thất bại, bởi vì hắn không thể thoáng cái lĩnh ngộ thần cảnh quy tắc toàn diện, sau này muốn lĩnh ngộ sẽ khó hơn. Nhưng mà hôm nay hoàn cảnh như vậy, lại phi thường thành công, nghiêm chỉnh mà nói, rốt cuộc đi tới bán thần. Bán thần. Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ cổ quái. Bắc Thần Nam cũng cười khổ nói. Bởi thiên địa biến hóa, dẫn đến thiên đạo diễn biến, xuất hiện nhiều cảnh giới không giải thích được. 10 vạn năm trước, cửu tinh đỉnh lĩnh ngộ thập phương quy tắc, thành tới thần, bại về người, trước kia đâu có nhiều cảnh giới cổ quái như vậy tồn tại. Lý Vân Tiêu than thở. Nhân lực có hạn, chỉ có thể đi theo thiên đạo diễn biến, thuận theo dòng nước A. Thần Nam tiền bối. 10 vạn năm trước thập phương quy tắc tiêu thất, là cùng trận chiến phong ma có quan hệ. Bắc Thần Nam nhướng mày nói. Có thể nói là có quan hệ, nhưng mà trước trận chiến phong ma, thập phương quy tắc cũng đã tiêu tán không còn. Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Bắc Thần Nam ngưng trọng nói. Việc này quá mức trọng đại, ta cũng không biết rõ, cho dù biết cũng không thể nói. Lý Vân Tiêu thở dài. Chỉ có thể thất vọng lắc đầu. Hôm nay ma chủ xuất thế, 10 vạn năm qua chưa từng có thần cảnh cường giả cũng nhảy qua thời không xuất hiện, sợ là thiên đạo lại có dị biến. Trên trời cao, dưới tinh dạ, vô số lưu tinh hướng về phía đám người Vi Thanh oanh kích. Cái loại tinh thần quy tắc thành phiến áp chế này, mỗi người đều cảm thụ được uy năng to lớn, linh áp ở mặt ngoài da thịt không ngừng rung động, có thể thấy thân thể hoảng hốt bất định. Vi Thanh từ từ giơ tay lên,
Kim Thư Thiết Quyển trong tay bắn ra từng đạo kim mang, thoáng cái ngăn cách tinh thần uy áp. Sắc mặt hắn băng hàn, lạnh lùng nói. Cái gì thần cảnh cường giả, thuần túy là dựa vào một kiện huyền khí mà thôi, không đáng nói đến. Kim Thư Thiết Quyển ở quanh thân lượn vòng, sơn hà dị cảnh không ngừng diễn biến, không ý kỵ lưu tinh vũ khắp bầu trời. Mấy người còn lại cũng đều bấm niệm thần chú, từng đạo đế khí hộ thể khuếch tán, ngưng tụ thành kết giới, sắc mặt lạnh như băng nhìn dị cảnh trên trời cao. Mặc dù là Kỳ Thắng Phong ở xa xa, cũng đồng dạng bị quy tắc chi lực áp chế, cảm thấy rất không khỏe. Nhìn những lưu tinh vũ kia, tựa hồ hắn có loại cảm ngộ nào đó, nhưng thủy chung sở không tới. Trên mặt Thương lộ ra nụ cười lạnh mỉa mai, lướt qua trên mặt mọi người một lần, quyết ấn trên tay hợp lại, lạnh giọng nói. Hồn thiên nhất càn khôn. Lưu tinh đầy trời đột nhiên điên đảo, toàn bộ thế giới treo ngược, sức mạnh to lớn mênh mông từ trên trời giáng xuống, vô số ngôi sao ánh sáng chói lọi tản mát ra vẻ cực nóng, lực lượng khủng bố vọt lên tới cực điểm. Không tốt. Trong lòng tất cả mọi người run lên, dưới lưu tinh bay qua đầy trời kia, vậy mà bắt đầu bạo động lên, tuôn ra tinh lực mênh mông như muốn nổ bung vậy. Thương dữ tợn nói. Trong hồn thiên này, ta chính là chân thần, đều chết hết cho ta. Bàn tay lớn hắn chụp lấy, thiên địa cự chiến. Ầm ầm, tinh thần uy áp vô biên hoảng hốt bất định đều nổ bung, lực hủy diệt trùng kích lấy tứ cực bát hoang. Tất cả cường giả đều bị lực lượng mênh mông trùng kích, thoáng cái bị chìm vào trong đó. Trên bầu trời đêm, vô số lưu tinh bạo thành mảnh vỡ, hóa thành giải đá vụn thật dại, lưu chuyển ở bốn phía thái hư đạo quả, sâu không thấy đáy. Toàn bộ trên bầu trời thoáng cái trở nên yên tĩnh lại, chỉ còn lại yêu thân cực lớn của Thương Lâm lập ở đó, con người xanh biết lạnh lùng dừng ở tứ cực hoàn vũ. Cái này, trên mặt đất, tất cả mọi người đều kinh hãi, dùng lực lượng của bọn hắn hoàn toàn không có tư cách tham gia vào trận chiến vừa rồi, khắp trời đều là cường giả siêu phàm nhập thánh A. Một chiêu bị diệt, đầu óc tất cả mọi người đều như hóa đá, kinh ngạc nhìn xem, ngay cả sợ hãi cũng đã quên mất. Vài tên yêu tộc cũng há to mồm, như pho tượng ngốc trên mặt đất. Phi Nghê trong lòng căng thẳng, bắt mạnh lấy cánh tay A Lý Vân Tiêu, lộ ra vẻ mặt, nói. Một chiêu diệt sát siêu phàm nhập thánh đầy trời, cái này có phải là thật không? Trong lòng Lý Vân Tiêu cũng cực độ hoảng sợ, có chút không dám tin tưởng tất cả trước mắt. Bắc Quyến Cổn Nam nói. Thập phương quy tắc ở cảnh giới vượt qua cửu thiên cảnh một cấp độ, có được uy năng như thế cũng không có gì kỳ quái. Bất quá đại yêu này cũng không hoàn toàn khống chế được thập phương quy tắc, vẫn chỉ là bán thần chi cảnh, một chiêu đánh chết vài tên siêu phàm nhập thánh là không thể nào được. Từ thoáng cái xuất hiện sau lưng Thương, kinh hãi nói. Thương đại nhân, bọn hắn đều chết hết rồi sao? Dưới hồn thiên nghi, chỉ có hắn là không bị trùng kích, giờ phút này vẫn còn hoảng sợ chưa phục hồi lại. Chiêu hồn thiên nhất càn khôn vừa review quá mức khủng bố rồi, căn bản không phải nhân gian có thể có được. Thương hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào giải đá vụn lưu chuyển kia, lạnh giọng nói. Đều xuất hiện đi, trốn ở đó có ý tứ sao? Thân là cường giả siêu phàm nhập thánh, chết cũng phải chết sao cho dễ coi mới đúng a. Nhưng trong giải đá vụn kia vẫn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ không ngừng xoay tròn vòng quanh thái hư đạo quả, giống như thiên thể tinh hoàn vậy. Hừ, nếu đều đã giả chết, vậy thì ta đi hái quả vậy. Trong mắt Thương tuôn ra vẻ cực nóng. Hắn cũng biết tình huống trước mắt của mình, cách thành thần chính thức vẫn còn một bước ngắn. Nếu có thể ăn được đạo quả, tất nhiên có thể bước vào cảnh giới trong truyền thuyết, trở thành đệ nhất nhân của thiên võ giới 10 vạn năm qua. Truy cầu chấp nhất vài vạn năm, giờ lại đang gần ngay trước mắt, ai có thể không điên cuồng. Hắn tiến từng bước về phía trước, mỗi một bước đều phảng phất nặng cả ngàn cân, dẫm trên quy tắc chi lực, tạo nên rung động. Trên mặt đất mọi người đều nín hơi. Khẩn trương nhìn một màn mang tính lịch sử này. Mặc dù không có đạo quả, dùng bán thần chi cảnh của hắn hiện giờ, cũng là đệ nhất nhân 10 vạn năm qua rồi. Biểu lộ mỗi người đều không giống nhau, buồn vui bất định, nhưng bất kể là người phương nào, đều nổi lên lòng kính sợ vô biên đối với thiên đạo. Thương sau khi bước ra vài bước, thoáng cái bước vào trong đám mây vẫn thạch kia, dẫm cả một phương tinh thạch thành phấn vụn. Long cong! Đột nhiên một đạo ánh sáng màu xanh hiển hiện, phát ra hào quang chói mắt, đột nhiên chém tới. Minh Luân hóa thành chừng cối xay, trên đó tràn đầy phù văn quỷ dị đáng sợ, phát ra khí uẩn mãnh liệt, như muốn cắt đứt không gian đen tối này vậy.
thân ảnh Kỳ Thắng Phong bỗng nhiên xuất hiện, sau đó là đại kiếm cổ Trần, vung lên chém xuống. Ra tay! Thanh âm Vi Thanh cũng bỗng nhiên vang lên, Giang Sơn như hỏa đã bay ra ngoài, kích phát đến mức tận cùng, như chiến hạm phát ra kim quang trùng thiên, trực tiếp đánh về phía Thương. Ngay vào lúc đó, mấy người khác cũng lập tức xuất hiện, chớp động lên liền quấn ở bốn phía Thương, nhao nhao ra tay. Một chiêu vừa rồi đợi ích rung động nhân tâm, mỗi người đều bị tổn thương trình độ khác nhau, nhưng so với trùng kích tâm linh, thương thế trên thân thể hoàn toàn không có ý nghĩa gì nữa. Lần này không còn ai dám giấu giốt nữa, ra tay đều là sát chiêu chí cường nữa. Yêu Từ hoảng hốt, cả kinh nói. Thương đại nhân, cẩn thận. Trên mặt Thương tuôn ra vẻ khinh miệt, hai tay nắm chặt hét lớn một tiếng, kim ngân song giác trên trán không ngừng lập lòe ánh sáng, toàn thân tản mát ra sức mạnh to lớn mênh mông. Đôi mắt của hắn thoáng cái hóa thành hắc bạch nhị sắc, ngôi sao đầy trời hạ hiện ra thái cực đồ, lớn chừng vài mẫu, thoáng cái bao phủ tất cả mọi người vào trong. Mà ngay cả Minh Luân và Cổ Trần chi lực, còn có Giang Sơn như hỏa kia cũng trong tích tắc này trở nên bất động, mất hết linh khí. Không tốt là thiên phú thần thông của hỏa đấu nhất tộc, thái cực phong thiên ấn. Đoan Mộc Hữu Ngọc kinh hô một tiếng, lập tức cảm nhận được một cổ dị lực áp chế, toàn thân như bị trói buộc lại, không thể nhúc nhích nửa phần. Người còn lại cũng như thế, vùng đan điền như bị khóa lấy, nguyên lực đầy người thoáng cái bị cắt đứt. Sao có thể như vậy được? Huyền Hoa kinh hô lên, sợ hãi nói. Thoáng cái phong mất thần thông người ta, cái này còn chơi thế nào nữa? Sắc mặt Thương trầm xuống, kim ngân song giác trên đầu không ngừng chớp động lên cường quang, hai đồng tử một đen một trắng, lưu chuyển bất định. Hắn lạnh lùng liếc nhìn mọi người, liền dẫm chân tiến về phía trước, hướng đạo quả kia mà đi. Kỳ Thắng Phong mặt mũi tràn đầy âm độc, lạnh giọng nói. Mọi người không cần sợ, chiêu thần thông này năm đó danh chấn thiên hạ, không thể tưởng được hỏa đấu nhất tộc còn có người chưa chết, thái cực phong thiên ấn phong ấn tất cả vạn vật trong ta giới ngũ hành. Nhưng khuyết điểm duy nhất của chiêu này chính là sau khi thi triển đến mức tận cùng, bản thân hắn cũng không cách nào vận thần thông được nữa. Liễu Phỉ Yên nói, thì ra là thế, bằng không thì quả thật là vô địch rồi. Kỳ Thắng Phong hừ lạnh nói, hừ, nếu một bên phong ấn thiên địa vạn vật, một bên còn có thể động thủ sát nhân, thiên hạ này đã sớm bị hỏa đấu nhất tộc thống trị rồi. Chuyện nghịch thiên như thế, đã vi phạm thiên đạo nhân luân, không thể nào xuất hiện được. Thương đột nhiên dừng bước lại, quay đầu, suy cười nói. Trong thiên hạ không có chuyện không thể, chỉ cần ta lưu lại một thành lực lượng, liền đủ để giết các ngươi rồi. Kỳ Thắng Phong cười lạnh nói. Hiện giờ mặc dù toàn lực thi triển phong ấn, nhiều nhất chỉ phong chúng ta được 10 tức, 9 thành lực lượng có thể phong chúng ta 3 tức sao? Thương đột nhiên cười cười, nói. Ngươi nói không sai, 9 thành lực lượng quả thật không có nắm chắc phong bế toàn bộ các ngươi. Nhưng 10 tức đủ để ta lấy đạo quả rồi. Hắn thoáng cái quay người, liền đi tới trước thái hư đạo quả, vươn tay ra muốn hái lấy. Đột nhiên thiên địa run lên, thái cực đồ hắc bạch nhị sắc trên không đột nhiên tán loạn. Thái cực phong thiên ấn lập tức tan rã ra, một đạo ấn phù cự đại chậm rãi bay lên, sau đó liền biến mất, chúng cường giả lập tức khôi phục tự do. Siêu Kim Lương cả kinh nói. Không phải nói có thể phong 10 tức sao? Lúc này mới chỉ 7 tức thôi. Người còn lại cũng lộ vẻ mặt ngưng trọng, nhưng nguyên một đám vận chuyển nguyên lực tới cực hạn, trở nên cảnh giác vạn phần, hiện giờ kiêng kỵ của bọn hắn đối với Thương đã lên đến đỉnh điểm rồi. Sắc mặt Thương cũng đại biến, tay của hắn cách đạo quả kia chừng một xích, chỉ cần nháy mắt liền có thể hái xuống. Nhưng hắn vẫn cảm nhận được cả người lạnh lẽo, đâm thẳng vào tim. Cổ hàn ý kia khiến hắn cảm thấy nguy hiểm dị thường, nếu mình cố ý hái đạo quả xuống, sợ rằng dù không chết cũng phải bị thương nặng. Khặc 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 khặc, tiểu oa nhi rất thông minh, biết không thể động. Bầu trời truyền đến một tiếng cười quái dị, thanh âm kia khó nghe đến cực điểm, tất cả mọi người đều nhíu mày lại. À, là quỷ vương kia. Phi Nghê cả kinh, chỉ thấy dưới bầu trời đêm, thân hình quỷ vương chậm rãi hiện ra, đang nhìn chằm chằm vào thái hư đạo quả kia, nước miếng tràn lan, không hề có chút phong độ cường giả nào cả. Ọt ọt. Người trước kia tê tê ưng thấy quỷ vương ra chiêu đều nhìn không được trong lòng phát lạnh, sắc mặt trở nên trắng bệch. Kỳ Thắng Phong lại tỏa sáng hai mắt, sau đó lộ ra thần sắc hồ nghi. Thương nhướng mày, nói. Quỷ vương. Khặc 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 khặc, tiểu oa nhi ngươi nhận ra ta sao?
Trong mắt quỷ vương vòng vo vài cái, ngón tay gõ nhẹ trên đầu, tựa hồ đang suy tư, nói. Ân, hình như đã thấy qua. Bất quá họa đấu nhất tộc lớn lên đều không khác nhau lắm, có lẽ ta đã thấy qua một ít tiền bối của ngươi cũng không chừng. Một đạo nhân ảnh xông lên bầu trời, đúng là Yêu Lê, kinh sợ không thôi, quát. Quỷ vương đại nhân mau dừng tay, ngươi là ta dùng khế ước triệu hoán ra, sao có thể đối nghịch với đồng bọn ta chứ? Quỷ vương cười quái dị khặc khặc nói. Cô gái nhỏ Cửu Lê tộc đừng nóng giận, ta sau khi ăn đạo quả này liền lập tức hoàn thành khế ước trước kia của chúng ta. Ngươi! Lê giận dữ, lạnh giọng nói. Đạo quả này chính là vật trong tay thương đại nhân, ngươi không được cầm lấy. Sắc mặt quỷ vương trầm xuống, trên khuôn mặt chớp động hàn khí, lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì, ta không thể cầm, bổn tọa và ngươi chỉ là quan hệ khế ước, đợi lát nữa sẽ thay ngươi hoàn thành nhiệm vụ, về phần những thứ khác, ngươi có tư cách gì quản ta? Lê lạnh lùng nói. Quỷ vương đại nhân, đừng quên nội dung khế ước. Nếu ngươi cố ý lấy đạo quả thì đừng trách ta dùng khế ước đến trấn áp ngươi, mặc dù bản thân ta bị cắn trả mà chết, cũng phải kéo ngươi cùng xuống địa ngục. Ngươi nói cái gì, ngươi dám uy hiếp bổn tọa? Quỷ vương vừa sợ vừa giận, khí tức khủng bố trên người bừng lên, trên mặt phát xanh, nội tâm phẫn nộ cực độ. Thương Du Du nói, quỷ vương không tuân thủ khế ước cũng không phải quỷ vương tốt, đạo quả này đối với ta mà nói quá mức trọng yếu. Nếu không mặc dù hiến tế cho ngươi thì đã sao? Trên mặt quỷ vương âm trầm bất định, nhổ ra đầu lưỡi màu đỏ tươi quét đi nước miếng đầy miệng, đôi mắt còn chằm chằm vào đạo quả kia, tựa hồ không muốn buông tha. Trong lòng Vi Thanh cũng tâm thần bất định bất an, quỷ vương xuất hiện, vậy La Thanh Vân và quỷ tu La đâu rồi? Sẽ không bị diệt sạch chứ? Nếu vậy thì tổn thất to lớn khó có thể đánh giá a. Hắc hai tên yêu quái, đây là hoàn toàn không để chúng ta vào mắt sao? Huyền Hoa trên mặt giữ tợn cười một tiếng, nắm lấy trường cung, nguyên lực rót vào trong đó, lập tức bắn ra một đạo cường quang. Hắn chậm rãi kéo cung lên đến mức lớn nhất. Phá giáp bách toàn tiễn. Một đạo bạch quang ngưng tụ thành mũi tên trên trường cung, chỉ tới phía trước, bắn mạnh ra ngoài. Xíu. Tiếng xé gió chói tai vang lên, đạo quang tiễn bạch sắc kia đột nhiên phân giải trên không trung, thoáng cái hóa thành thiên thiên vạn vạn, rậm rạp chằng chịt. Như hạt mưa rơi xuống tí tách vậy. Đồng tử tất cả mọi người đột nhiên co lại, dừng ở mưa tên đầy trời kia. Thương và quỷ vương ánh mắt lạnh như băng, khóe miệng đều lộ ra mỉa mai, hoàn toàn lơ đễnh. Mũi tên kia uy thế tuy mạnh, nhưng căn bản không thể lọt được vào mắt hai người. Vi Thanh cũng lạnh giọng nói. Miệt thị chúng ta, đáng chết. Năm đạo quang mang đồng thời chớp động, nhoáng một cái liền đánh tới Thương và quỷ vương. Hừ. Thương cười lạnh một tiếng, nói. Quỷ vương đại nhân, không bằng trước liên thủ giết những nhân loại kia đi. Chuyện khế ước giữa ngươi và Lê hoàn tất, ta còn có tế phẩm rất tốt hiến lên cho ngươi đấy. Trong mắt quỷ vương xoay chuyển vài cái, cười nói. Hắc hắc, tốt mấy người kia thực lực đều không tầm thường, khẳng định có bảo bối trên người, khặc khặc kiệt. Hắn cuồng tiếu một tiếng, lập tức buông tha tranh đoạt đạo quả, lóe lên bước tới mọi người, đồng thời vung tay lên. Không gian trước người xoay chuyển, vô số phá giáp tiễn đều nứt vỡ. Trong mắt Thương chớp động lên lãnh sắc, hai tay cũng chụp tới trước người, lập tức chảo ngược không gian, trực tiếp chấn vỡ mũi tên đầy trời. Đột nhiên một loại cảm giác xấu xông lên đầu, trong giây lát toàn thân run lên, nghiêm nghị quát. A, cái gì thế? Tất cả mọi người bị tiếng thét chói tai đột nhiên của hắn dọa sợ, không khỏi nhìn qua. Đồng tử Lý Vân Tiêu cũng đột nhiên co lại. Hít ngược một hơi lạnh, sợ hãi nói. Tiểu tử này, thật đúng là dám a. Chỉ thấy trong mưa tên đầy trời, đột nhiên hóa ra một thiết tiễn vô thanh vô tức, không chút dấu hiệu bắn vào trong võ ý của đạo quả kia, xuyên thấu qua, bắn vào bên trong đạo quả. A! Tất cả mọi người kinh ngạc há to mồm, triệt để ngốc trệ. Huyền Hoa âm thanh hung dữ cười cười, nói. Ha ha, giờ tất cả mọi người đều thoải mái rồi chứ. Ai cũng đừng mong. A à, đáng chết. Thương siết chặt hai đấm, gầm thét lên, nộ khí trùng thiên. Hắn đã là bán thần chi cảnh, chỉ cách một bước là có thể trở thành thần cảnh chính thức, lại bị người bị phá hủy đạo quả, thất bại trong gang tấc. Vi Thanh và Kỳ Thắng Phong cũng há to mồm ngạc nhiên, sau đó sắc mặt hai người đều vô cùng âm trầm, trong hai tròng mắt tuôn ra nộ khí. Hiển nhiên hai người đều ôm cướp lòng đoạt đạo quả,
hiện giờ triệt để rơi vào khoảng không, há có thể không căm tức. Bọn người Diêu Kim Lương lại bình tĩnh hơn nhiều, trong mắt chớp động tinh mang, Đoan Mộc Hữu Ngọc càng nhẹ nhàng thở ra, lộ ra mỉm cười ra, còn giơ lên ngón cái với Huyền Hoa. Ha ha, giờ ai cũng không có mà ăn. Quỷ Vương cũng nhịn không được cười to, sau đó sắc mặt dữ tợn, nhìn chằm chằm vào Huyền Hoa lạnh giọng nói. Hủy diệt mỹ vị, chính là tội ác lớn nhất. Hắn hét lớn một tiếng, liền bay vụt lên, muốn giết Huyền Hoa. Huyền Hoa cười hắc hắc, trường cung trong tay xoay tròn, hóa ra ra vân tiễn bắn tới. Chút tài mọn. Quỷ Vương hét lớn một tiếng, trực tiếp tay không chụp lấy, phanh thoáng một phát liền đập nát mũi tên kia, chôn vùi trên không trung. Sau đó năm ngón tay hắn thành chảo, liền đập tới đỉnh đầu Huyền Hoa. Huyền Hoa hắc hắc cười cười, mở ra toái tinh cung, hóa thành chiến đao nghênh tiếp. Phanh! Toái tinh cung bị Quỷ Vương chụp lấy, chấn lên ánh sáng hóa lệ. Thân đao cũng không ngừng rung động lắc lư, Huyền Hoa bị đánh lui mấy trượng mới đứng vững được thân thể. Trên mặt hắn lộ ra thần sắc, tuy rằng chiến đấu hao phí thật lớn, đặc biệt là đánh một trận với Diêu Kim Lương giờ cơ hồ đã dầu hết đèn tắt, nhưng đối phương dùng thân thể thuần túy chống lại một đao sắc bén vẫn khiến hắn giật mình không thôi. Hừ, chỉ có chút thực lực ấy thì, đi chết đi. Quỷ Vương hung dữ quát, nộ khí đằng đằng lao tới. Đột nhiên một đạo hồng quang lập lòe, kiếm ý bay lên. Tiếng rút kiếm chậm chạp mà lã lướt, dễ nghe êm tai, khiến thân thể Quỷ Vương phải trì trệ. Sau đó một đóa hồng liên bay lên, nở rộ dưới bầu trời đêm, hồng như lửa, tươi đẹp như nắng gắt. Kiếm ca. Liễu Phỉ Yên nhẹ giọng ngâm nga, hàn kiếm trong tay xẹt qua trời cao, liền chém tới trên người Quỷ Vương. Hừ, có chút ý tứ. Quỷ Vương khẽ cười một tiếng, nhưng trong mắt rõ ràng hiện ra kiêng kỵ, bàn tay lớn nắm thành nắm đấm, kinh khí lượn vòng ra, đánh mạnh tới. Phanh. Hồng liên nổ tung, bạo thành đóa đóa hỏa diễm đầy trời, nhưng lại không tắt diệt, thoáng cái quấn ở quanh thân Quỷ Vương. Liễu Phỉ Yên nhẹ dẫn kiếm quyết, trên thân kiếm chớp động lưu quang, phù văn bay múa, chuyển dưới, khuôn mặt liền chạm nhẹ đến. Hỏa diễm đầy trời lập tức ngưng tụ, hóa thành một đạo hồng liên cự đại, quấn quanh lượn vòng quanh thân Quỷ Vương, không ngừng thiêu đốt lấy hắn. Đồng thời kiếm khí như hải, kiếm quang như hối, đột nhiên chém xuống. Quỷ Vương sắc mặt lạnh lẽo, lần đầu tiên không trực tiếp dùng tay đập, mà hai tay kết ấn trước người, hóa ra một phương viên ấn, hét lớn một tiếng, trong miệng thốt ra một âm tiết cổ quái, liền vỗ xuống. Ầm ầm, lực lượng khủng bố đánh ra trong ấn quyết, hồng liên chi hỏa đầy trời thoáng cái bị đánh sơ xác. Quỷ Vương đồng thời nắm tay phải, giương lên, nghênh đón lấy. Phanh, kiếm quang chém lên nắm tay, đột nhiên nứt vỡ, đồng thời quyền kình phản chấn trở về. Khí lãng tầng tầng lớp lớp, vô cùng mênh mông. Trường kiếm Liễu Phỉ Yên ngược lại trước người, một đạo kiếm chi kết giới hóa ra, đột nhiên nứt vỡ dưới quyền kình của Quỷ Vương, chấn khiến nàng lui lại liền mấy bước. Ha ha, thực lực không tầm thường. Ánh mắt Quỷ Vương lộ ra vẻ khen ngợi, khó được tán dương một tiếng, sắc mặt dữ tợn tiếp tục dẫm trận tại chỗ tiến lên. Sắc mặt Liễu Phỉ Yên thủy chung bình tĩnh, trường kiếm giương lên, mũi kiếm chỉ tới phía trước. Cảnh giác nhìn chằm chằm vào Quỷ Vương. Huyền Hoa cũng kéo lấy trường cung, một mũi tên bích lục chỉ hướng Quỷ Vương, từng vòng uy áp kích động ra. Đột nhiên tất cả mọi người trì trệ, một loại cảm giác không hiểu hiện lên trong lòng, đều kinh hãi ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xa. Miếng đạo quả bị mũi tên Huyền Hoa bắn thủng, vỏ ngoài nó không ngừng nứt ra, bên trong có đạo đạo lực lượng bắn ra ngoài. Đó là đạo quả chi lực. Tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh nghi. Trong hào quang bắn ra kia, đích thật là thái hư đạo ý, phảng phất thiên đạo chảy xuôi, lẳng lặng nhộn nhạo trong đêm tối. Trong lòng Thương dâng lên lửa giận vô biên, quát ầm lên. Đạo quả, vốn nên thuộc về ta, thái hư đạo quả a. Thái hư đạo quả của ngươi, đầu óc ngươi có vấn đề không thế? Một đạo thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến. Trong lòng tất cả mọi người đều run lên. Lý Vân Tiêu cũng kinh hô lên, nói. Đăng quang, trong mắt của hắn tràn đầy kinh hãi. Chỉ thấy bên cạnh đạo quả kia, không gian dần dần vặn vẹo, thoáng cái hóa ra một thân ảnh thanh tú, khuôn mặt hơi có vẻ non nớt, đúng là Vương Tọa Đăng Quang, đang ngồi xếp bằng ở bên cạnh đạo quả. Đăng quang, Thương cũng cả kinh, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, nói. Ngươi một mực ở đây. Đăng quang dương mắt, nói,
ta không ở đây thì còn có thể đi đâu? Trên mặt hắn dâng lên sát khí vô biên, ngưng mắt nhìn hướng xa xa, quét qua mặt từng người, lạnh giọng nói. Là các ngươi hư mất của ta thái hư huyễn đạo của ta, đừng trách ta không niệm tình xưa, hôm nay đừng hòng ai rời đi được. Tất cả mọi người đều nhíu mày, lộ ra vẻ khinh thường. Thái hư ảo cảnh đã hủy, tất cả huyễn đạo chi lực đều ngưng tụ kết thành đạo quả rồi, đằng quang căn bản không có năng lực giết được bọn hắn. Thương nhíu mày, lạnh lùng nói. Không có khả năng, đạo quả một mực nằm dưới sự giám thị của hồn thiên nghi, nếu ẩn thân phụ cận, ta há có thể không cảm giác được. Phun, hồn thiên nghi này của ngươi tính là gì chứ, đừng chọc cười ta nữa. Trên mặt đằng quang lộ ra vẻ mỉa mai, lạnh lùng nói. Vậy chỉ có thể nói rõ đạo của ngươi kém hơn đạo của ta, bởi vậy mới không thể phát hiện ra ta ẩn nấp dưới thái hư đạo lực. Hắn tay giơ lên, một tay bấm niệm pháp quyết, một đạo ấn ký hiển hiện trên lòng bàn tay, vỗ mạnh xuống đạo quả. Phanh! Toàn bộ đạo quả đột nhiên nghiền nát, mũi tên đâm vào nó cũng phanh thoáng một phát đứt gãy ra. Bên trong một cổ huyễn quang màu sắc rực rỡ, dần dần biến hóa không ngừng, chậm rãi ngưng tụ thành một đạo bóng dáng hình người, trực tiếp đứng thẳng lên. Bóng người một mảnh màu trắng, khuôn mặt không biểu tình, trên người tràn đầy quy tắc chi lực, đạo ý chảy xuôi, chỉ đứng ở đó đã phảng phất như là hóa thân thiên đạo vậy. Cái này, đây là... Thương kinh hãi, nhịn không được lui về sau mấy bước, trên mặt một mảnh thần sắc. Tất cả mọi người không ai không giật mình vạn phần, ngay cả quỷ vương cũng bỏ qua huyền hoa. Trong đôi mắt bắn ra đạo đạo tinh mang, nhìn chằm chằm vào nhân ảnh nọ. Bắc Quyến Cổn Nam đột nhiên mở miệng, nhẹ giọng nhổ ra hai chữ, nói. Đạo Linh, cái gì là Đạo Linh? Lý Vân Tiêu nhìn không được hỏi, khí tứ lộ ra trong nhân ảnh bạch sắc kia quá mức cường đại và rung động rồi. Giờ phút này đầy trời hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều là cường giả tuyệt thế, cuộc đối thoại giữa Bắc Quyến Cổn Nam và Lý Vân Tiêu cũng thoáng cái truyền vào tai mọi người. Đều không tự chủ được rời ánh mắt qua. Mà ngay cả đằng quang cũng nhíu mày lại, lộ ra kinh ngạc, nói. Chậc chậc, thiên hạ kỳ nhân quả nhiên rất nhiều, thậm chí có người nhận ra đạo linh. Bắc Quyến Cổn Na bị mọi người nhìn vào, cũng không có cảm thấy không khỏe, chậm rãi nói. Cái gọi là đạo linh, danh như ý nghĩa, chỉ là đạo quả hóa linh mà thôi, cũng không kỳ lạ quý hiếm. Cát, cũng không kỳ lạ quý hiếm. Không khoác lác sẽ chết sao? Đằng quang sắc mặt phát lạnh, lộ ra vẻ cực kỳ không hài lòng, tựa hồ như vũ nhục đạo linh của hắn vậy. Bắc Quyến Cổn Nam nói. Quy tắc và lực lượng thiên địa ẩn chứa trong thần đạo chi quả quá mạnh mẽ, hóa hình ra là chuyện thập phần bình thường. Mà đạo quả dưới thập phương thần cảnh muốn hóa linh thì phải xem cơ duyên rồi. Lý Vân Tiêu lúc này mới chợt hiểu ra, nói. Nói trắng ra chỉ là một vật hóa linh mà thôi. Chỉ có điều hóa linh chính là thần đạo đạo quả, cho nên mới ngưu bức như thế. Bắc Quyến Cổn Nam gật đầu nói. Đúng là như thế. Ánh mắt đằng quang nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, liền hừ lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt lại, nhìn qua mọi người trên trời cao, lạnh giọng nói. Chư vị, các ngươi nói ta nên giết các ngươi thế nào mới tốt đây? Thương kiềm chế sóng to gió lớn trong lòng, nhìn chằm chằm vào đạo linh kia, thần sắc trên mặt âm trầm bất định. Sau một lúc mới mở miệng nói. Đằng quang tiên sinh, trước kia chúng ta xem như đồng bọn ở một đầu chiến tuyến, trong danh sách giết chóc của ngươi có lẽ không có tên của ta chứ. Đằng quang nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, cơ duyên của ngươi coi như rất lớn, nếu không lĩnh ngộ thái hư huyễn đạo chi ý của ta, sợ rằng không cách nào phá tan cửa ải cuối cùng này, lĩnh ngộ thần đạo, xem như bổn tọa thành toàn ngươi. Thương sắc mặt bình tĩnh, nói. Đằng quang tiên sinh nói mặc dù có bất công, nhưng ta đích thật là dựa vào thái hư huyễn đạo chi ý lĩnh ngộ thần đạo. Nhưng mặc dù không có cơ duyên hôm nay, chỉ cần sống qua 3-5 năm, ta vẫn có thể lĩnh ngộ. Đằng quang nói. Ngươi nói như vậy cũng không sai, xem ở phần lúc trước ngươi cũng giúp ta, mang theo người của ngươi xéo đi. Xéo đi, lời này sao nghe không được thoải mái vậy chứ? Thương Du Du nói. Ta tận tâm tận lực trợ giúp đằng quang tiên sinh. Không có công lao cũng có khổ lao a. Dĩ nhiên lại đổi được một câu xéo đi. Đằng quang cười lành lạnh nói. Yêu thương tiên sinh, ta thấy ngươi là đang bắt đầu tìm chết rồi. Đạo linh im im lặng lặng xoay tròn bên người hắn, trên mặt chỉ hình dáng mơ hồ, quanh thân một mảnh màu lưu ly, như linh thể vậy.
Thương nhìn đạo linh kia, nói. Lời Đằng Quang tiên sinh nói thật khiến người thương tâm nha. Đằng Quang nói. Nếu không muốn thương tâm, vậy thì lưu lại thương thân đi. Thương nói. Ta cách thần cảnh còn chênh lệch một bước, hy vọng có thể mượn đạo linh này dùng một lát. Đằng Quang cười lạnh nói. Quả nhiên, ngươi không cần đi nha. Đoan Mộc Hữu Ngọc nói. Đằng Quang, tất cả đều có số trời, ngươi không thể diễn biến đại đạo, cũng là số trời sở định. Hôm nay ngưng tụ thành đạo quả, lại hóa đạo linh, coi như là có một thiện quả rồi. Thiện quả. Đằng Quang lạnh giọng nói. Vậy hôm nay ta phế đi đan điền chư vị, cho các ngươi lưu lại nơi sơn thủy, cũng không chém giết các ngươi, coi như là kết một thiện quả rồi. Phi Thanh quát. Cưỡng từ đoạt lý, nhưng bất kể như thế nào, người thủy chung là nhân tộc nhất mạch ta, hơn nữa là võ đế thiên hạ phong hào, mọi người trước liên thủ chém giết những yêu tộc này mới là chính đồ. Đằng Quang lạnh lùng nói. Trong lòng ta tự có tính toán, Phi Thanh ngươi quản tốt bản thân đi thì hơn. Phi Thanh giận dữ, nhưng giờ phút này thân bất do kỷ, nhiều lời vô ích, chỉ có thể tức giận hừ một tiếng, trong mắt tràn đầy cười lạnh. Thế cục trên bầu trời thoáng cái trở nên yên tĩnh. Sau khi Đằng Quang xuất hiện vẫn giữ tư thế ngồi xếp bằng, không nhúc nhích chút nào cả. Giờ phút này hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, trên người tràn ra một đạo vầng sáng. Đạo Linh cũng đột nhiên giơ hai tay lên, quyết ấn hai người giống như đúc. Thân thể Đạo Linh đột nhiên lướt ngang, trực tiếp xung nhập vào trong cơ thể Đằng Quang, lại hợp hai làm một nguyên vẹn. Đồng Tử Thương đột nhiên co lại, quát. Quỷ Vương đại nhân, ngươi ngăn những nhân tộc này lại, ta trước tiến lấy ra Đạo Linh, sau khi nghiên cứu sẽ cho ngươi ăn. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, cả người lấn thân xuống, hai ngón tay điểm thẳng tới Đằng Quang. Nếu để cho Đằng Quang triệt để dung hợp Đạo Linh, vậy thì phiền toái sẽ rất lớn. Trong mắt Quỷ Vương tuôn ra vẻ vui mừng, cười to nói. Ha ha, tốt, đoạt lấy ngươi nghiên cứu trước một chút, sau khi vô dụng lại để ta ăn. Hắn không hề để ý tới Liễu Phỉ Yên, lập tức hóa thành lưu quang, cũng bay tới Đằng Quang. Ngăn hắn lại. Phi Thanh hét lớn một tiếng, liền đuổi theo Quỷ Vương. Người còn lại sắc mặt cũng phát lạnh, nhao nhao đuổi theo. Trong hai mắt Đằng Quang bắn ra hàn quang, hai tay kết ấn, cũng thoáng cái điểm tới Thương. Một đạo vầng sáng tản ra trên người hắn, đầu ngón tay không ngừng biến hóa ấn quyết. Ầm ầm. Song ấn tương trùng, một cổ lực lượng kinh khủng tản ra. Đằng Quang tựa hồ đang ở hạ phong, bị ép tới không ngừng lui về phía sau. Hắn giẫm mạnh bộ pháp dưới chân, chỗ mũi chân rơi xuống, một mảnh kim quang chớp động. Đồng thời đạo linh trong cơ thể cũng lắc lư mà ra, bàn tay như lưu ly kết ấn, đập tới mặt Thương. Một cổ đạo ý chi lực kinh khủng đè xuống, không gian trong hồn thiên nghi run lên, Thương hoảng sợ thu hồi ấn quyết, quay người trở ra. Hai tay của hắn bay múa, ngôi sao đầy trời lưu chuyển lên. Tử vi trùng đấu, tinh thần kết trận. Toàn thân Thương yêu khí trùng thiên, trên kim ngân song giác lưu chuyển ánh sáng, càng lộ ra cao chót vót. Hai cái bàn tay lớn giơ lên trời, ngàn vạn ánh sáng chói lọi vần quanh nơi lòng bàn tay, vô số tinh quang hội tụ xuống, đều tuôn vào trong tay. Trong vòng trăm trượng quanh thân hắn, một mảnh yêu khí thao thiên, không người dám tới gần. Thân thể Quỷ Vương trì trệ, ngừng lại bên ngoài luồng khí xoáy kia, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Cường giả còn lại trên mặt đều lộ vẻ mặt, vây ở bên ngoài khí thế trùng thiên của Thương, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn xem. Loại sức mạnh to lớn mênh mông kia, khiến trong lòng mỗi người đều bành trướng mãnh liệt. Đến trình độ như bọn hắn đã rất khó tiến bộ nữa rồi, mà lực lượng bầy ở trước mắt lại đang không ngừng trùng kích lấy thân thể và tâm linh của bọn hắn, loại dục vọng muốn trở nên mạnh mẽ kia ngày càng mãnh liệt. Sắc mặt Đằng Quang ngưng tụ, âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá là thần đạo chi ý lĩnh ngộ ra từ trong thái hư huyễn đạo của ta, làm sao có thể chống lại thái hư đạo linh được. Hai tay của hắn kháp ra một cái quyết ấn đơn giản, liền phóng trước người bất động. Đạo linh trong cơ thể thoáng lơ lửng, ở trên không hắn không ngừng thi quyết ấn, từng vòng vầng sáng tản ra từ trên thân hai người, trong khoảnh khắc giống như một đạo thất thải ngân hà, đặt mình dưới đêm tối đầy trời vậy. Cái này cũng chưa hẳn, trò giỏi hơn thầy cũng không có gì lạ, dưới đêm tối vô tận này, ta chính là thần, tiếp ta một chiêu hồn thiên nhất càn khôn. Thương hét lớn một tiếng. Song trường vẽ một vòng trước người, ngôi sao đầy trời thoáng cái run rẩy,
sức mạnh to lớn mênh mông theo trưởng lực rơi xuống, tiếp cận đến. Đằng Quang vươn tay phải, nhẹ nhàng một chảo, một chuỗi pháp châu rơi vào trong tay, tổng cộng 16 khỏa, trên mỗi khỏa đều có khắc một cái ký hiệu, đột nhiên gian diễn biến ra 16 phó dị tượng, đánh tới phía trước. Trong thất thải ngân hà 16 phó dị tượng lăng không nối liền với nhau, biến thành một chuỗi pháp châu kỳ cảnh lớn mấy trăm mẫu, mỗi một khỏa đều như một phương thế giới, đón lấy ngôi sao mênh mông kia mà đi. Ầm ầm, bỗng nhiên hoàn vũ điên đảo, lực lượng ngôi sao đầy trời đột nhiên nứt vỡ, sức mạnh to lớn mênh mông trên người Thương trực tiếp bị đánh tan. 16 miếng pháp châu cực lớn kia lăng không rơi xuống phóng tới phía Thương. Khí huyết trong cơ thể Thương dâng lên, nhịn không được phun ra một búng máu, kinh hoàng trảo xuống bên dưới. Lập tức tinh không đột nhiên biến mất, chỗ có dị tượng đều thành một điểm, hóa thành một kiện huyền khí hình tròn, từ không trung rơi xuống, bị Thương nắm trong tay. Long cong, thiên địa song trục trên hồn thiên nghi không nhịn được xoay tròn, từng vòng sức lực lớn mênh mông tràn ra, hắn vội vàng vứt vật ấy ra ngoài. Ầm ầm, hồn thiên nghi thoáng cái biến hóa như núi, song trục dùng quy tắc nhất định chuyển động lấy, lực lượng mênh mông như chảm kích vô tận, đánh tới thế giới 16 miếng pháp châu. Rầm 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 phanh, thế giới chi lực lần lượt nghiền nát, toàn bộ pháp châu dị tượng biến mất, đằng quang biến sắc, lực lượng khủng bố cắn trả mà đến. Hắn nhịn không được phun ra miệng lớn máu tươi liên tiếp lùi lại trên không trung. Đạo Linh xoay người một cái, trực tiếp bay vào trong cơ thể hắn biến mất không thấy gì nữa. Trên khuôn mặt tái nhợt hơi chút dâng lên một vòng hồng nhuận phơn phớt. Hắn không dám sơ sẩy chút nào, một tay bấm niệm pháp quyết, kim quang dâng lên trên người hắn, cảnh giác nhìn chằm chằm vào phía trước. Hai người sau một chiêu, cơ hồ là kết quả ngang tay. Tất cả mọi người cảm xúc mãnh liệt. Cảm thụ được sức mạnh to lớn mênh mông, khí huyết trong cơ thể bành trướng, hận không thể xông lên đánh một trận. Thương sắc mặt lạnh như băng, vẫy tay một thu hồn thiên nghi về, nắm trong lòng bàn tay, lạnh giọng nói. Huyền khí của ta chính là thượng cổ thần vật, tự diễn thiên địa. Hôm nay này khí và tâm thần ta hợp nhất, thành tựu thần đạo chi cảnh, người sao có thể đấu với ta được. Đăng Quang cười lạnh nói. Ha ha. Bằng vào uy lực huyền khí này liền tự cho mình rất giỏi sao? Ngươi có thể diễn biến một phương tiểu thế giới, nhưng đừng quên, giờ phút này thái hư ảo cảnh chính là đại thế giới bổn tọa diễn biến ra đấy. Hắn tay giơ lên, nhẹ nhàng khắp ra một đạo ấn phù, lăng không điểm xuống. Lập tức toàn bộ thiên địa rung động lắc lư, mặt đất bầu trời như đinh ốc đột nhiên phi tốc xoay tròn. Vô số đạo hào quang từ bốn phương tám hướng phóng lên trời, thoáng cái ngưng tụ trên không hắn. Cái gì? Thương cả kinh, trong sức mạnh khắp nơi, ẩn chứa trận ý vô tận, võ giả bị nhốt trong bát bách trận đạo cũng trong khoảnh khắc bị rút sạch lực lượng, đều bị hắn mang tới. Thái hư ảo cảnh này đã phế, bổn tọa liền rút lực lượng một cảnh này, xem ngươi ngăn cản thế nào đây? Đăng Quang trong mắt phát lạnh, quyết ấn trong tay liên tục biến hóa. Đạo Linh hóa ra hư ảnh, xếp bằng ở phía sau hắn, hai tay bấm niệm pháp quyết, vẫn không nhúc nhích. Bầu trời bắt đầu khởi động thải quang, vô số phù văn quay cuồng trong đó. Một tiếng ngâm khẽ từ trong miệng Đằng Quang truyền ra. Vạn tội thiên khiên, uế ô tam cảnh, nguyên thần cộng hộ, đạo quy tự nhiên. Đạo Linh sau lưng đột nhiên biến lớn lên. Vô số thải quang lăng không rơi xuống, đều hợp nhập vào trong thân hình Đạo Linh. Thân thể như lưu ly thoáng cái hóa thành màu sắc rực rỡ, không ngừng sinh trưởng trên bầu trời, trong nháy mắt liền đâm thẳng đám mây. Như một cự linh vậy. Đạo Linh nâng lên bàn tay lớn, đột nhiên một chảo. Lực lượng một cảnh lập tức lượn vòng trong tay, diễn biến ra thải quang tuyền qua, đại địa một mảnh rung động lắc lư, tất cả mọi người có cảm giác như đại họa lâm đầu vậy. Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Không tốt, ảo cảnh này thật sự muốn sụp đổ rồi. Trước kia ước gì nứt vỡ, hiện giờ thật sự sắp sụp đổ thì mỗi người đều cảm thấy hoảng sợ bối rối. Phi Nghê thoáng cái bắt lấy cánh tay Lý Vân Tiêu, tựa đầu dán lên, ôn nhu nói. Ôm chặt ta sợ. Sắc mặt Lý Vân Tiêu phát đen, dùng sức vung cái cũng không vung ra được, chỉ đành thôi. Cổn Nam tiền bối, một chiêu này qua đi, mọi người sẽ không chết chứ. Bắc Quyến Cổn Nam ngưng mắt nói. Khó nói, một chiêu này rút ra toàn bộ lực lượng ảo cảnh, lực phá hoại bao nhiêu rất khó tính ra. Nhưng chắc đại yêu họa đấu tộc này phải chết rồi. Lý Vân Tiêu trong lòng cả kinh, nói.
hắn có hồn thiên nghi, cũng không tiếp được sao? Bắc Quyến Cổn Nam nói. Xem lúc chiến đấu của hắn lúc trước thì cũng chỉ thường thôi, may mắn có lẽ cũng có thể lưu lại một mạng cũng không chừng, trừ phi. Ánh mắt của hắn xoay chuyến, nhìn lại quỷ vương ở xa xa, đột nhiên đồng tử co rụt lại, bắn ra tinh quang. Quỷ vương quả nhiên động. Sắc mặt Phi Thanh ngưng tụ, tràn đầy vẻ phức tạp. Diêu Kim Lương cau mày nói. Có cần ngăn hắn lại không? Phi Thanh đưa mắt nhìn một hồi, nói. Không cần, chiêu này của Đằng Quang quá mức bá đạo, nếu thi triển ra, không chỉ thương không tiếp được, chúng ta sợ rằng cũng sẽ bị liên lụy, để quỷ vật này đi lên ngăn cản cũng tốt. Bọn người Kỳ Thắng Phong khẽ gật đầu, từng người trở nên cảnh giác, hiển nhiên rất nhận đồng quan điểm của hắn. Trên mặt đất, một đạo thân ảnh thanh sắc đứng thẳng, đúng là La Thanh Vân, trong tay dẫn theo chiến thương, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào bầu trời kinh khủng kia. Phía sau hắn ngồi xếp bằng 8 gã quỷ tu la, thành một đầu thẳng tắp, đều đang không ngừng ăn lấy nguyên đan sự khôi phục lực lượng. Yêu Lê mặt mũi tràn đầy lo lắng, lớn tiếng nói. Quỷ vương đại nhân, mau ra tay. Quỷ vương mặt âm trầm, không nói một lời, tiến tới từng bước một, cũng không biết đang nghĩ gì. Thương một tay nâng hồn thiên nghi, không ngừng đánh vào quyết ấn, các loại đạo ý diễn biến ra, tự thành một mảnh tiểu thế giới. Nhưng so sánh với thiên tượng kinh khủng kia lại lộ ra không có ý nghĩa. Sắc mặt hắn ngưng trọng, nói. Quỷ vương đại nhân, giúp ta. Quỷ vương hừ một tiếng, nói. Ta vì sao phải giúp ngươi? Đây rõ ràng là đang muốn bàn điều kiện rồi. Thương nói. Nói đi, chỉ cần điều kiện ta có thể tiếp nhận, đều đáp ứng ngươi. Trong mắt quỷ vương tuôn ra tinh mang, nói. Ta muốn sửa chữa khế ước với Cửu Lê nhất tộc. Cái gì? Thương sửng sốt một chút, cổ quái nhìn hắn một cái, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lê ở xa xa. Lê cũng có chút ngốc trệ, không thể tưởng được dĩ nhiên là điều kiện này, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào cả, thoáng cái sửng sợ ở đó. Quỷ vương nói, không nhớ rõ bao nhiêu năm trước rồi, ta cùng với tộc trưởng Cửu Lê nhất tộc đánh cược với nhau, kết quả là thua, ký xuống cái khế ước bất bình đẳng này. Ta nếu giúp ngươi, điều kiện chính là giải trừ khế ước này. Lê suy nghĩ một chút, trong trí nhớ cũng không nhớ có chuyện này, chắc hẳn là chuyện đã cực lâu rồi. Nàng sảng khoái đáp ứng nói. Tốt nhưng điều kiện thực sự không phải là ngươi ra tay lần này, mà giúp thương đại nhân lấy được đạo linh, hơn nữa đánh chết tất cả nhân tộc ở đây. Tất cả mọi người chấn động toàn thân, trong đôi mắt bắn ra sát khí lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Lê. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì Lê đã bị bầm thây vạn đoạn rồi. Trên mặt quỷ vương lộ ra vẻ do dự ra, cường giả ở đây thật sự quá nhiều, nhưng hắn lại không muốn buông tha cơ hội đạt được tự do lần này. Bỗng nhiên dáng ngũ sắc đầy trời, đạo linh kia của Đằng Quang thoáng cái hút lực lượng một cảnh vào trong cơ thể, cánh tay bấm niệm pháp quyết thành trường, một mảnh hào quang hóa thành ấn phủ xoay tròn trong bàn tay, vỗ mạnh xuống. Thiên địa bốn phía thoáng cái lâm vào lờ mờ. Toàn bộ tứ cực sụp đổ. Tốt ta đáp ứng ngươi. Quỷ vương cắn chặt răng một cái, tình thế đã tên đã trên dây, không cho phép hắn nghĩ nhiều nữa rồi. Một cổ dị lực mênh mông bừng lên trong cơ thể, cái đĩa quay lớn quỷ dị kia thoáng cái bay vào bầu trời, hóa thành chừng nửa mẫu, không ngừng xoay tròn. Đồng tử Lý Vân Tiêu co rụt lại, cả kinh nói. Lại là thứ này, cái đĩa quay này cũng là siêu phẩm huyền khí sao? Không ai có thể trả lời hắn. Thương cũng đột nhiên hét lớn một tiếng, hồn thiên nghi trong tay thoáng cái ném ra ngoài, cũng bắt đầu biến ảo trên không, hóa ra tinh không vô tận, đạo ý sinh sôi nảy nở. Hai loại lực lượng khủng bố lượn vòng trên không trung, từng cái hóa thành thế giới. Đạo linh đột nhiên chụp xuống một trường, trực tiếp đặt ở trên hai kiện huyền khí kia, to ẩn bộ thế giới rung động lắc lư, từng đạo vầng sáng cực lớn từ trong ba cổ sức mạnh kích tràn ra. Trong toàn bộ ảo cảnh là một mảnh hào quang bay múa, long trời lở đất. Bát bách trận cung đều nổ bung dưới vầng sáng kia, võ giả bị khốn bên trong đều bị đánh bay ra ngoài, nguyên một đám miệng lớn thổ huyết, vội vận chuyển ngăn cản, những người thực lực kém càng trực tiếp bạo vong. Quỷ vương liên tục giống to, hai tay không ngừng đánh ra ấn quyết đánh vào trong đĩa quay lớn kia, trên đó lần nữa hiện ra 33 công tào, đại lượng quỷ khí tuôn ra. Bay múa trên đĩa quay, chống lại lực lượng một trường của đạo linh. Sắc mặt thương cũng dữ tợn, toàn thân tản mát ra kim ngân song sắc sáng bóng, lực lượng chấn động khủng bố không ngừng truyền vào hồn thiên nghi.
lực lượng một cảnh đè xuống, xuyên thấu qua huyền khí phản chấn trở về, khiến toàn thân hắn cự chiến, hắc bạch song sắc trong đôi mắt chập trùng như màn nước. Không được, ta không thể thua, mấy vạn năm qua đi, thật vất vả đi đến một bước như bây giờ, ta nhất định phải thắng, nhất định phải thắng a. Trên thân thể khổng lồ tuôn ra huyết vụ vần quanh, lực lượng vô tận thoáng cái dũng mãnh vào song giác, hai đạo sáng bóng phi tốc đẩy ra, phóng tới phía chân trời. Cân đối vào thời khắc này tựa hồ bị đánh vỡ, hoặc là ảo cảnh rốt cục không chống đỡ nổi nữa, ở giữa thiên địa truyền đến một tiếng đứt gãy, như trụ trống trời bị sụp đổ vậy. Ầm ầm, trời sập đất sụt, một mảnh hỗn độn. Lực lượng khủng bố phóng tới bốn phương tám hướng, tất cả mọi người đều bị cuốn vào, không ngừng lượn vòng trong gió lốc tận thế kia. Lý Vân Tiêu kinh hãi, lần nữa tế ra đâu xuất thiên phong, tứ sắc chi lực diễn xạ ra, định một phương không gian. Phi Nghê và Bắc Quyến Cổn Nam tương hộ trái phái, ba người bị tức sắc thổ hệ nguyên tố chi lực bao lại, tuy rằng ngoại giới cuồng bạo không thể nhìn rõ, nhưng bên trong lại phi thường yên lặng an toàn. Cũng không biết qua bao lâu, lực lượng kinh khủng kia mới dần dần tiêu tán, trong hoàn vũ một mảnh màu xám mông mông, nhật nguyệt vô quang, như thiên địa sơ khai. Đợi khi năng lượng phong bạo kia dần dần tiêu tán, trở nên yếu đi thì Lý Vân Tiêu thoáng cái thu hồi tứ sắc sơn phong, kinh hãi nhìn qua tất cả trước mắt. Trong ngàn dặm toàn bộ đều bị san thành bình địa, chỗ bàn người đằng quang chiến đấu, một cái rãnh trời cự đại vắt ngang trên mặt đất, khe hở như trực tiếp thông vào vực sâu không đáy, nhìn qua không thấy điểm cuối. Ba người lâm lập đứng trên rãnh trời, sắc mặt đều có chút trắng bệch. Phi Nghê rung giọng nói. Chết, đã chết rồi sao? Đều chết hết sao? Đột nhiên phía trước chớp động lên hai đạo quang mang, trực tiếp từ không trung rơi xuống, hóa thành hai đạo thân ảnh, diện mục dữ tợn đáng sợ. Ngươi, các ngươi còn chưa chết. Phi Nghê hoảng hốt, nhịn không được lui mấy bước, hai người chưa cầm ắt đúng là Thương và Quỷ Vương. Nhưng sắc mặt hai người cũng cực độ khó coi, thân hình còn đang không ngừng thở hổn hển, nguyên lực phát ra cực kỳ không ổn định. Đặc biệt là Thương, song giác trên đầu đã hoàn toàn mất đi sáng bóng, cả người có cảm giác lung lay sắp đổ, hắn hung dữ nhìn chằm chằm liếc Lý Vân Tiêu, tuôn ra sát khí. Sát khí thật cường đại a. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, nói. Nhìn cái gì, muốn bị đánh sao? Hắn tay không một chảo, đầu xuất thiên phong liền treo ở dưới lòng bàn tay, nện mạnh tới. Thương giận tím mặt, vùng nắm đấm qua. Phanh! Thoáng cái nổ vang. Ngọn núi chấn bay lên, nhưng trên cánh tay Thương cũng chuyển đến tiếng xương nứt, cả người bị phản chấn liên tiếp lui về phía sau. Hắn kinh nghi bất định, giật mình nhìn nắm đấm mình, xương cốt bên trong vậy mà lộ mấy khối, cả người thoáng cái phát mộng. Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy hoảng sợ, chuyện có thể đánh bay tứ sắc sơn phong đây là lần đầu hắn thấy, có thể thấy Thương giờ phút này tuy rằng tiêu hao thật lớn, nhưng thân thể mạnh mẽ vẫn hơn xa đại yêu bình thường. Ồ, đây là... Quỷ Vương kinh nghi một tiếng, nhìn qua tứ sắc đầu xuất thiên phong, ánh mắt lộ ra dị sắc. Nhưng đảo mắt liền thu hồi ánh mắt, trong con ngươi một mảnh lục hỏa, bắt đầu nhìn lại không gian bốn phía. Xuất hiện đi! Hắn hét lớn một tiếng, thanh âm chấn động ra, bầu trời hoảng hốt run rẩy. Phốc! Trên trời cao đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh đằng quang hiện ra, sắc mặt tái nhợt dị thường. Lục hỏa trong mắt Quỷ Vương đột nhiên nhảy lên thoáng một phát. Bắn ra tinh mang. Một chiêu vừa rồi, tự hồ chỉ có tình trạng của hắn là tốt nhất. Thật đáng buồn a, còn có thể tái chiến sao? Quỷ Vương vẻ mặt lạnh lùng, mỉa mai nói không nên lời. Phốc! Đăng quang lần nữa phun ra một búng máu, sắc mặt tái nhợt dị thường, cơ bắp cũng dần dần héo rút lại, sinh cơ trôi qua rất nhiều. Đăng quang! Lý Vân Tiêu kinh hô một tiếng, thuấn di một cái liền xuất hiện bên người hắn. Đỡ lấy hắn, nói. Thế nào rồi? Đăng quang khẽ lắc đầu, nói. Ta không được, đạo cơ đã hủy, sợ rằng không sống được bao lâu nữa rồi. Hắn một tay lấy tay Lý Vân Tiêu, ánh mắt lộ ra vẻ tha thiết, đôi môi có chút rung rung, truyền âm nói. Sau một chiêu vừa rồi, đạo linh đã chết, lần nữa hóa thành bản thể đạo quả, ở ngay trong thân thể ta, người mai giết ta, lấy đạo quả đi đi. Toàn thân Lý Vân Tiêu run lên, kinh hãi nhìn qua hắn, ngưng giọng nói. Ngươi không nên nghĩ lung tung, kiên trì, a đạo quả chi lực chỉ cần tản ra trong cơ thể ngươi thì có thể chữa tốt cho thân thể thôi. Đăng quang cười thảm một tiếng, nói. Chữa tốt thì đã sao,
tâm huyết suốt đời hủy hoại chỉ trong chốc lát, ta đã không còn lưu luyến gì với nhân sinh nữa rồi. Bành! Hắn mãnh liệt giơ tay lên, thoáng cái đâm vào lồng ngực mình, lấy đạo quả kia ra, nhét vào trong tay Lý Vân Tiêu, thúc giục nói. Đi mau! Lý Vân Tiêu bị hành vi của hắn chấn kinh, trên đạo quả tràn đầy máu tươi, giọt giọt nhỏ xuống. Cho ta! Quỷ Vương nghiêm nghị giống to, cả người lập tức liền xông tới, đồng thời năm ngón tay mở ra chụp xuống, một cổ lực lượng mênh mông cuốn tới. Đi được sao? Thanh âm lạnh như băng của Vi Thanh cũng theo đó vang lên, thân ảnh chớp động, cũng lao đến, hét lớn. Đưa đạo quả cho ta, nếu không sẽ bị quỷ vật kia lấy được mất. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, quyết định thật nhanh, quăng đạo quả kia ra ngoài, hóa thành một đạo lưu quang lao đi xa xa. Ngươi! Đằng quang chấn động, kinh sợ không thôi. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Đừng tức giận rồi, người vẫn nên dưỡng tốt thương thế đi. Dùng lực lượng của ta làm sao có thể bảo hộ đạo quả kia. Cưỡng ép cầm lấy cũng chỉ là tự chịu diệt vong mà thôi. Đằng quang sắc mặt âm trầm bất định, nhưng đa phần là không cam lòng và tuyệt vọng, nhìn qua đạo quả đang lao đi kia, trong mắt một mảnh cho mông. Quả nhiên đạo quả ném đi, Quỷ Vương và Vi Thanh lập tức lâm không lệch vị. Rốt cuộc bất chấp bọn hắn, bay thẳng đến đạo quả kia mà đi. Đột nhiên không gian phía trước nhoáng một cái, thân ảnh Kỳ Thắng Phong hiển lộ ra, trong hai tròng mắt bắn ra vẻ hưng phấn, giang hai tay liền chộp tới đạo quả kia. Xíu! Không gian thoáng cái thay đổi, đạo quả đột nhiên đổi phương vị, ngay sau đó là một đạo vân tiễn bắn xuống, bắn tới cánh tay hắn. Đáng chết! Kỳ Thắng Phong giận dữ, cổ trần kiếm vừa ra, kiếm quang lăng liệt chém tới bốn phía. Vô số lòng hình bay vụt, kiếm quang bay thẳng đến bên cạnh đạo quả. Phanh! Thân ảnh huyền hoa dưới kiếm quang không thể ẩn trốn được nữa, toái tinh cung ngăn cản trước người, bị đại kiếm chém ra hỏa hoa. Đạo quả là của ta, đừng hòng cướp lấy. Thoáng cái, Quỷ Vương liền đuổi theo, trực tiếp năm ngón tay thành, chụp lấy không gian bốn phía, phòng thủ kiên cố, sau đó đại hỉ chộp tới đạo quả. Đột nhiên một vòng ánh sáng màu đỏ chớp động. Trường kiếm lăng liệt lặng yên không một tiếng động đâm qua. Kiếm ca. Liễu Phỉ Yên nhẹ giọng vừa quát, một đóa hồng liên đột nhiên nở rộ, trực tiếp rơi xuống bàn tay lớn của Quỷ Vương. Đáng chết. Quỷ Vương giận dữ, đột nhiên nắm chặt tay đánh tới hồng liên, trực tiếp đánh nát nó, đồng thời đổi thành tay kia chộp tới đạo quả. Liễu Phỉ Yên sắc mặt ngưng tụ, trong con người hiện lên vẻ lạnh lùng. Thân ảnh của nàng phiêu hốt, kiếm ý lăng liệt lập tức đánh ra. Lại không phải chém về phía Quỷ Vương, mà trực tiếp lao tới đạo quả. Đáng chết, người muốn làm gì? Quỷ Vương hét lớn một tiếng, người còn lại cũng đều ngừng lại, trái tim mãnh liệt run rẩy thoáng một phát. Dừng tay a! Quỷ Vương phát lực, kiếm khí kia ngăn trở hơn phân nửa, nhưng trường kiếm Liễu Phỉ Yên chấn động, thanh âm lã lướt rung động đẩy ra, như thủy hàn kiếm đột nhiên chém lên đạo quả. À! Trong nháy mắt, tất cả mọi người triệt để ngốc trệ. Toàn bộ trợn mắt to mắt, nhìn xem một màn khiến lòng người tan nát kia. Kiếm khí chém vào trong đạo quả, ngũ quang thập sắc bay vụt ra, trên đạo quả bắt đầu xuất hiện vết rách, càng lúc càng lớn. Phanh! Thanh âm khiến lòng người tan nát vang lên, dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, đạo quả đột nhiên vỡ ra, hóa thành mấy đạo quang mang bắn về phía bốn phương tám hướng. A, đáng chết a! Quỷ Vương hét lớn một tiếng, một cổ lực lượng kinh khủng ngưng tụ trên nắm tay. Đánh về phía Liễu Phỉ Yên. Phanh! Liễu Phỉ Yên vắt ngang kiếm chống đỡ, lực lượng mênh mông kia trực tiếp ép thủy hàn kiếm cong lại, đột nhiên chấn động, cả người lập tức bắn ra tầm hơn 10 trượng, trường kiếm không ngừng chiến minh trước người. Ánh mắt nàng lộ ra dị sắc, một cổ dị lực dọc theo thân kiếm xâm nhập thân thể của nàng, nguyên lực nàng xoay chuyển, lập tức chấn vỡ lực lượng kia, nhưng nội tâm vẫn giật mình không thôi. Quỷ Vương sau một kích đã nổi lên sát tâm. Đang muốn truy kích, lại đột nhiên phát hiện mấy đạo quang mang trực tiếp bay lên trời, đuổi theo những mảnh vỡ đạo quả kia. A, dừng tay cho ta, đạo quả là của ta. Hắn hét lớn một tiếng, vội đuổi theo một đạo thân ảnh ở gần đó. Ta muốn giết chết toàn bộ bọn ngươi. Liễu Phỉ Yên cũng vội đuổi theo một đạo quang mang. Đạo quả dưới một kiếm của nàng bị chém thành 5 khối, phân biệt bắn về phía 5 phương hướng. Đằng quang nhịn không được cười khổ một tiếng. Lần nữa phun ra một búng máu, ho khan dị thường kịch liệt. Hắn một tay đẩy Lý Vân Tiêu ra, nói. Ngươi nhanh đi đoạt mảnh vỡ đạo quả,
dùng thực lực và thiên phú của ngươi, dù chỉ có một mảnh thôi cũng có thể tìm hiểu ra không ít thứ, bước vào thần cảnh đại đạo rồi. Lý Vân Tiêu lại đứng nguyên tại chỗ, lấy ra một đống thiên tài địa bảo đưa tới, nói. Đừng nói nhảm nữa, trước áp chế thương thế đi. Đăng Quang sững sờ, trong đống thiên tài địa bảo kia, một quả đan dược hỗn nguyên tản mát ra linh khí kinh người, hắn giật mình nói. Cửu ngũ chí tôn đan. Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu. Hắn hầu nghi nói. Ngươi đã đi qua thần tiêu cung. Lý Vân Tiêu lắc đầu. Đăng Quang cười khổ nói. Được rồi, đừng lãng phí nữa. Dùng trạng thái của ta hiện giờ, đạo cơ phá hủy, cho dù khôi phục lực lượng, sợ cũng khó có thể tiến thêm được nữa, còn sống có ý nghĩa gì chứ? Lý Vân Tiêu nói. Còn sống luôn tốt, nói không chừng còn có cơ hội. Chết rồi thì một tia cơ hội cũng không có nữa. Ai? Đăng Quang thở dài một tiếng, bộ dáng vô tình, cầm lấy đan dược nuốt vào. Tuy rằng bắt đầu vận công chữa thương, nhưng trong mắt không có chút tinh thần, tựa hồ lòng đã chết lặng. Người bốn phía đã sớm biến mất không thấy gì nữa, tất cả đều điên đoạt mảnh vỡ đạo quả, mà ngay cả Bắc Quyến Cổn Nam và Phi Nghê cũng đã lóe lên biến mất. Xa xa lập tức vang lên tiếng đánh nhau kịch liệt. Chính là Quỷ Vương đuổi theo Kỳ Thắng Phong đang đánh nhau kịch liệt, không ngừng liên tục gào thét. Kỳ Thắng Phong chỉ mấy chiêu đã bị áp chế, có chút lực bất tòng tâm, không khỏi giận dữ nói. Mảnh vỡ đạo quả không chỉ có khối này, vì sao hết lần này tới lần khác muốn đoạt với bổn tọa, cảm thấy ta dễ khi dễ sao? Quỷ Vương lạnh giọng nói. Tất cả mảnh vỡ đều là của ta, ai cầm đều phải, trước hết giết ngươi. Quyền phong hắn không ngừng, mặc dù không có huyền khí nơi tay, nhưng thân thể mạnh mẽ, chống lại cổ trần đại kiếm, ép khiến Kỳ Thắng Phong không hề có lực hoàn thủ. Kỳ Thắng Phong kinh sợ không thôi, xanh mặt chống lại, lạnh giọng nói. Khối của thương mới là lớn nhất, khối của lão phu chẳng qua chỉ là cỡ chung thôi, nếu ngươi còn khiến ta chậm trễ thời gian, mảnh vỡ khác một khối cũng đừng có nghĩ tới nữa. Quỷ Vương lạnh lùng nói. Tất cả mọi người nơi đây ta đều nhớ kỹ, cho dù chạy đến chân trời góc biển, ta cũng có thể đuổi theo. Hai tay của hắn ôm quyền, đột nhiên giơ lên đánh xuống. Phanh! Kỳ Thắng Phong giơ đại kiếm lên đỡ, một cổ kinh lực trùng kích xuống, thân hình bị ép tới khiến bắn đi xa. Quỷ Vương ánh mắt lạnh lẽo, chỉ một bước liền xúc địa thành thốn, theo đuổi không bỏ, nói. Hừ, dù sao cũng phải gạt bỏ toàn bộ các ngươi, vừa vặn nhất cử lưỡng tiện. Kỳ Thắng Phong giận tím mặt, thân hình xoay chuyển vài cái trên không, lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, một vòng ma nguyên chớp động, hóa ra ba đầu sáu tay. Cái gì? Quỷ Vương cả kinh, trừng lớn mắt, sợ hãi nói. Ngươi là người nào? Pháp tướng chân thân. Kỳ Thắng Phong cười lạnh nói. Ta là người giết ngươi. Phía sau hắn một tay giơ lên Mã Lương Thần Bút, Lăng Không Huy sái xuống, đỏ và đen một điểm, lập tức vẽ ra thiên la địa võng. Trong khoảnh khắc từ bốn phương tám hướng bao trùm tới trên người Quỷ Vương. Thứ linh tinh gì thế? Quỷ Vương hét lớn một tiếng, đột nhiên mở hai tay ra đề quyền, trên người lập tức dâng lên quỷ khí tùm, phóng tới bốn phía, chấn cho thiên la địa võng chấn phải lượn vòng, thủy chung không thể rơi vào trên thân được. Sắc mặt Kỳ Thắng Phong phát lạnh, đưa tay giơ lên ngự thiên bảo lật, ánh sáng màu xanh vọt lên, các loại dị tượng tản ra. Đồng tử Quỷ Vương đột nhiên co lại. Hét lớn một tiếng, bàn quay kia lượn vòng mà ra, lập tức tách ra thiên la địa võng bốn phía, trực tiếp ép tới trên người Kỳ Thắng Phong. Ầm ầm, đĩa quay lớn như cối xay bị áp chế trên không dị tượng bảo lật kia, không ngừng xay nghiền, chấn cho dị tượng nứt vỡ từng khúc. Kỳ Thắng Phong kinh hãi, sáu tay mở ra, minh luân gào thét mà lên, hóa thành quang luân cực lớn bay thẳng chém đến đĩa quay kia. Xíu, thân ảnh Quỷ Vương lóe lên, liền dẫm trên đĩa quay. Hai tay hợp lại trước người, kết thành chảo ấn, chụp tới Minh Luân. Bong bong long cong. Minh Luân dưới song trưởng hắn giáp công, không nhịn được lượn vòng, mũi nhọn không ngừng chém vào lân phiến khiến tiếng nổ vang không dứt. Mặt mũi Kỳ Thắng Phong tràn đầy vẻ giận dữ, nắm lấy cổ trần đại kiếm không ngừng chém lên không, từng đạo long ảnh đánh lấy đĩa quay. Đạo quả bị Liễu Phỉ Yên chém thành năm khối, nàng sau khi bị Quỷ Vương đánh lui cũng lóe lên rồi biến mất. Đuổi theo một khối trong đó. Đột nhiên một đạo hàn mang chớp động, như ánh mặt trời chiếu xuống. Lại hóa thành ngân xà, cắn xé qua. Sắc mặt Liễu Phỉ Yên trầm xuống, trường kiếm ra khỏi vỏ, long cong một tiếng liền chém lên.
ngân xà đột nhiên lại hóa thành ngân kiếm, vòng quanh trường kiếm đối phương cuốn lên, tạo nên từng vòng kiếm thế. Liễu Phỉ Yên nhíu mày lại, tay trái bấm niệm pháp quyết vỗ lên thân kiếm. Đương! Kiếm âm chấn động, từng vòng hào quang bắn ra, mãnh liệt quấn lấy ngân kiếm, chấn ra đạo đạo hào quang trên không trung. Thiên lục vô hoa! Nàng nhẹ quát một tiếng, trường kiếm đuổi theo ngân xà chém tới, kiếm khí ở trên không trung hóa thành phong bạo, xé rách cả bầu trời thành vô số khối. Phanh! Ngân kiếm rơi vào tay người đến, vội vàng múa ra hơn 10 đạo kiếm khí, bay vụt lên. Rầm rầm rầm, từng đạo ngân quang chém vào trong gió lốc kiếm khí, rốt cục ngăn được một chiêu kiếm uy kia lại. Yêu tử ngưng mắt xem xét, Liễu Phỉ Yên sau khi chém ra một kiếm kia liền phiêu nhiên mà đi, cách hắn xa vài chục trượng. Đáng chết! Yêu tử hét lớn, liền hóa thành lưu quang đuổi tới. Xíu! Đột nhiên phong vân quấy, một đạo quang tiễn bắn tới, như lưu tinh bắn về phía yêu tử. Ầm ầm! Quang tiễn nổ bung trước người yêu tử, một cổ kinh khủng trực tiếp trùng kích đến, ngăn con đường phía trước lại. Phỉ Yên, người đuổi theo đạo quả, ở đây giao cho ta. Bầu trời lóe lên hào quang, Huyền Hoa lưng vác trường cung, đi tới từng bước một. Sắc mặt hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng, tuy rằng chiến đấu trước kia đã khiến hắn tinh bì lực tấn, nhưng chỉ ngăn chặn yêu tử thì hắn còn tự hỏi có thể làm được. Sắc mặt từ thoáng cái chìm xuống. Biết rõ vô vọng cướp đoạt mảnh vỡ đạo quả rồi, lập tức hừ lạnh một tiếng, phi thân ngược về phía sau. Ở chỗ cách hai người mấy trăm trượng, bàn tay lớn của Thương bắt lấy một mảnh vỡ đạo quả, trong mắt lộ ra vẻ hứng phấn. Hắn khẽ đảo tay, liền thu mảnh vỡ đạo quả kia vào, lúc này mới lạnh lùng nói. Âm thầm nhìn xem hay ho lắm sao, lăn ra đây đi. Bên cạnh cách hắn không xa xuất hiện chấn động như vần nước, Đoan Mộc Hữu Ngọc sắc mặt bình tĩnh đi ra. Chỉ bí quyết không ngừng khắp động, tựa hồ đang tính toán gì đó, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Thương lạnh lùng nói. Sao hả, có phải cũng muốn thử sức một phen không? Đoan Mộc Hữu Ngọc trầm tư nói. Không cần. A, cường giả nhân loại cũng sợ chết sao? Thương lộ ra cười lạnh, mỉa mai không thôi. Đoan Mộc Hữu Ngọc nói. Cũng không phải là sợ chết, ta đối với đạo quả vốn cũng không có lòng tranh chấp. Hơn nữa vừa rồi miễn phí bói cho ngươi một quẻ, chính là hạ hạ ký, chính ngươi phải cẩn thận đấy. Cắt ha ha, ha ha, có thể không khiến người chết cười có được không? Thương cười nhạo nói. Các hạ cũng là cường giả siêu phàm nhập thánh, không dám động thủ lại dùng quỷ ngôn quỷ ngữ đến lường gạt người, cũng thật là lợi hại nha. Đoan Mộc Hữu Ngọc cười nhạt một tiếng, nói. Ngươi không tin cũng không sao, thiên chi định số, chính là tồn tại khách quan. Không vì ngươi có tin tưởng hay không mà hay đổi. Thương mỉa mai mắng. Phế vật, nếu không còn lời nào khác, bổn tọa mang đạo quả đi đây. Đoan Mộc Hữu Ngọc vẫn tươi cười, làm thủ thế, nói. Thỉnh. Ha 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 ha, đây là cường giả nhân loại sao? Thật sự là mất mặt. Thương cười nhạo không thôi, chớp động liền hóa thành một đạo quang mang bay đi xa xa. Hắn lấy ra mảnh vỡ đạo quả kia, nhìn chằm chằm ra ngoài một hồi. Ánh mắt lộ ra khát vọng và hưng phấn khách quan, đột nhiên nói. Lê, Từ, hộ pháp cho ta. Từ truy kích Liễu Phỉ Yên vừa trở về, đang muốn đuổi theo mảnh vỡ đạo quả khác, nghe Thương nói như vậy, lập tức chấp động đến bên cạnh hắn. Lê cũng phóng lên trời, bay đến trước mặt Thương nói. Thương, ngươi muốn làm gì? Trong tay Thương cầm lấy mảnh vỡ đạo quả nói. Sau khi bị chém ra, thần đạo chi ý trôi qua cực nhanh. Ta phải thừa lúc nó còn hữu dụng, nhanh chóng luyện hóa, trực tiếp trùng kích vào một bước cuối cùng mới được. Trong mắt của hắn một mảnh kiên quyết, còn có vẻ hưng phấn. Từ cả kinh nói, Thương đại nhân, 1/5 mảnh vỡ đạo quả có đủ chưa? Thương quỷ dị cười, nói, có lẽ không đủ, nhưng ta còn có một quân cờ, tăng thêm thẻ đánh bạc này nữa, là đủ rồi. Lê trong lòng khẽ giật mình, sau đó liền hiểu rõ, nói. Cuối cùng cũng dùng đến sao? Chỉ là Thương đại nhân, ở đây cường giả nhân tộc khắp nơi, sợ rằng bất tiện a. Không bằng mau chóng rời đi, tìm nơi an toàn thì hơn. Thương bác bỏ nói. Không cần, không còn kịp rồi. Ta sẽ dùng thái cực phong thiên ấn phong ấn phương không gian này, lại dùng hồn thiên nghi bố trí xuống kết giới. Còn hai người các ngươi trấn thủ ở bên ngoài, coi như bọn hắn có liên thủ cũng không thể phá được trong thời gian ngắn. Huống chi hiện giờ còn đang tranh đoạt đạo quả,
ai có thời gian để ý tới ta chứ? Lê nói, Thương, mọi chuyện phải cẩn thận đấy. Thương nhẹ gật đầu, lập tức thi triển ra thiên phú thần thông, kim ngân song giác một mảnh cao chót vót, trong hai mắt hóa thành hắc bạch nhị sắc, một đạo thái cực đồ lập tức hiển hiện quanh thân. Đồ án thái cực kia bay lên quanh thân Thương, dũng mãnh vào bầu trời, lập tức hóa thành nửa mẫu, hóa cả một phương này trở thành cấm địa. Đồng thời hắn còn vung tay lên, hồn thiên nghi ông xoay tròn ra, đột nhiên bay vào phía chân trời, trực tiếp dung nhập vào trong đồ án thái cực. Thiên địa song trục tuôn ra lực lượng mênh mông, nhật nguyệt tinh thần từng cái tuôn ra. Lê và Từ thủ hộ ở bốn phía phong ấn, cảnh giác thủ hộ lấy. Động tác này của Thương lập tức kinh động đến mọi người, Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Hắn làm gì vậy? Đăng Quang ngẩng đầu lên, mặt không biểu tình nói. Yêu Thương kia cướp đoạt một khối mảnh vỡ đạo quả, muốn lĩnh ngộ ngay tại đây. Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Mảnh vỡ đạo quả sao? Trong mắt Đăng Quang tràn đầy vẻ phức tạp, nói. Chiêu thiên phú thần thông này của họa đấu nhất tộc quả thật phi thường lợi hại, phong ấn lấy bản thân, ngoại giới rất khó phá mở. Tăng thêm hồn thiên nghi và yêu từ thủ hộ, ở đây chỉ sợ chỉ có quỷ vương là có năng lực này thôi. Lý Vân Tiêu nói. Nhưng quỷ vương là đồng bọn của bọn họ, nếu Thương có thể hoàn toàn hấp thu mảnh vỡ đạo quả này thì sợ rằng không chỉ thương thế trên người khỏi hẳn, còn có thể chăm xích can đầu lại tiến thêm một bước, trên mặt hắn cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Trong thái cực phong thiên ấn, dưới hồn thiên nghi, Thương dừng ở mảnh vỡ đạo quả chừng nắm đấm trẻ sơ sinh trong tay, kích động nói. Tuy rằng không nguyên vẹn lắm, nhưng cũng đủ rồi. Hắn trực tiếp ném mảnh vỡ đạo quả lên, thoáng cái đẩy vào bầu trời, tản mát ra hào quang bạch mông mông, sau đó đánh một đạo quyết ấn vào trong hồn thiên nghi. Nhật nguyệt tinh thần xoay chuyển, một đạo hoàng quang bắn xuống dưới, hóa ra một bóng người. Lý Dật, ta muốn ngươi giúp ta. Thương nhìn qua đạo nhân ảnh kia nói, trong mắt hào quang không ngừng chớp động. Lý Dật gật đầu nói. Ta hiểu rõ, các ngươi tài bồi ta đến bây giờ, không phải là vì hôm nay sao? Có thể nhìn thấy Thương đại nhân thành tựu thần đạo. Lý Dật ta cũng rất vinh hạnh. Thương nói. Ngươi không cần quá mức lo lắng, ta chỉ rút ra yêu tộc mẫu thể chi khí trên người ngươi thôi, cũng không ảnh hưởng tới tánh mạng ngươi đâu. Lý Dật cười nhạt một tiếng, nói. Mặc dù ảnh hưởng tới tánh mạng thì đã sao? Vì đại nhân mà chết, không có gì hối tiếc cả. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên nhu hòa, trong mắt hiện lên thần sắc hồi tưởng, nói khẽ. Ta từ Nam vực từng bước một đi tới. Đạt tới cảnh giới cả đời cũng không dám nghĩ, trèo lên đỉnh võ đế, tung hoành thiên hạ, nhờ có Thương và chư vị đại nhân chiếu cố, ta có chết cũng không tiếc, chỉ là. Trên mặt hắn lộ ra vẻ sầu lo. Thương nói, ngươi có nguyện vọng gì, ta có thể giúp ngươi thực hiện. Một khi rút lấy mẫu thể chi lực, tu vị ngươi có thể sẽ mất hết đấy. Trong mắt Lý Dật hiện lên một đạo sát khí, dùng ngón tay chỉ Lý Vân Tiêu ở xa xa, mặt mũi tràn đầy lửa giận, lạnh giọng nói. Nguyện vọng lớn nhất cuộc đời ta chính là giết Lý Vân Tiêu, Thương đại nhân có thể giúp ta thực hiện nguyện vọng không? Thương cười nhạt một tiếng, nói. Mặc dù ngươi không nói đến, ta cũng muốn giết hắn. Đợi khi ta bước vào thần cảnh, bất quá chỉ là tiện tay thôi, trong nháy mắt liền có thể khiến hắn tan thành mây khói. Tốt! Lý Dật vẻ mặt kiên quyết, cắn răng nói. Chỉ cần Lý Vân Tiêu chết, đừng nói tu vị toàn thân, coi như cái mạng này cho đại nhân cũng không tiếc. Thương nói, yên tâm đi, đợi lát nữa ta thành công, liền ở trước mặt ngươi chém chết Lý Vân Tiêu, để ngươi được thỏa tâm nguyên. Lý Dật nhẹ gật đầu, mở ra hai tay, chậm rãi nhắm hai mắt lại, nói. Toàn bộ tu vị của ta, đều lấy đi đi, để cho Lý Dật ta tận mắt thấy được vị cường giả thần cảnh đầu tiên của thiên võ giới trong vài vạn năm qua sinh ra đời đi. Thương nói, cảm ơn ngươi. Trong mắt của hắn bắn ra một đạo tinh mang. Một tay lăng không vẽ phù, một ngón tay điểm xuống trên người Lý Dật. Suy 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 suy, mấy đạo chỉ mang, trực tiếp từng chút phá lấy mấy khiếu huyệt trên người Lý Dật, lực lượng quỷ dị bắt đầu khởi động trong thân thể Lý Dật, ngưng tụ thành một cái trận pháp, kết nối lấy tất cả miệng vết thương. Bộ dáng Lý Dật thoáng cái trở nên thống khổ, trên trán chảy xuống mồ hôi to như hạt đậu. Trên mặt Thương lộ ra vẻ ngưng trọng, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết đánh ra. Đều bay vào trong cơ thể Lý Dật. Một cổ lực lượng màu đỏ nhạt, như bụi bắt đầu tràn ra trong thân thể Lý Dật. Đồng tử Thương đột nhiên co lại,
lóe ra vẻ hưng phấn, vội vàng hai tay bấm niệm pháp quyết, vỗ mạnh lên trận pháp trước người Lý Dật. Lập tức một cổ hồng mang bao lấy hai người bọn họ vào trong. Thương lớn tiếng nói, không nên vận công kháng cự, tùy ý lực lượng của ta rút ra mẫu thể chi lực trong người ngươi. Lý Dật sắc mặt tái nhợt, cắn răng nói, Thương đại nhân yên tâm, cứ rút ra đi. Ân, Thương lên tiếng, liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong hai tay hóa ra một đạo ấn ký, không ngừng rút ra lực lượng màu hồng phấn trong cơ thể Lý Dật. Người bên ngoài phòng ấn tất cả đều mở to hai mắt nhìn xem, lộ ra kinh hãi. Trong mắt Lý Vân Tiêu hiện lên một tia giật mình, tựa hồ đã hiểu rõ vì sao yêu tộc lại một mực bất chấp tài bồi Lý Dật như thế. Đột nhiên thân hình Lý Dật bỗng nhúc nhích, mở lớn hai tay hợp lại trước người, cũng khắp ra một cái ấn ký cổ quái, chụp lấy cánh tay Thương. Phanh! Một đạo vầng sáng màu hồng phấn tràn ra trên cánh tay Thương, giữa hai tay Lý Dật đột nhiên xuất hiện một cái đồ án thái cực quỷ dị. Lý Dật, ngươi làm gì thế? Thương đột nhiên cả kinh, tựa hồ đã nhận ra gì đó, tức giận quát to. Sắc mặt Lý Dật dần dần từ tái nhợt hóa thành hồng nhuận phơn phớt, mặt mũi tràn đầy vui vẻ, nhe răng cười nói. Ha 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 ha, yêu Thương, ngươi muốn rút sạch công thể của ta để ta biến thành phế nhân, hôm nay bổn tọa liền rút ngược lực lượng của ngươi. Cái gì, đây là công pháp gì? Thương hoảng hốt. Chỉ cảm giác cánh tay mình sau khi bị Lý Dật bắt lấy, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, yêu lực vốn từ trên người đối phương tuôn ra, không chỉ chảy về toàn bộ, hơn nữa còn trắng trợn rút ra lực lượng vốn thuộc về bản thân hắn. Ngươi, Thương kinh hãi tột đỉnh, quát to. Ngươi đang làm gì, mau dừng tay. Kinh biến lần này, không chỉ có Thương chấn động, mà tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Lê và từ bên ngoài phong ấn cũng triệt để hóa đá, thoáng cái không biết phải làm sao. Phong thiên ấn kia cực mạnh, ngoại nhân căn bản không cách nào đi vào. Mặc dù bọn hắn liên thủ cũng không có nắm chắc phá vỡ, huống chi còn có hồn thiên nghi chi lực hóa ra kết giới, hoàn toàn không cách nào cứu viện được cả. Đồng tử Lý Vân Tiêu co rụt lại, nhìn chằm chằm vào đồ án thái cực quỷ dị trong tay Lý Dật, giật mình lẩm bẩm nói. Đây là thần thông gì, lại quỷ dị như thế? Đăng Quang cũng nhíu mày, nói. Có chút giống với công pháp của Thương, giống như chuyên môn khắc chế đối phương rút ra nguyên lực. Ở trong kết giới, Lý Dật mặt mũi tràn đầy âm trầm, lạnh giọng nói. Yêu Thương, ngươi cho rằng bổn tọa thật sự ngu xuẩn đến mức vui vẻ chết đi vì ngươi sao? Ngươi nuôi ta giống như gia cầm, đến khi cần lại làm thịt ăn, còn muốn ta cảm kích ngươi. Cảm kích con mẹ ngươi ấy, lão tử nói cho ngươi biết, con thỏ nóng này cũng muốn cắn người đấy. Sắc mặt Thương trở nên cực kỳ khó coi, hắn không biết Lý Dật thi triển công pháp quỷ dị gì, nhưng tựa hồ là chuyên môn đối phó mình. Mà giờ khắc này đại bộ phận lực lượng của mình đang dùng để duy trì thái cực phong thiên ấn và hồn thiên nghi vận chuyển, bị Lý Dật kiềm chế khiến không cách nào nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn lực lượng dần trôi đi. Đáng chết a, mau dừng tay. Thương liên tục giống to, giận sôi lên, thân thể khổng lồ cũng không ức chế nổi khẽ run rẩy. Lê và Từ ở bên ngoài cũng triệt để choáng váng, sau một lúc mới kịp phản ứng. Từ hét lớn. Mau dừng tay nếu không ta chắc chắn bầm thây ngươi vạn đoạn. Lý Dật cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ châm chọc, nói. Nếu dừng tay mới là chết thật đấy, không bằng liều mình đánh cược một lần rút sạch lực lượng của ngươi, người thành thần chính là ta, ha ha ha. Lê tức đến toàn thân run rẩy nói. Lý Dật. Ngươi nhiều lần ở bên bờ sinh tử đều là ta cứu về, ngươi vậy mà lấy oán trả ơn. Cứu, bớt nói hay ho đi, nếu không coi ta như heo, nuôi cho mập dễ giết, ngươi sẽ cứu ta sao? Lý Dật lớn tiếng mắng, trong mắt một mảnh dữ tợn, nói. Ngày đầu tiên khi lão tử bị các ngươi chọn chúng nuôi nhốt đã bắt đầu chuẩn bị cho ngày hôm nay rồi, bổn tọa cho tới bây giờ cũng không phải là người chấp nhận khoanh tay chịu chết, muốn mạng của ta mặc dù đánh không lại. Cũng phải khiến hắn lột ba lớp ra. Thương dần bình tĩnh lại, giờ phút này đã đến thời khắc nguy hiểm nhất, không cẩn thận liền sẽ phải làm mai mối cho Lý Dật rồi, hắn chấn định nói. Lý Dật, cho dù ngươi rút bộ phận lực lượng của ta, cũng tuyệt đối không thành thần được, một khi ta thoát được, mọi người sẽ phải lưỡng bại câu thương, hơn nữa ngươi tất sẽ bị yêu tộc đuổi giết vô cùng vô tận. Lý Dật cười lạnh nói. Yêu Thương, ngươi nói không đúng rồi, thành thần nha. Ngươi có thể, ta vì sao không được?
Huống hồ ta là yêu tộc mẫu thể chi thân, thiên phú có lẽ không kém gì ngươi đi. Đã suy nghĩ vì nghiệp lớn yêu tộc, thế thì vì sao không thống thống khoái khoái dâng tất cả lực lượng của ngươi cho ta đi? Ta nhất định sẽ hảo hảo quý trọng lực lượng của ngươi, phù hộ yêu tộc các ngươi. Đúng rồi, ngươi còn có nguyện vọng gì chưa hoàn thành không? Nói ra đi, ta thay ngươi hoàn thành. Thương tức đến toàn thân phát run, nguyên lực trong cơ thể không ngừng chấn động ra, hóa thành từng đạo vầng sáng tản ra bốn phía. Lực lượng đang phi tốc trôi qua, tuôn ra nhập vào thân thể Lý Dật. Đúng rồi, còn có đạo quả này ngươi có thể ăn, vì sao ta không thể chứ? Lý Dật ngẩng đầu, nhìn lên mảnh vỡ đạo quả đang lăng không treo trên trời, há to mồm khẽ hấp. Toàn bộ không gian thay đổi, đại lượng không khí bị hút vào trong phổi, thể trạng không ngừng bành trướng. Mảnh vỡ đạo quả kia cũng nhanh chóng bay thấp, vọt vào trong miệng hắn. Đáng chết! Thương giận dữ không thôi, quyết định thật nhanh. Thà rằng bị trọng thương, cũng quyết không thể lại để Lý Dật hấp tiếp, bị hắn cướp đi nguyên lực, lại cướp đi đạo quả thì tu vị cả đời của mình, cố gắng vài vạn năm qua sẽ uổng phí rồi. Hắn hét lớn một tiếng, song giác trên đầu lập tức bắn ra lực lượng khủng bố, lao tới phía trước. Phong ấn kết giới đầy trời vào thời khắc này cũng đột nhiên sụp đổ, ầm ầm một tiếng hóa thành vô số mảnh vỡ. Thương nhổ ra miệng lớn máu tươi, cưỡng ép giãy giụa kiềm chế của Lý Dật, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Sau khi hắn rời tay, liền vận chuyển nguyên lực nơi lòng bàn tay, không nói hai lời liền đánh ra, muốn đánh chết Lý Dật tại chỗ. Phẫn nộ trong lòng hắn hiện giờ đã không thể diễn tả bằng ngôn từ rồi, chỉ có đánh Lý Dật thành bột mịn mới có thể hơi nguôi giận thôi. Lý Dật kinh hãi, một ngụm nuốt đạo quả vào trong bụng, đồng thời hai đấm đánh ra nghênh đón lấy, tất cả lực lượng đều tập trung vào một kích này. Ầm ầm, quyền uy khủng bố đánh tan. Bên trong đẩy ra một đạo ánh sáng màu xanh. Thương lại bị lực lượng ánh sáng màu xanh kia đánh lùi liền mấy bước, vẻ mặt kinh hãi, kinh sợ nhìn chằm chằm vào phía trước. Sau khi hào quang tan hết, trước người Lý Dật nhiều ra một đạo bóng người thanh sắc mỉa mai nhìn Thương. Lý Dật cuồng hỉ, liền bước lên phía trước bái nói. Vi Thanh đại nhân, thân ảnh kia đúng là Vi Thanh, trong mắt hắn hiện lên sát cơ, lạnh giọng nói. Mảnh vỡ đạo quả vừa rồi đã bị ngươi ăn hết sao? Toàn thân Lý Dật run lên, vội vàng cúi đầu nói. Vừa rồi tình huống khẩn cấp, ta cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sợ đạo quả lại bị Thương đoạt đi, mới cắn răng nuốt lấy. Mảnh vỡ đạo quả này vốn là đoạt để dâng cho đại nhân, tại hạ đáng chết, tội đáng chết vạn lần kính xin đại nhân giáng tội. Vi Thanh nhìn chằm chằm vào hắn một hồi, lúc này mới nói. Nuốt cũng đã nuốt. Cũng thế, có thể có được mảnh vỡ đạo quả, coi như là cơ duyên của ngươi. Còn nữa, xem ở phân thượng ngươi một mực âm thầm đầu nhập vào ta, mảnh vỡ đạo quả kia coi như là ban thưởng cho ngươi. Thương sắc mặt phát lạnh, lộ ra lửa giận vô biên, tức giận nhìn chằm chằm vào Vi Thanh và Lý Dật. Lý Vân Tiêu cũng thoáng cái giật mình, nhớ tới thủ đoạn phản chế Thương vừa rồi của Lý Dật, nếu không có chỗ dựa tuyệt cường, hắn lấy đâu ra công pháp thần kỳ như thế chứ? Không thể tưởng được tiểu tử này đã sớm đầu phục Vi Thanh, cũng không biết hắn làm sao liên hệ được nữa. Lý Dật trong lòng thầm mắng không thôi, nếu không phải mình cơ trí ăn đi một miếng, giờ há có thể có phần mình. Nhưng trên mặt hắn vẫn giả bộ cảm động đến rơi nước mắt, kích động không lời nào nói hết, lớn tiếng nói. Đa tạ Vi Thanh đại nhân ban thưởng quả, đại nhân đối với tại hạ chính là ân tái tạo, trời đất bao la cũng không sánh bằng ân tình đại nhân. Sông biển sâu cũng không sâu bằng ân tình đại nhân ban cho. Tất cả mọi người đều nổi da gà, Vi Thanh cũng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, hừ một tiếng, nhân tiện nói. Ngươi lui qua bên tiêu hóa đạo quả đi thôi, chỉ cần trung tâm với ta, tương lai tất có trọng dụng. Vâng, đa tạ đại nhân. Lý Dật mặt mũi tràn đầy vẻ cảm ơn, vội vàng bay thấp mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí trốn đến chỗ cực xa, cảnh giác nhìn những người yêu tộc kia. Hắn tuy rằng hấp một phần lực lượng của Thương, hơn nữa ăn vào đạo quả, nhưng trong thời gian ngắn căn bản không cách nào tiêu hóa, chỉ có điều lực lượng của Thương đối với hắn mà nói tựa hồ phi thường có lực tương tác, trong người ấm áp thoải mái nói không nên lời. Thương đã tức giận đến toàn thân tái nhợt, một phát bắt lấy hồn thiên nghi, nhằm vào Vi Thanh lạnh giọng nói. Cút ngay, hôm nay ta nhất định phải giết tiểu tử kia, không cút thì ngay cả người ta cũng giết. Lê và Từ cũng trực tiếp bay đến bên cạnh Thương, vẻ mặt lo lắng. Bọn hắn biết rõ Thương đã triệt để bạo nộ rồi,
nhưng hiện giờ căn bản không phải thời điểm xung đột với nhân loại, nếu động thủ với Vi Thanh thì thế cục chỉ sẽ càng ngày càng không xong. Lê cố lấy dũng khí, nói. Thương đại nhân, chúng ta trước rời đi, lại bàn bạc kỹ hơn rồi tính tiếp. Vi Thanh vẻ mặt lạnh lùng, cười khẩy nói. Giết ta, rời đi, hai chuyện này thật sự đều quá khó a. Hắn vung tay lên, lập tức một đạo ánh sáng màu xanh rơi xuống, đúng là La Thanh Vân, tám gã quỷ tu la đi theo phía sau đã hoàn toàn khôi phục thương thế. Không tốt, không chỉ có vài tên đại yêu, mà người còn lại cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Tám gã quỷ tu la, đủ để khống chế toàn bộ thế cục. La Thanh Vân sắc mặt lạnh như băng, vung chiến thương lên, trên đó sóng âm kích động, tám gã quỷ tu la nguyên một đám trợn to hai mắt, lực lượng trên người tuôn ra. Hắn lạnh giọng nói, ba gã yêu tộc này, giết toàn bộ. Ba người Lê lập tức cảm nhận được sát ý trùng thiên, thoáng cái toàn thân lạnh như băng, thương cũng dần tỉnh táo lại từ phẫn nộ, thời gian dần qua khôi phục thần trí. Xa xa bạo khởi mấy đạo quang mang, đúng L3 người Dực và Mông, cũng thoáng cái bay đến sau lưng thương, sắc mặt ngưng trọng. Lê càng trực tiếp tế lên chống trận, liên tục đánh ra tiếng vang, muốn triệu oán quỷ vương tới. Chậm đã! Vi Thanh đột nhiên quát, La Thanh Vân nhíu mày, chiến thương quét ngang, tám gã quỷ tu la lập tức ngừng lại. Vi Thanh nói, trước không gấp giết mấy người kia, trước đoạt lại mảnh vỡ đạo quả đã. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, lạnh giọng nói. Kỳ Thắng Phong, Liễu Phỉ Yên. Năm miếng mảnh vỡ đạo quả vừa rồi, Kỳ Thắng Phong, Liễu Phỉ Yên, thương từng người lấy được một miếng rơi vào tay Vi Thanh. Về phần miếng cuối cùng, ánh mắt của hắn ngưng mắt nhìn ra xa xa, ba đạo nhân ảnh đang đấu túi bụi, đúng là Khâu Mục Kiệt đại chiến Bắc Quyến Cổn Nam và Phi Nghê, đang tranh đoạt miếng cuối cùng. Hừ, Cửu Tinh Đỉnh Phong cũng muốn đoạt đạo quả, thật sự là váng đầu rồi, đều giết. Vi Thanh sắc mặt phát lạnh, nói. Người đoạt lấy hai miếng trong tay Kỳ Thắng Phong và Liễu Phỉ Yên, mấy tên căn bã này cứ giao cho người nọ đi. La Thanh Vân khẽ giật mình, lông mày nhẹ nhíu, lòng đầy nghi hoặc lại cũng không tiện hỏi nhiều, trực tiếp mang theo tám gã quỷ tu la bay đi xa xa. Quỷ vương vẫn giẫm trên đĩa quay, hai tay kẹp lấy Minh Luân, áp chế Kỳ Thắng Phong, tựa hồ đã tiến vào cân đối vi diệu. Nhưng trên đĩa quay không ngừng có các loại vầng sáng tràn ra, giống như liên tục không ngừng, vĩnh viễn không suy kiệt, mà Ngự Thiên Bảo Lật lại đang dần dần suy thoái, không ngừng bị đè ép. Quỷ vương sắc mặt bình tĩnh, giống như thành thạo, lực lượng ẩn mà không phát, cố ý kiềm chế lấy Kỳ Thắng Phong. Mà Kỳ Thắng Phong dưới sự áp chế của đĩa quay, ba mặt pháp tướng đồng thời trợn mắt tròn xoe, trong miệng không ngừng gầm nhẹ, càng ngày càng duy trì không được nữa. Huyền Hoa và Liễu Phỉ Yên sau khi lấy được một mảnh vỡ đạo quả, liền phi thân mà đi, bọn hắn cũng không thể để Kỳ Thắng Phong bị quỷ vương giết, mà phải mang về Hóa Thần Hải, đây chính là mệnh lệnh cao nhất do Lỗ Thông Tử phát ra. Hai người đồng thời hóa thành hào quang rơi vào hai bên quỷ vương, cách xa nhau xa vài chục trượng, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua. Quỷ vương dương mắt liếc hai người, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch, mỉa mai nói không nên lời. Huyền Hoa hừ lạnh nói. Phỉ Yên, quái vật kia miệt thị chúng ta, ra tay đi. Hắn tháo cung xuống, bắt đầu vận chuyển nguyên lực. Liễu Phỉ Yên cau mày nói. Đợi lát nữa đã, Kỳ Thắng Phong đại nhân tựa hồ còn có thể chống thật lâu, đợi hắn sức cùng lực kiệt thì chúng ta lại ra tay. Hai người trực tiếp đối thoại, không có chút che lấp. Kỳ Thắng Phong nghe được giận tím mặt, quát. Hai danh con, còn không mau ra tay, nếu ta không gánh được nữa. Dùng thực lực ít ỏi của hai người các ngươi, cũng chỉ có một con đường chết thôi. Liễu Phỉ Yên mím môi cười nói. Kỳ Thắng Phong đại nhân không cần lo lắng cho chúng ta, nếu thật sự cố tình thì xin mời chăm chú ứng chiến, tiêu hao nhiều lực lượng quỷ vương một chút. Đợi tí nữa hai người chúng ta ra tay cũng đỡ tốn sức hơn. Ha ha, nói rất đúng. Huyền Hoa khen lớn, giơ ngón tay cái lên. Kỳ Thắng Phong tức đến thiếu chút nữa thổ huyết. Ba mặt pháp tướng đều không ngừng gào thét, ma vân trên người bắt đầu khởi động càng ngày càng mạnh, nhưng vô luận thi chiêu như thế nào, vẫn thủy chung không cách nào đột phá áp chế, cũng không biết đây là huyền khí quỷ quái gì nữa. Đang định nói với hai người thì đột nhiên sắc mặt đại biến, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua La Thanh Vân dẫn tám gã quỷ tu la bay tới, thoáng cái đứng thành một hàng trước mặt mọi người. Quỷ vương cũng mở hai mắt ra, chớp động lên lục quang, tựa hồ có chút cảnh giác.
Hắn vừa rồi dùng lực lượng một người áp chế 8 gã quỷ tu la, lại không thể đánh chết bọn hắn, tự nhiên biết sự lợi hại của thứ này. Kỳ Thắng Phong âm thanh hung dữ cười to nói. Ha ha, hai danh con, muốn nhặt tiện nghi của lão phu, giờ sướng rồi chứ. La Thanh Vân sắc mặt bình tĩnh, vươn tay ra, nói. Ta chỉ vì mảnh vỡ đạo quả mà đến, giao ra mảnh vỡ đạo quả, các ngươi liền có thể đi. Liễu Phỉ Yên giơ tay lên, đầu ngón tay vuốt qua tóc mai, nhẹ giọng cười nói. Mảnh vỡ đạo quả, tỷ tỷ cũng rất muốn đấy. La Thanh Vân hừ một tiếng, nói. Vậy thì xin lỗi rồi, hai vị đi chết đi. 8 gã quỷ tu la phi thân lên, mỗi 4 người một tổ, hoàn toàn vây quanh lấy hai người. Huyền Hoa cau mày lại, nói. Nguyên lực chấn động những thứ quỷ này tựa hồ không giảm chút nào cả, sao khôi phục nhanh vậy chứ? Trong mắt Liễu Phỉ Yên không ngừng chớp động, đột nhiên vươn tay ra, mảnh vỡ đạo quả nắm tê năm ong bàn tay, tản mát ra đạo ý rất mạnh. Tiểu đệ đệ, cầm đi đi. Nàng tự nhiên cười nói, cái kia mảnh vỡ đạo quả lập tức lăng không bay lên, bay tới trên NGG La Thanh Vân. La Thanh Vân sửng sốt một chút, không thể tưởng được đối phương vậy mà trở nên sảng khoái như thế. Hắn gật đầu, nói. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, Hồng Liên Võ Đế quả nhiên có thể nhận rõ thế cục. Hắn bước lên một bước, liền chộp tới mảnh vỡ đạo quả. Đồng tử quỷ vương cũng đột nhiên co lại, bắn ra ánh sao màu xanh lá, nhịn không được vỗ miệng, hiển nhiên phi thường muốn ăn. Huyền Hoa cả kinh nói. Phỉ Yên ngươi. Liễu Phỉ Yên nói. Vị tiểu đệ này đệ nói không sai, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Huyền Hoa, lực lượng của ngươi bây giờ còn lại mấy thành. Căn bản không thể chống lại những quỷ tu la này. Huống hồ mục đích chuyến này của chúng ta cũng không phải đạo quả, có thể được đương nhiên tốt, không thể được cũng không có gì tiếc nuối cả. Huyền Hoa thoáng cái trầm mặc, nhưng trên mặt vẫn là vẻ không cam lòng nồng đậm, trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng. La Thanh Vân thoáng cái tiếp lấy mảnh vỡ đạo quả, thu vào, lúc này mới nói. Không có ra vẻ, rất tốt. Hai người các ngươi lui qua một bên đi. Huyền Hoa mặt âm trầm, Liễu Phỉ Yên thì lạnh nhạt cười, đưa mắt cho hắn, hai người liền thối lui ra xa xa. Ánh mắt La Thanh Vân ngưng tụ, nhìn qua quỷ vương. 8 gã quỷ tu la cũng lóe thân ảnh lên, liền xuất hiện ở 4 phía quỷ vương, tất cả đều đằng đằng sát khí. Ánh mắt mọi người thoáng cái đều hội tụ tới, tựa hồ giết chóc hết sức căng thẳng. Kỳ Thắng Phong ở dưới đĩa quay kia, mắt thấy chuyển cơ đã đến. Càng liên tục gào thét, không ngừng chảm xuất ra đạo đạo Ngọc Long, muốn đánh bay áp chế. Từ mặt âm trầm nói. Quỷ vương kia cũng không biết thế nào, đối phó một tên Kỳ Thắng Phong lại không thể cầm xuống, hoàn toàn không giống như lúc trước đối phó quỷ tu la. Tựa hồ có vấn đề gì đó, muốn dựa vào hắn đánh chết tất cả nhân loại, sợ rằng rất khó. Thương sắc mặt tái nhợt, lạnh giọng nói. Lực lượng quỷ vương có ẩn tàng là khẳng định đấy. Nhưng nếu hắn thật muốn khôi phục thân tự do, nhất định phải thực hiện ước định với Lê. Chậm rãi đợi cục diện phát triển đi, ta cũng không tin Vi Thanh có thể ăn sạch 5 mảnh vỡ đạo quả. Hắn đối với mảnh vỡ đạo quả vẫn chưa chết tâm, hơn nữa ánh mắt hữu ý vô ý liếc qua xa xa, xem làm sao bắt Lý Dật về. Hiện giờ mất đi đạo quả, lại mất đi Lý Dật, còn bị rút đi bộ phận lực lượng, quả thực là thất bại thảm hại, mà những điều này đều là do Lý Dật tạo thành cả. Hận ý của hắn đối với Lý Dật đã lên tới cực điểm. Từ mặt âm trầm, lạnh giọng nói. Thương đại nhân, Lý Dật kia đợi sau khi bắt về thì mang đi luyện đan đi, tuy rằng hiệu quả không thuận tiện như trực tiếp rút ra lực lượng, nhưng ít ra có thể bảo đảm không chút sơ hở. Thương lạnh giọng nói. Trước tiên dùng hết mọi cực hình một lần, khiến hắn hối hận vì sống trên cõi đời này, sau đó mới mang đi luyện đan. Xa xa Lý Dật tuy rằng không nghe bọn hắn nói gì. Nhưng cảm nhận được ánh mắt băng hàn tận xương của bọn người thương vẫn không nhịn được run rẩy toàn thân, trở nên cảnh giác vạn phần. Sau ngày hôm nay, xem như đã triệt để quyết liệt với yêu tộc, mình phải hảo hảo ôm lấy gốc cây to Vi Thanh mới mong cầu được một đường sinh cơ. Uy hiếp đến từ yêu tộc như một tảng đá đè vào lồng ngực hắn, lúc nào cũng phải nghĩ cách giữ mạng, hôm nay cuối cùng quyết liệt, trong lòng chợt cảm thấy một hồi nhẹ nhõm. Hắn đồng thời cảm thấy âm thầm mừng rỡ. Không thể tưởng được người phía sau Đường Khánh vậy mà lại là thánh vực chấp chính giả, mình xem như đã tìm đúng người rồi. Chỉ cần hảo hảo đi theo Vi Thanh lăn lộn, ngày sau tất nhiên sẽ làm một mảnh sáng sủa. Lý Vân Tiêu giờ phút này ánh mắt nhìn Lý Dật cũng trở nên có chút cổ quái,
tiểu tử này và mình đều đi ra từ Thiên Thủy Quốc, chưa bao giờ được mình để ở trong mắt, không nghĩ đến giờ cũng biến thành nhân vật số má. Hơn nữa hắn vừa rồi quyết liệt với yêu tộc, đánh tan mộng ảo bước vào thần cảnh của Thương, trực tiếp thay đổi thế cục hiện giờ, thậm chí đem sẽ ảnh hưởng đến cách cục thế lực thiên võ giới tương lai mấy chục năm, đối với nhân tộc mà nói, có thể nói là cư công chí vĩ. Lý Dật cũng cảm nhận được ánh mắt Lý Vân Tiêu, lập tức trong mắt bắn ra sát khí, lạnh lùng nhìn lại. Tuy rằng hắn giờ phút này còn không phải đối thủ Lý Vân Tiêu, nhưng hắn hấp thu bộ phận lực lượng Thương, còn nuốt mảnh vỡ đạo quả, tương lai nhất định có thể bỏ xa đối phương, một cổ lý tưởng hào hùng không khỏi lan tràn trong lòng, nhịn không được ngẩng cao đầu lên. Đột nhiên một tiếng cười khẽ rơi xuống, thân ảnh Đoan Mộc Hữu Ngọc trực tiếp xuất hiện trước mặt mọi người yêu tộc, nói. Ha ha, Thương tiên sinh, ta vừa rồi tính quẻ, bây giờ ngươi đã tin chưa? Hắn mặt mỉm cười, trên mặt tràn đầy vẻ điềm tĩnh khoan thai, bộ dáng mọi thứ đều trong tính toán. Trong mắt Thương bắn ra tinh mang, sắc mặt có chút biến hóa. Một là phẫn nộ tràn ngập không có chỗ phát, hai là bắt đầu nghi ngờ về thuật bói toán, cũng không dám khinh thường người trước mắt nữa. Hắn lạnh giọng nói, vậy ngươi ngược lại tính thêm một quẻ, xem thử kết cục hôm nay sẽ thế nào đi. Trên mặt Đoan Mộc Hữu Ngọc lộ ra trầm ngâm, nói. Vừa rồi ta đã thử qua rồi, có một cổ lực lượng rất mạnh cản trở ta suy tính kết quả, ta cũng hết sức tò mò đấy. Đây cũng chính là nguyên nhân ta lưu lại muốn quan sát kết quả, nếu không đạo quả nứt vỡ, bổn công tử đã sớm rời đi rồi. Lực lượng rất mạnh. Bọn người Thương nhíu chặt mày, không khỏi nhìn về phía Quỷ Vương. Giờ phút này người mạnh nhất, sợ rằng chính là Quỷ Vương thần bí khó lường này rồi. Quả nhiên, ca cũng tính không ra sao. Một đạo quang mang bay thấp, đúng là Đoan Mộc Thương, sắc mặt cũng trầm trọng, nói. Ta cũng thử rất nhiều lần, cũng không tính ra kết quả. Nhưng tâm thần luôn có chút không tập trung, tựa hồ có đại sự sắp xảy ra, không bằng chúng ta liên thủ, thi triển thiên thần giám xem một chút đi. Tất cả mọi người là trong nội tâm hơi kinh, thiên thần giám nghe nói là xem bói thế gia mạnh nhất thôi toán chi thuật, lại cũng không có người bái kiến. Phi Thanh bọn người đều nhíu mày, nhìn chằm chằm vào hai huynh muội này. Đoan Mộc Hữu Ngọc nói, thiên thần giám quá tổn thương bản thân, huống hồ mặc dù thi triển, cũng chưa chắc có thể thấy được thiên cơ. Còn nữa mặc dù thấy được, cũng không cách nào thay đổi điều đi. Muội muội ngươi là linh phái trời sinh, đã có dự cảm, tâm thần mất linh, vậy chắc chắc có đại sự xảy ra không thể nghi ngờ, may mà không cần quá lâu, chúng ta chỉ cần lẳng lặng nhìn xem là được. Phi Thanh lạnh lùng nói, ý của Ngọc Công Tử là thế cục hiện giờ vẫn còn gì đó ngoài ý muốn xảy ra sao? Đoan Mộc Hữu Ngọc gật đầu nói, đúng vậy. Phi Thanh cười nhạt một tiếng, du du nói, nếu là có ngoài ý muốn thì hơn phân nửa chính là hắn rồi. Hắn, Đoan Mộc Hữu Ngọc nhướng mày, mọi người cũng đều lộ ra nghi ngờ, không rõ ràng cho lắm. Giờ phút này thái hư ảo cảnh đã không còn tồn tại. Tất cả võ giả bị nhốt trong đó còn sống sót cũng đều đã đi ra rồi. Chỉ có điều tất cả mọi người đều bay ra xa, không ai dám tới gần chỗ bọn người Lý Vân Tiêu. Nhưng những võ giả đang ở xa xa cũng không rời đi, mà hoảng sợ nhìn xem. Bởi vì trước mắt đều là cường giả, khí tức trên thân cách xa nhau cả ngàn trượng cũng khiến người cảm thấy hít thở không thông, mỗi người đều là tồn tại như sấm bên tai, danh chấn thiên hạ. Bình thường chỉ tồn tại trong truyền thuyết, giờ phút này lại đều tụ tập ở đây. Hàn Quân Đình đã khôi phục bộ dáng trời sinh, xen lẫn trong đám người, không có chút thu hút nào cả. Trong mắt nàng hiện lên một tia nghi hoặc, ngóng nhìn lấy đám người khác ở xa xa, Ninh Khả Vân cũng mang lên khăn che mặt, khí cơ nội liếm, ẩn trong đám người, không bị phát giác. Chỉ có điều bên người Ninh Khả Vân bê nhiều hơn một người áo trắng, toàn thân đều phủ trong áo trắng, không thể thấy rõ chân dung. Trong mắt Hàn Quân Đình chớp động tinh quang, không nhịn được rơi vào trầm tư. Giờ phút này ngoại trừ những cường giả siêu phàm nhập thánh và võ đế đỉnh phong ra, căn bản không ai dám tiến đến cả. Có thể nhặt được một mạng từ thái hư ảo cảnh tất cả mọi người đã cảm thấy quá may mắn rồi. Ninh Khả Vân thấp giọng nói. Phi Thanh giờ phút này khống chế thế cục, nếu chúng ta có thể liên thủ với mấy người hóa thần hải thì cũng không phải là không thắng được. Trong áo bào trắng truyền đến thanh âm, nói. Thiên hạ phong vân tế hội, đều có mệnh số. Phi Thanh mặc dù thắng được hôm nay cũng chỉ là tiểu thắng mà thôi, huống hồ hôm nay, hắn còn chưa hẳn có thể thắng.
Ninh Khả Vân cau mày nói. Chẳng lẽ là công tử Ngọc đã tính ra gì đó? Bên trong áo bào trắng nói. Cái gì cũng không tính ra, nhưng đây cũng là chỗ hắn nghi hoặc, hiện giờ tất cả đều lấy quan sát làm chủ a, ván cờ đã không phải giữa thành Hồng Nguyệt và Vi Thanh nữa, cường giả thiên hạ chỉ mượn địa bàn thành Hồng Nguyệt thôi. Ninh Khả Vân nói. Cũng tốt, phụ thân vừa mới chết mà phục sinh, không thể không được đầy đủ, tăng thêm tam lão cũng là nỏ mạnh hết đà, quả thật không nên ra tay. Chúng ta liền nghỉ ngơi dưỡng sức, ngồi xem gió nổi mây phun đi, chỉ là đáng tiếc đạo quả kia, ai? Ở phía xa, tranh đoạt miếng đạo quả cuối cùng cũng đã phân ra thắng bại, Bắc Quyến Cổn Nam ngăn chặn Khâu Mục Kiệt, Phi Nghê thoáng cái đoạt được đạo quả, chớp động mấy cái liền bay về. Phi Thanh lạnh lùng một tiếng, dừng ở Phi Nghê ở xa xa, thản nhiên nói. Phi Nghê thiếu chủ, vất vả ngươi rồi. Phi Nghê sững sờ, lập tức trên mặt tràn đầy vẻ cảnh giác, hừ lạnh nói. Vất vả, có đạo quả cầm, sao lại vất vả chứ? Nàng liền lùi lại mấy bước, liền đáp xuống, vội vàng đưa đạo quả cho Lý Vân Tiêu, nói. Phu quân, cho ngươi. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Ngươi đoạt đạo quả cho ta. Phi Nghê trong nháy mắt cười cười, nói. Ta có thiên phượng nhất thể, sớm muộn có thể trùng kích thân thể đại thành thôi, ngươi ăn khối mảnh vỡ đạo quả này, rất nhanh có thể trùng kích võ đế đỉnh phong rồi. Lý Vân Tiêu dừng ở miếng mảnh vỡ đạo quả thuần trắng, như là một trái tim óng ánh sáng long lanh, ẩn ẩn có sáng bóng phản xạ ra. Hắn quả quyết nói. Không cần, ngươi nuốt vào đi. Cái gì? Phi Nghê cả kinh, tựa hồ có chút không dám tin tưởng. Người còn lại cũng nhíu mày lạ, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Mảnh vỡ đạo quả ngay ở trước mắt, còn có thể cự tuyệt, trong thiên hạ lại có kẻ đần này sao? Đăng Quang cười khổ một tiếng, nói. Ngươi vẫn luôn kiêu ngạo như vậy à? Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Đoan Mộc Hữu Ngọc cũng nhếch miệng lên, trong mắt lộ vẻ đăm chiêu nói không nên lời. Trong mắt Phi Thanh xẹt qua một tia hàn mang, lóe lên rồi biến mất, nói. Phi Nghê thiếu chủ, nếu Lý Vân Tiêu đã không thu, vậy thì đưa cho ta đi. Phi Nghê cảnh giác, lạnh lùng nói. Phu quân ta không cần. Ta ăn cũng được mà, vì sao phải cho ngươi? Vừa nói xong, nàng đột nhiên cảm thấy trong nội tâm trì trệ, một loại cảm xúc không hiểu dâng lên, tựa hồ có cảm giác xấu. Đoan Mộc Hữu Ngọc nhướng mày, quyết ấn ấn trong tay khẽ động, nhẹ kêu nói. Là hắn. Sau đó mỗi người trong tràng đều biến sắc, một đạo quang mang dần dần ngưng tụ trên không trung, hóa ra bóng người. Bóng người kia mặt hướng Phi Nghê, du du nói. Bởi vì ý của Vi Thanh đại nhân, chính là ý của ta. Phi Nghê toàn thân run lên, cả kinh nói. Đại nhân. Đồng tử Lý Vân Tiêu cũng đột nhiên co lại, giật mình nói. Long gia chi chủ Long Thiên Miểu. Đạo quang mang kia dần dần hiển lộ ra thân ảnh, một thân áo đỏ, mày rậm mắt to, khuôn mặt cứng ngắc. Lý Vân Tiêu cũng lần đầu tiên nhìn thấy chân dung Long Thiên Miểu, nhưng dáng vẻ cao cao tại thượng. Cùng với biến hóa của Phi Nghê khiến hắn thoáng cái liền hiểu rõ người này chính là Long Gia Chi Chủ. Mà khiến hắn càng thêm giật mình chính là, hắn vậy mà lại là đồng bọn của Vi Thanh. Người còn lại cũng giật mình, thầm nghĩ trong lòng không tốt, Vi Thanh tăng thêm Diêu Kim Lương, còn có 8 gã quỷ tu la, tử sú tịch ở phía xa đang trông xem thế nào, đã là sức mạnh lực áp quần hùng, giờ phút này vậy mà lại thêm một Long Gia Chi Chủ. Trên mặt Đoan Mộc Hữu Ngọc tê hiện lên nghi hoặc, kỳ quái nói. Suy tính của ta bị ngăn trở, chẳng lẽ là lực lượng Long Đại Tiên Sinh quấy phá sao? Đoan Mộc Thương cũng trầm ngâm bất định, nói. Dường như có chút không đúng. Phi Nghê toàn thân toát mồ hôi lạnh, cúi đầu nói. Tông chủ đại nhân, Long gia chúng ta không phải siêu nhiên trên đời, không kết minh với người khác sao? Ánh mắt thanh tịnh của Long Thiên Miểu đưa mắt nhìn xuống, nói. Long gia quả thật không kết minh với người. Kết minh với Vi Thanh đại nhân chính là bổn tọa, người có nguyện ý nghe lệnh bổn tọa không? Tất cả mọi người đều chóng mặt, đây là lý luận gì chứ, người là nhất tông chi chủ đi kết minh với người khác, cái đó và tông môn kết minh có gì khác nhau đâu. Sắc mặt Phi Nghê trắng bệch, nàng cũng thoáng cái hiểu rõ vì sao mình đoạt được đạo quả, Vi Thanh không chút để ý, thì ra hắn đã biết tông chủ sắp tới. Tranh đấu giữa Khâu Mục Kiệt và Bắc Quyến Cổn Nam cũng ngừng lại. Ánh mắt Khâu Mục Kiệt lộ ra kinh hãi, Bắc Quyến Cổn Nam thì nhoáng một cái trở lại bên người Lý Vân Tiêu, trong mắt một mảnh yên lặng.
Lý Vân Tiêu nói. Phi Nghê, đạo quả cho hắn. Phi Nghê toàn thân run lên, quay lại nhìn qua Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, nói. Bắt đầu ta đã không đồng ý tranh giành mảnh vỡ đạo quả, bởi vì chúng ta không có thực lực này, thành thành thật thật nhìn xem là được. Đạo quả này đối với người ta mà nói, là họa không phải phúc. Long Thiên Miểu dương mắt, nhàn nhạt nhìn Lý Vân Tiêu, lộ ra một tia khen ngợi. Phi Nghê sắc mặt bình tĩnh, đột nhiên cười cười, quay người nhìn qua Long Thiên Miểu, nói. Tông chủ đại nhân, nếu là cá nhân ngài kết minh với Vi Thanh, vậy thì Phi Nghê liền cả gan kháng mệnh đi. Cái gì? Tất cả mọi người là khẽ giật mình, ngay cả Long Thiên Miểu cũng là ngây dại, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên không thể tin được. Người đang nói nhăng gì đấy, Phi Nghê? Xa xa truyền đến một tiếng hét lớn, đúng là kỳ quỷ, hắn chẳng biết lúc nào đã đến thành Hồng Nguyệt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Phi Nghê, lộ ra vẻ trách móc nặng nề. Ha ha! Phi Thanh đột nhiên cười ha hả, nói. Long Đại Tiên Sinh, người quản giáo thủ hạ dường như vô phương a. Long Thiên Miểu con ngươi ngưng tụ, nói. Có thể nói cho ta biết là tại sao không? Phi Nghê! Thanh âm của hắn nhu hòa, giống như cũng không có ý trách cứ gì cả, nói. Chẳng lẽ ngươi muốn ăn mảnh vỡ đạo quả này? Ngắn ngủn mấy tháng không thấy, tiến bộ của ngươi để khiến ta khiếp sợ và mừng rỡ dị thường, chiếu vào tốc độ này, dùng thiên phượng niết thể của ngươi, không cần đạo quả cũng có thể thành tựu bất hủ chi thân mà. Phi Nghê nói. Tông chủ đại nhân có biết ta sao có thể tiến bộ thần tốc như thế không? Long Thiên Miểu cau mày lại, nói. Ta nghe kỳ quỷ nói một ít, nhưng biết được cũng không đầy đủ, chẳng lẽ là vì nam tử sau lưng ngươi, nhân tài mới xuất hiện gần đây thanh danh truyền khắp thiên hạ, Lý Vân Tiêu. Phi Nghê gật đầu nói. Đúng vậy, sau khi gặp được Lý Vân Tiêu, ta biết ngay hắn chính là nam nhân thay đổi cả đời ta. Long Thiên Miểu nói. Ngươi có thể đạt đến trình độ bây giờ, có lẽ đã tiến hành mấy lần niết bách rồi, hẳn là hắn cho ngươi thập giai Phượng Hoàng thần hỏa a. Phi Nghê nói. Đúng, hắn cho của ta không chỉ là thần hỏa. Trên mặt nàng hiện lên một vòng đỏ tươi, cắn răng nói. Ta đã yêu mến hắn rồi. Tất cả mọi người đều biến sắc, Lý Vân Tiêu càng đổ đầy mồ hôi lạnh ngượng ngùng, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Phi Nghê vậy mà lớn gan như vậy, dám nói ra lời này trước mặt người trong thiên hạ. Bọn người Vi Thanh cũng không có bao nhiêu biểu lộ, tình cảm của Phi Nghê đối với Lý Vân Tiêu bọn hắn đã sớm nhìn ra được rồi. Chỉ là người ở ngoài cảm thấy khiếp sợ không nhỏ, các loại tiếng nghị luận nhao nhao nổi lên bốn phía, đa số đều là hâm mộ ghen ghét. Long gia thiếu chủ, thiên phượng nhất thể, tôn vinh như vậy, sợ rằng nam tử thiên hạ tranh vỡ đầu cũng không được, vậy mà hoa rơi Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu có thể cảm nhận được cừu hận cuồn cuồn từ xa ập tới. Long Thiên Miểu sững sờ nửa ngày, mới nói. Nữ hài lớn lên, chung quy cũng phải lập gia đình. Nhưng ngươi là Long gia thiếu chủ, truyền nhân ta coi trọng nhất, ta không hy vọng hôn nhân của ngươi qua loa như vậy. Phi Nghê lạnh nhạt cười nói. Qua loa, không, cũng không qua loa. Phóng mắt thiên hạ, trong nam tử trẻ tuổi, ai có thể sánh bằng hắn? Ai có thể xứng đôi Phi Nghê ta? Trên mặt nàng tràn đầy vẻ lãnh ngạo, tựa hồ nam tử khắp thiên hạ không ai có thể lọt được vào mắt nàng. Hừ, xa xa Lý Giật cực kỳ không phục. Trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, gương mặt âm trầm xuống, nhưng không ai để ý tới hắn cả. Long Thiên Miểu nhíu mày, nhìn Lý Vân Tiêu thêm vài lần, lúc này mới nói. Việc này tạm thời không đề cập tới, ngươi trước giao đạo quả cho Vi Thanh đại nhân đi. Phi Nghê nhẹ giọng cười cười, nói. Tông chủ đại nhân, cảm ơn tài bồi của ngài. Phi Nghê lần này thứ cho khó tòng mệnh được, ta đã yêu Lý Vân Tiêu, ta cũng đã không còn là Long gia thiếu chủ nữa. Mà là nữ nhân của Lý Vân Tiêu, ta hy vọng có thể tận chút lực lượng, khiến hắn trèo lên đỉnh phong. Mảnh vỡ đạo quả này, ta chỉ có thể cho hắn. Lý Vân Tiêu trong nội tâm đại chấn, trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ, cả người triệt để phát mộng không thể tưởng được Phi Nghê lại có tâm tư như vậy, một loại cảm xúc không hiểu dâng lên trong lòng hắn. Miếng mảnh vỡ đạo quả trong tay nàng tựa hồ tản mát ra quang mang cực nóng, khiến cho trong mắt của hắn một hồi đau đớn. Làm càn. Sắc mặt Long Thiên Miểu trở nên âm độc, vô cùng âm trầm quát. Ta thấy ngươi đã điên rồi, hôm nay ta ở đây, không cho phép ngươi làm ẩu. Trên mặt Phi Nghê một mảnh kiên quyết, nói. Tông chủ đại nhân,
phi nghê không làm ẩu, hy vọng ngài có thể thành toàn. Long Thiên Miểu tức đến sắc mặt tái nhợt, lạnh giọng nói. Ngươi quá khiến ta thất vọng rồi, nếu ngươi đã chấp mê bất ngộ như vậy, ta cũng chỉ có thể bắt ngươi về, cho ngươi hảo hảo nghĩ lại thôi. Hắn thoáng vươn tay ra, trực tiếp hóa thành bàn tay cực lớn, như bồ đoàn cực lớn, bắt lấy phi nghê. Dừng tay! Lý Vân Tiêu lập tức kịp phản ứng, trong mắt dâng lên một mảnh lửa giận, kiếm thế cùng một chỗ chém tới. Trong mắt Long Thiên Miểu xẹt qua một tia kinh hãi, nhưng khóe miệng lại cười lạnh, nói. Ngươi rất mạnh, nhưng muốn động thủ với ta, vẫn còn quá sớm. Bàn tay cực lớn kia lăng không run lên, một cổ long uy mênh mông tản ra, chấn lên người Lý Vân Tiêu, như núi cao đánh xuống, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài. Tất cả mọi người là trong lòng chấn động, lộ ra kinh hãi. Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, trong nội tâm kinh hãi không thôi, thầm nghĩ, sao lại mạnh như vậy? Dưới chấn động vừa rồi, long uy mênh mông bành trướng mà ra, lực ấy áp chế kia lại khiến hắn hãi hùng khiếp vía. Nhưng trước mắt phi nghề bị bắt đi, hắn cũng bất chấp nghĩ nhiều rồi, lần nữa lóe lên sông tới, trên lãnh kiếm băng xương bắn lên vô số kiếm phủ, lăng không bay múa. Cái gì, đó là... Toàn thân Vi Thanh chấn động, đồng tử bỗng nhiên co lại, giật mình nhìn kiếm thế kia. Trong mắt Long Thiên Miểu cũng lộ ra kinh ngạc, nói. Đây là kiếm quyết của cổ Phi Dương. Năm đó trận chiến Phong Vân hắn dù chưa tham dự, nhưng lại thấy tận mắt thấy qua. Xa xa Huyền Hoa và Liễu Phỉ Yên cũng chấn động, có chút không dám tin tưởng, kinh ngạc nhìn qua bóng kiếm quen thuộc kia. Long Thiên Miểu nói, xem ra ngươi còn có chút bí mật, bất quá vô dụng a. Người thông minh, dưới chấn động vừa rồi nên hiểu rõ chênh lệch rồi chứ. Tay phải hắn rút khỏi người phi nghê, trực tiếp chụp tới Lý Vân Tiêu. Một cổ lực lượng không hiểu vẫn trói buộc lấy phi nghê, ở quanh thân nàng hóa thành đạo đạo khe hở, không cách nào giãy giụa ra được. Ầm ầm, bàn tay to kia trực tiếp chụp xuống, thân ảnh Lý Vân Tiêu đột nhiên bị đánh thành bột mịn. Ồ, Long Thiên Miểu cả kinh, con người co lại, có chút giật mình nói. Lại có thể thi triển ảo thuật trước mặt ta. Đột nhiên, trên không đỉnh đầu hắn tuôn ra một mảnh kiếm phù, chém thẳng xuống. Long Thiên Miểu cười lạnh nói. Nếu để ngươi đả thương bổn tọa thì quá chê cười rồi. Năm ngón tay hắn nắm chặt, trực tiếp hóa thành nắm đấm đánh lên. Long uy khổng lồ ầm ầm vang lên quanh thân, sắc mặt người bốn phía đều biến hóa, không khỏi lui về sau. Đám yêu tộc thương cũng lộ ra thần sắc, ảnh hưởng của long uy kia đối với bọn họ tựa hồ càng lớn, trong cơ thể đều thấy kích động. Tiên cả kinh nói, cổ lực lượng này là chuyện gì xảy ra? Chân long uy áp, sắc mặt từ trầm xuống, nói, phiền toái lớn rồi. Trên người Long Thiên Miểu tựa hồ cũng có chân long chi huyết. Cái gì? Mọi người đều giật mình, xa xa La Thanh Vân cũng biến sắc, cổ lực lượng trên người Long Thiên Miểu hắn là người quen thuộc nhất. Liễu Phỉ Yên trầm giọng nói. Khó trách hắn và Vi Thanh lại kết minh, hơn phân nửa là có quan hệ đến chân long chi huyết. Ánh mắt nàng lộ ra vẻ ngưng trọng, hai con ngươi nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, trong nội tâm một mảnh kinh hãi, một loại rung động không hiểu hiên lên trong lòng. Người trước mắt này mang đến cho nàng cảm giác quá mức quen thuộc. Diêu Kim Lương cũng mặt âm trầm, trong con người hiện lên một tia hàn mang. Oanh! Quyền thế Long Thiên Miểu phóng lên trời, thoáng cái nổ nát kiếm mang, thân hình Lý Vân Tiêu lần nữa nổ bung. Cái gì? Lần này không chỉ có Long Thiên Miểu, tất cả mọi người quá sợ hãi, không tin mở to hai mắt, thậm chí lại liên tục thi triển ra ảo thuật. Một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở quanh thân phi nghê, xùy một tiếng chém ra trói buộc. Thân ảnh Lý Vân Tiêu lúc này xuất hiện, thoáng cái bắt lấy nàng, quát. Đi! Không gian bốn phía lập tức bắt đầu vặn vẹo, muốn thuấn di ra ngoài. Hắn biết rõ tuyệt không khả năng chiến thắng Long Thiên Miểu được, chỉ có thể cầu cơ hội thoát đi thôi. Phi nghê đột nhiên cười cười, nói. Ngươi không phải không thích ta ở bên cạnh ngươi sao? Ta trở lại Long gia không phải vừa hợp ý ngươi sao? Đồng tử Lý Vân Tiêu hơi co lại, vốn phi nghê trở lại Long gia, đối với hắn mà nói là lựa chọn cầu còn không được, nhưng chẳng biết tại sao, giờ phút này lại vạn phần muốn lưu nàng lại. Hừ, hắn hừ nhẹ một tiếng, nói. Mặc dù phải đi về, cũng là tự ngươi trở về, mà không phải là bị người bắt về trước mặt ta. Mặc kệ người kia là Vi Thanh, hay là Long Thiên Miểu. Trong mắt phi nghê bắn ra dị sắc,
mang theo một tia si mê, cười khanh khách nói. Ta chính là thích loại kiêu ngạo từ tận xương tủy kia của ngươi, còn có thần thái tỉ nghệ thiên hạ này nữa. Trong mắt Long Thiên Miểu bắn ra hàn tinh, lạnh lùng nói. Nếu để cho ngươi chạy thoát, thì thật sự là chê cười. Hắn mở mồm ra, một tiếng quát vang lên, lập tức thiên địa run lên, một cổ long uy hàng lâm mà xuống, chấn áp tất cả. Ầm ầm, không gian một hồi lắc lư, tất cả mọi người cảm thấy một cổ sức mạnh to lớn mênh mông đánh xuống, không khỏi toàn thân cự chiến. Mặc dù là Vi Thanh, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, thần sắc trở nên cực kỳ phức tạp. Thân ảnh Lý Vân Tiêu trên không trung đình trệ thoáng một phát, như bị thứ gì đó ngăn cản vậy, nhưng bất quá lập tức liền khôi phục như thường, trực tiếp hóa thành lôi quang bỏ chạy. Cái gì? Tất cả mọi người chấn động, dưới long uy như vậy, mặc dù là cường giả siêu phàm nhập thánh cũng cảm thấy một hồi kinh hãi, hắn một gã võ đế bát tinh làm sao có thể chống lại được. La Thành Vân cũng kinh hãi không thôi. Hắn nhìn không chuyển mắt vào Lý Vân Tiêu. Đang suy nghĩ có nên xuất thủ cứu giúp không đã thấy hắn phá vỡ long uy, cả kinh đến tròng mắt cũng thiếu chút nữa lòi ra. Lý Vân Tiêu ở Thiên Chi Tấn đầu vũ địa, thu nạp một tia long uy chi lực của Thủy Long, đối với thứ này cơ hồ miễn dịch rồi. Không có khả năng. Long Thiên Miểu hét lớn một tiếng, thân ảnh lóe lên, uy thế vô biên đánh tới. Toàn bộ không gian trực tiếp bị nhấc lên sóng cả, đều thay đổi. Thân ảnh tất cả mọi người nhìn lại. Đều giống như biến hình vậy, hoàn toàn vặn vẹo không thành bộ dáng. Phi Nghê cả kinh nói. Người đi mau, đừng để ý đến ta. Nàng nhét đạo quả vào trong tay Lý Vân Tiêu, đẩy hắn ra. Nhưng vô luận nàng dùng sức như thế nào, đều không thể thôi động nửa phần. Nàng dốc sức liều mạng, lo lắng nói. Người tên lưu manh đáng chết này, giữ chặt ta như vậy làm gì? Vân Tiêu công tử, xin tự trọng a. Câm miệng. Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, trong mắt hiện lên dị sắc, đột nhiên cúi người, trực tiếp hôn lên môi Phi Nghê. Toàn thân hai người đều run lên, một dòng điện không hiểu xẹt qua trong người. Sắc mặt Lý Vân Tiêu cũng trở nên hồng, hắc thanh nói. Giờ an tĩnh được chưa? Hai gò má Phi Nghê đỏ bừng, trong đầu trống rỗng, chỉ có một thanh âm vang vọng, hắn hôn ta rồi, hắn hôn ta rồi. Thanh âm Long Thiên Miểu lạnh lùng truyền đến, nói. Làm càn. Không gian kia bỗng chốc bị vỡ ra, một cổ lực lượng kinh khủng trùng kích xuống. Ầm ầm. Hai người lập tức bị đánh bay ra ngoài, để lại trên không trung một vòng máu tươi. Khí huyết trong cơ thể Lý Vân Tiêu một hồi kích động, trong khoảnh khắc đã bị đánh trọng thương, long uy vọt vào thân thể hắn, không ngừng phá hư thân thể. May mắn nhục thể của hắn cường hãn, trong chớp mắt liền chế trụ cổ lực lượng kia, chậm rãi khôi phục lại. Mà Phi Nghê lại không chút việc gì, chỉ là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, Long Thiên Miểu đối với khống chế lực lượng đã đạt đến trình độ cực cao rồi. Đi mau! Phi Nghê trong lòng khẩn trương, thoáng cái đẩy Lý Vân Tiêu ra, mở ra hai tay ngăn trở Long Thiên Miểu đang đi tới, nói. Tông chủ đại nhân, thả hắn đi đi. Long Thiên Miểu lạnh lùng nói. Thả hắn đi cũng được, lưu mảnh vỡ đạo quả lại. Phi Nghê nói. Mảnh vỡ đạo quả là ta lấy, muốn lưu thì lưu ta đi. Hồ đồ! Long Thiên Miểu nộ quát một tiếng, năm ngón tay một chảo, bầu trời đột nhiên chấn động, uy áp như núi rơi xuống, chấn trụ lấy Phi Nghê, khiến nàng rơi xuống mặt đất. Ầm ầm! Cả vùng đất bụi đất tung bay, trực tiếp đánh ra một cái hố sâu, một đạo long quang thanh sắc vây Phi Nghê trong hố sâu, mặc cho nàng giãy giụa thế nào cũng khó có thể thoát thân, nhanh chóng xoay quanh, không ngừng hô to. Lý Vân Tiêu ổn định thương thế, trực tiếp đối mặt với người mạnh như Long Thiên Miểu, tuy rằng trên tâm tính cũng không yếu hơn đối phương, nhưng khí thế lại bị gắt gao áp chế, lộ ra vô cùng gầy yếu. Hắn hít một hơi thật dài, ánh mắt băng hàn như nước, lạnh lùng nói. Long Thiên Miểu, nếu hiện giờ ngươi đại biểu cho bản thân, mà không phải là Long gia chi chủ, vậy dựa vào gì hạn chế hành động của Phi Nghê? Long Thiên Miểu nói. Giúp Phi Thanh lấy mảnh vỡ đạo quả là chuyện riêng của ta. Nhưng áp chế Phi Nghê, lại là chuyện của gia chủ Long gia. Lý Vân Tiêu, ta nói rõ cho ngươi biết, Phi Nghê tuyệt đối không thể gả cho ngươi được. Lý Vân Tiêu nhướng mày, nói. Vì sao? Long Thiên Miểu nói. Ngươi quả thật rất ưu tú, nhưng đáng tiếc chính là, Phi Nghê thân mang thiên phượng nhất thể, hơn nữa đã niết bách mấy lần, sợ rằng sẽ là người đại thành huyết mạch thiên phượng đầu tiên mấy vạn năm qua.
cái này đối với Long Gia mà nói, ý nghĩa to lớn viễn vượt xa ngươi nghĩ. Sắc mặt Lý Vân Tiêu biến hóa, nói. Long Phi Phượng Vũ. Ánh mắt Long Thiên Miểu lộ ra kinh ngạc, nói. Thì ra ngươi cũng biết. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Muốn đạt được Long Phi Phượng Vũ, không khỏi quá khó khăn a. Ý đồ của Long Gia không ngờ lại cao như thế. Sắc mặt Phi Thanh cũng biến hóa, trong mắt hiện lên tinh mang. Long Thiên Miểu nói. Quả thật rất khó, nhưng khâu mấu chốt nhất chính là Thiên Phượng chân huyết. Hắn nói. Long chi huyết mạch thiên thiên vạn vạn, tuy rằng tốt xấu lẫn lộn, nhưng muốn tìm ra vài tên võ giả Long huyết cường đại cũng không phải là việc khó. Mà Thiên Phượng chi huyết xuất hiện tỷ lệ cực thấp, có thể xuất hiện cửu biến niết thể càng cực kỳ hiếm có, người nàng gả, phải có được chân Long chi huyết. Lý Vân Tiêu trùng trùng điệp điệp khẽ nói. Phi Nghê có gả cho ta hay không chưa nói, nhưng nàng cam tâm tình nguyện gả cho ai thì gả cho người nấy, đây là tự do nàng nên có, há do ngươi chỉ định lung tung. Long Thiên Miểu cười cười, nói. Tự do, Lý Vân Tiêu, ngươi trung quy còn quá trẻ. Đây không phải là ý chí của ta, cũng là ý chỉ của cả cao tầng Long Gia. Hắn cười lạnh nói. Đứng ở đỉnh thiên võ giới, nhìn nữ tử tình ai có thể tùy ý mình. Nếu không phải ngươi khư khư cố chấp, cưỡng ép phá hư hôn sự của Đường Tâm và Khương Nhược Băng, Thành Hồng Nguyệt há lại có bộ dáng phế tích như hiện giờ. Chuyện như vậy, ngươi còn muốn lặp lại muốn lần ở thiên lĩnh Long Gia sao? Lý Vân Tiêu lạnh giọng nói. Lặp lại một lần thì đã sao? Quy củ thế tục trong mắt ta khác gì cặn bã. Một cái Thành Hồng Nguyệt ta không thích, sao có thể sánh bằng bạn bè ta để ý. Ngươi nếu cố ý bắt buộc Phi Nghê, Thành Hồng Nguyệt hôm nay, chính là Long Gia ngày sau. Long Thiên Miểu cả kinh, quát. Ngươi ngông cuồng nói bừa. Phi Nghê cắn cặp môi đỏ mọng, lớn tiếng nói. Tông chủ đại nhân, ta tôn trọng hơn nữa hiểu quyết định của các trưởng lão, nhưng thứ cho khó tòng mệnh, cuộc đời này ta không phải Lý Vân Tiêu không lấy chồng. Trong mắt Long Thiên Miểu chớp động hàn quang, nói. Phi Nghê, ngươi là đang bức ta giết Lý Vân Tiêu sao? Trên người hắn dâng lên sát cơ, nhiệt độ bốn phía lập tức hạ thấp, một mảnh lạnh lẽo. Vừa rồi lời Lý Vân Tiêu nói đã khiến trong lòng của hắn nổi lên sát cơ, một người tuổi còn trẻ lại có thiên phú như thế, nếu đứng ở mặt đối lập với Long Gia, tuyệt đối là một chuyện rất khủng bố. Thành Hồng Nguyệt sau khi đã trải qua chuyện Khương Sở Nhiên vẫn lạc, Đường Khánh nhập chủ, nội đấu không ngừng, bên ngoài lại xảy ra các đại sự lớn như kháng hải tộc các loại đã sớm ngã xuống cuối trong bảy thế lực, thậm chí đã không cùng một cấp độ rồi. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, một chuyện thông gia cực kỳ bình thường, vậy mà bởi vì thiếu niên trước mắt này nhúng tay, khiến cho cả thiên hạ đều kinh động, thánh vực, hóa thần hải, phong hào võ đế nhao nhao hàng lâm, khiến thiên địa biến thành phế tích. Nếu trận thế hôm nay xảy ra ở thiên lĩnh, Long Gia cũng không gánh nổi a. Tâm niệm hắn thay đổi thật nhanh, sát ý đối với Lý Vân Tiêu trở nên mãnh liệt. Toàn thân Phi Nghê run lên, cảm nhận được sát khí trong giọng nói của Long Thiên Miểu, lộ ra vẻ sợ hãi, cuống quýt nói. Tông chủ đại nhân. Long Thiên Miểu có chút thu liếm khí tức, nhìn qua Phi Nghê phía dưới, nói. Phi Nghê, ta tuy là Long Gia chi chủ, nhưng rất nhiều chuyện thân bất do kỷ. Lúc ngươi được chọn làm thiếu chủ, vận mệnh của ngươi cũng đã bị định ra rồi. Nếu n ngươi muốn cải mệnh, chống lại không chỉ là ta, mà là cả Long Gia. Ngươi, chống lại được sao? Chống lại được sao? Mặt Phi Nghê mất đi huyết sắc, trở nên trắng bệch. Đừng nói là nàng, thiên hạ này ai có thể dùng sức một mình chống lại bảy đại siêu cấp thế lực. Cả người nàng lập tức mở đi, trong hai mắt mất hết sắc thái, trở nên trống rỗng. Nàng kinh ngạc nhìn trên bầu trời, lộ vẻ sâu thẳm cười cười, tựa hồ hạ quyết định gì đó, nói. Tông chủ đại nhân, ta theo ngươi về thiên lĩnh, ngươi hãy để Lý Vân Tiêu mang theo miếng mảnh vỡ đạo quả kia rời đi đi, xem như với tư cách báo đáp chuyện hắn tặng ta thần hỏa. Trên mặt Long Thiên Miểu lộ ra ngượng nghịu, nói. Ta có thể không ra tay, đây đã là cực hạn ta có thể chấp nhận, nhưng ta không có cách nào để hắn đi được. Đột nhiên một đạo hàn ý đánh úp lại, ánh sáng lạnh chớp động. Lý Vân Tiêu tay cầm thần kiếm tinh diệt, trên đó hào quang lưu chuyển, kiếm ý kích động. Tay trái hắn bấm niệm pháp quyết, từng đạo ấn phủ đánh vào thân kiếm, bắn lên vô số kiếm phủ bay múa, trời cao một mảnh tinh quang tiêu tan, toàn bộ kiếm khí chi hải lan khắp. Long Thiên Miểu nhướng mày, lạnh lùng nói. Sao hả, ngươi muốn tìm chết?
Ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ, rơi vào thanh trường kiếm kia, đột nhiên trong lòng chấn động, giật mình nói. Kiếm kia là... Không chỉ có hắn, không ít người nhận ra thanh trường kiếm kia, trong lòng đều kinh hãi. Năm đó phong vân tế hội, cuộc chiến phong hào, Long Thiên Miểu dù chưa hiện thân đánh một trận, nhưng cũng là khách quý, mắt thấy toàn bộ quá trình, đối với kiếm này cũng có ấn tượng sâu đậm. Huyền Hoa nuốt nước bọt, chảy mồ hôi, nói. Đích thật là kiếm quyết tinh diệt, ngay cả kiếm ý cũng cực kỳ tương tự, tiểu tử này không phải là Cổ Phi Dương đấy chứ. Liễu Phỉ Yên cau mày nói. Một kiếm này có mấy phần quen thuộc. Huyền Hoa lau đi mồ hôi lạnh, nói. Khai vân tiễn của ta cũng là từ trong một thức tinh diệt kia tìm hiểu ra, trong thiên hạ trừ bản thân hắn ra chính là ta hiểu rõ một kiếm này nhất. Đạo kiếm ý này nếu nói có mấy phần quen thuộc thì cảm giác là thập phần. Liễu Phỉ Yên trong lòng đại chấn, cả kinh nói. Thập phần. Lý Vân Tiêu vung trường kiếm, lập tức vô số tinh huy ảm đạm xuống. Long đại, người vẫn nên ra tay đi. Sắc mặt hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong hai mắt một mảnh yên lặng. Hào quang lưu chuyển quanh thân, bầu trời tinh thần huyễn diệt, toàn bộ trong thiên địa một loại kiếm ý lăng liệt nhộn nhạo. Dưới kiếm thế kia, khí thế cả người hắn đều biến đổi. Long Thiên Miểu ngưng giọng nói. Ta không rõ, người muốn lấy trứng chọi đá sao? Lý Vân Tiêu nói. Khi một cái nữ nhân dùng hy sinh bản thân để thành toàn ngươi, người còn có thể lạnh nhạt rời đi sao? Long Thiên Miểu nói. Cho nên thế nào? Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, lạnh giọng nói. Cho nên ta muốn chém tên vương bát đản ngươi. Thân ảnh hắn lóe lên, cả người cùng kiếm thế ngưng tụ thành một đường, ngang trời chém thẳng xuống, vạn thiên tinh quang hội tụ xuống, thiên địa trở nên một mảnh lờ mờ. Kiếm thế không tệ, nhưng quá yếu. Long Thiên Miểu ngăn chặn giật mình trong lòng, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, vươn tay ra, một đạo quyền uy nhộn nhạo chê tây, lập tức ngăn trở kiếm quyết, vỗ xuống liền chấn về. Phanh! Lý Vân Tiêu bị kinh lực phản chấn về, cả người lóe lên liền biến mất trên không trung. Đột nhiên phong vân đầy trời dâng lên, không ngừng có kiếm phủ quay cuồng trên không trung, kiếm quang lăng liệt chìm nổi bất định. Ở bên trong kiếm khí, Lý Vân Tiêu ngồi xếp bằng ngay ngắn, trên người không ngừng dâng lên kim mang, hóa thành ba đầu sáu tay. Sáu tay đồng thời bấm niệm pháp quyết, từng đạo vầng sáng đánh ra, trong mây đầy trời, lập tức 36 kiếm đột nhiên rơi xuống. Lăng không kết trận. Đồng tử Đằng Quang đột nhiên co lại, cả kinh nói. Kiếm trận này là, chẳng lẽ là vạn kiếm đồ? Khắp trời kiếm quang lăng liệt, trên mỗi một chuôi kiếm đều lóe ra kiếm vân và trận phù, ở giữa thiên địa tràn đầy một mảnh kiếm khí chi hải. Long Thiên Miểu trong lòng kinh hãi, nhìn qua kiếm khí lăng liệt kia, không khỏi kinh hãi, hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, vì sao một gã võ đế bát tinh có thể có lực lượng cường đại như thế. Không chỉ có hắn, bọn người Vi Thanh, Diêu Kim Lương, Huyền Hoa, thậm chí là Quỷ Vương, cũng theo đó biến sắc. Kiếm ý tản ra, trong phạm vi mấy ngàn trượng đều là một mảnh hàn khí. Đám người ở xa trên mặt hoảng sợ không thôi, nhao nhao cảnh giác, bọn hắn thật vất vả nhặt lại một mạng từ trong thái hư ảo cảnh, cũng không muốn không hiểu thấu lại ném đi. Sắc mặt Hàn Quân Đình trắng bệch, khiếp sợ thì thào tự nói. Kiếm trận này. Bà, người có nhận ra không? Quỳ Hoa bà cùng ở sau lưng nàng, cũng kinh hãi nói. Đại trưởng quỹ có ý là vạn kiếm đồ sao? Sắc mặt Hàn Quân Đình ngưng trọng, khó có thể tin nói. Lần trước ta đã thấy hắn thi triển qua trận này, cảm thấy có chút giống với miêu tả, chỉ là không thể xác nhận. Hơn nữa lần trước hắn thi triển là 24 kiếm, lần này diễn sinh ra 36 kiếm, ta xem kiếm thế này. Dường như còn có thể diễn biến liên tục không ngừng, cho đến vạn kiếm. Quỳ Hoa bà kinh hãi nói. Không thể nào, vạn kiếm đồ chính là kiếm trận chí cao vô thượng của bổn tông, tục truyền bên trong dung hợp thiên đạo chi ý, vô cùng ảo diệu. Mặc dù là cung chủ đại nhân cũng không dám nói có thể tìm hiểu. Hôm nay trong bổn tông, chỉ có Vân Thương đại nhân mạnh nhất trong lĩnh vực trận đạo là có nghiên cứu về trận này thôi. Hàn Quân Đình sắc mặt trầm ngưng. Thần thái biến hóa bất định. Nàng trầm tư nói. Nếu thật là vạn kiếm đồ, tình huống sẽ phức tạp. Quỳ Hoa bà nói. Không đến mức đó chứ. Vạn kiếm đồ vẫn là bổn tông trấn sơn thần vật, không nói đến hắn không thể nào đạt được, cho dù thực sự chiếm được, sao có thể dễ dàng tìm hiểu như vậy.
sắc mặt của Hàn Quân Đình dị thường xấu xí, nói. Những thứ này đều là mấu chốt của vấn đề Lý Vân Tiêu từ thiên vũ giới Nam vực đột nhiên quật khởi, giống như là sao chổi quét ngang trời cao, trong chớp mắt từ một gã lâu la biến thành bát tinh vũ đế, thân mang thánh khí và các loại tuyệt thế thần thông, lần này càng đem Đường Khánh kiêu hùng như vậy cũng chém giết, hắn rốt cuộc là người phương nào? Ánh mắt của nàng từ trên bầu trời thu hồi, ngưng mắt nhìn về phía trong đám người khác, chỉ thấy Ninh Khả Vân cũng là vẻ mặt ngạc nhiên và kinh hãi, nội tâm đối với kiếm trận này suy đoán càng thêm khẳng định vài phần. Thân thể của hắn nhịn không được run lên nhẹ nhẹ một chút, nghĩ đến chính mình vẫn luôn cùng với một gã người đáng sợ như vậy là địch, nhịn không được trong lòng bàn tay nặn ra mồ hôi hột. Xa xa trong đám người kia, áo bào trắng truyền đến thanh âm khiếp sợ của Ninh Khả Vi, nói. Người xác định đây là Thần Tiêu Cung Chí Bảo Vạn Kiếm Đồ. Ninh Khả Vân ngưng trọng gật đầu nói. 36 kiếm trận đồ, ta tuyệt sẽ không nhận sai. Ngay Hồng Nguyệt Thành trước đó không lâu, Hòa Thường vừa nắm trong tay đáo 36 kiếm, chúng ta đại chiến một hồi. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh hãi, nói. Chỉ bất quá Hòa Thường diễn biến 36 kiếm kiếm đồ, uy thế tựa hồ còn so ra kém Lý Vân Tiêu A. Ninh Khả Vi nói. So ra kém cũng chẳng có gì lạ. 36 kiếm này của Lý Vân Tiêu đều là cửu giai huyền khí, từ Bắc Thiên Hàn tinh thiết chế tạo mà thành. Ninh Khả Vân hoảng hốt nói. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thế nào cũng không thể tin được, lại có người có thể đồng thời khu xử 36 món cửu giai huyền khí, hơn nữa vận dụng như thường đến mức độ này. Chỉ là thiên kiếm đồ của hắn rốt cuộc là từ đâu đạt được. Ninh Khả Vi hắc thanh nói. Sự tình càng ngày càng có ý tứ, Lý Vân Tiêu rốt cuộc là người phương nào, lấy thực lực của Long Thiên Miểu, đủ để đem bí mật của hắn toàn bộ đào móc đi ra, ngày hôm nay sợ là có trò hay để nhìn xem. Ninh Khả Vân cả kinh nói. Chẳng lẽ chuyện xấu công tử Ngọc chắc chắn, chính là vạn kiếm đồ này? Ninh Khả Vi nói. Còn không đến mức, vạn kiếm đồ tuy rằng lợi hại, nhưng Lý Vân Tiêu thực lực hiển nhiên hữu hạn, căn bản không phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Ta lại đúng là hiếu kỳ thân phận của hắn, có lẽ muội muội ngươi đã sớm biết thân phận của hắn. Ninh Khả Vân cả kinh, nói. Chúng ta đây gần quan vọng, không ra tay sao? Ở đây dù sao cũng là địa bàn của Hồng Nguyệt Thành. Địa bàn của Hồng Nguyệt Thành. Ninh Khả Vi cười khổ một tiếng, nói. Trải qua chiến dịch này, Đường Khánh bỏ mình, Tam Lão trọng thương, ta công thể cũng bị đánh cho tàn phế, Hồng Nguyệt Thành đã triệt để phế đi. Chúng ta đã vô lực chống lại lực lượng của Vi Thanh, chỉ có thể giữ lại núi xanh còn đó, ngày sau lại nghĩ biện pháp rồi. Ninh Khả Vân kinh ngạc nói. Lẽ nào bảy đại siêu cấp thế lực phải đổi thành lục đại rồi sao? Ninh Khả Vi nói. Chuyện này thì chưa chắc, lấy ý tứ của Vi Thanh, muốn cho tiểu tử có chân long chi huyết kia nắm trong tay Hồng Nguyệt Thành, nếu là có 8 gã thậm chí nhiều hơn quỷ tu la tỏa chấn, Hồng Nguyệt Thành vẫn có thể đủ bảo vệ được địa vị. Mặc dù Hồng Nguyệt Thành thành trống rỗng, cũng là một siêu cấp thế lực trống rỗng, lấy Vi Thanh khôn khéo, làm sao sẽ buông tha? Ninh Khả Vân nói. Ta hiểu được, Vi Thanh chống đỡ địa vị của Hồng Nguyệt Thành không giảm, chính là vì trải qua nắm trong tay Hồng Nguyệt Thành tới khống chế Đông Vực. Ninh Khả Vi nói. Đúng thế, toàn bộ Đông Vực, không còn một nhà thế lực nào có thể đưa đến Hồng Nguyệt Thành tác dụng. Chân Long chi huyết tiểu tử kia nhập chủ tiến đến. Thậm chí có thể so với thời kỳ Đường Khánh nắm trong tay càng cường đại hơn. Đối với chúng ta mà nói cũng chưa chắc là chuyện xấu, chỉ ít tương lai có thực lực đoạt lại hết thảy, cũng không phải là một cục diện rối rắm. Ninh Khả Vân tâm tình có lo lắng nói. Trở về, chúng ta còn có thể trở về sao? Nhưng rất nhanh tâm tình của nàng thoáng cái đã quét sạch, bởi vì khắp bầu trời kiếm ảnh trong nháy mắt thi triển ra, toàn bộ thiên địa hóa thành một mảnh kiếm chi thế giới. Ngay cả quỷ vương cũng là ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, hắn mạnh mẽ vỗ hai tay, tranh nhiên một tiếng đem Minh Luân đánh bay ra ngoài, trên không trung chém một vòng sau đó trở lại trong tay Kỳ Thắng Phong. Sau đó quỷ vương hai tay bấm tay niệm thần chú, quanh thân không ngừng dâng lên lục sắc chi khí, đại đĩa quay lượn vòng đứng lên. Kỳ Thắng Phong cả kinh, kỳ quái phát hiện lực áp chế giảm bớt, quỷ vương tựa hồ đã đem lực lượng thu hồi không ít. Chân mày hắn cau lại, trầm tư. Cũng không cầu đột phá, mà là ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điều tức thương thế trong cơ thể. Từ chiến đằng quang bắt đầu, vẫn tiêu hao thật lớn, nhưng đây cũng không phải là chủ yếu, chân chính đả thương đến nguyên khí của hắn đó là yêu tử quỷ xà Ngân Long, trực tiếp cắn vào hồn phách của hắn.
nếu không có quỷ vương và 8 gã quỷ tu la đánh một trận, lực lượng kinh khủng đem quỷ xà ngân long toàn bộ đánh chết, hắn sợ rằng đã thật sự lật thuyền trong cống ngầm rồi. Lúc này đó là thi triển ra luyện hồn thuật, bắt đầu khôi phục các loại thương thế. La Thanh Vân cũng đã nhận ra hai người dị động, nhưng vẫn chưa động thủ, 8 gã quỷ tu la sắp hàng thành trận, đem hai người hoàn toàn vây quanh, cũng không sợ bọn họ lật lên sóng gió. Lúc này hắn ngưng mắt nhìn kiếm ảnh đầy trời, trong mắt một mảnh tinh mang, bắn ra vẻ hưng phấn vô cùng. Kiếm khí chi hải nồng đậm xúc tác cổ hiếu chiến chi khí trong huyết mạch của hắn, huyết dịch dần dần nóng lên, rên rỉ nói. Mạnh, lực lượng thật là mạnh, thật chờ mong tương lai đánh một trận a. Cánh tay cầm trường thương không khỏi trở nên càng siết chặt hơn, trên thương chấn ra tiếng kêu thấp ong ong. Long Thiên Miểu lạnh giọng nói. Lý Vân Tiêu, ngươi thực sự muốn lấy trứng chọi đá sao? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Ta nếu là trứng, ngươi cũng bất quá chỉ là quả trứng lớn hơn chút mà thôi, ta nếu toái, ngươi cũng không tốt gì. Long Thiên Miểu giễu cợt nói. Hừm, ngươi cũng quá để ý mình rồi đi. Kiếm trận này đích xác huyền diệu không gì sánh được, nhưng vẫn là quá yếu a. Hắn giơ chân lên tới trực tiếp đạp xuống. Ông! Một cổ lực lượng từ dưới chân hắn kích động ra, chấn đến khắp bầu trời trường kiếm không ngừng ông minh nhộn nhạo, tựa hồ khó có thể chống đỡ. Long Thiên Miểu cười lạnh nói. Lực lượng một cước của ta cũng không chống đỡ được, kiếm trận này muốn thương tổn ta chút nào. Sắc mặt Lý Vân Tiêu thanh lãnh. Song trưởng vẫn như cũ không ngừng đánh ra các loại quyết ấn bay vào bên trong kiếm trận, 36 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm ở trên không trung trở mình bay lên, không ngừng tới gần Long Thiên Miểu. Hắn cười lạnh nói, ai nói ta cần nhờ kiếm trận đả thương ngươi? Ừ, Long Thiên Miểu vùng xung quanh lông mày cao lại, mấy người còn lại cũng là lộ ra vẻ ngạc nhiên tới, không rõ hắn nói lời này là có ý gì. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, lạnh giọng nói. Lão tử dự định đem 36 thanh kiếm này tất cả đều nổ tung, ngươi nói có nổ chết được ngươi hay không? Cái gì? Tất cả mọi người đều hoảng hốt, đặc biệt là đám người Vi Thanh cách hắn tương đối gần, càng nhịn không được hướng về phía sau lui mấy bước, vạn phần cảnh giác. Long Thiên Miểu cũng thoáng chút trên trán chảy ra mồ hôi hột tới, nhìn quanh thân Bắc Thiên Hàn tinh kiếm sáng loáng, nhịn không được nhéo một cái mồ hôi lạnh. Đùa gì thế, 36 món cửu giai huyền khí. Nếu là đồng thời nổ lên, cho dù hắn là siêu phàm nhập thánh, cũng chưa chắc chống đỡ được a. Long Thiên Miểu nuốt xuống nước bọt, ngượng ngùng nói. Ngươi điên rồi, lấy tu vi của ngươi, đừng nói căn bản không có khả năng kíp nổ 36 món cửu giai huyền khí, cho dù thực sự nổ lên, lực lượng phản phệ tất nhiên người đầu tiên giết chính là ngươi. Hắc hắc, Lý Vân Tiêu gần giọng nói. Long Đại Tiên Sinh, ngươi nghĩ ta ngoại trừ chiêu này, còn có lựa chọn sao? Về phần ta có thể kíp nổ được chúng hay không, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Nếu bảo kiếm nổ lên, lực lượng kinh khủng kia sẽ dọc theo kiếm trận này không ngừng diễn hóa ra, lấy một hóa hai, hóa ba, thậm chí vô cùng. Đừng nói là ngươi, nơi này tất cả mọi người không mấy người có thể sống. Hắn nói những lời này nhất thời để mọi người lại càng hoảng sợ, toàn bộ đều có chút cảm giác lòng bàn chân bôi mỡ muốn bỏ chạy. Bất quá càng nhiều người còn lại là vẻ mặt không tin. Ở đây có ai không phải tuyệt thế cường giả, đem Long Thiên Miểu trong trận tâm nổ chết bọn họ còn tin tưởng vài phần. Long Thiên Miểu nói, người thanh niên không nên quá xung động, như người vậy sẽ đem Phi Nghê cũng nổ chết. Phi Nghê bị nhốt ở trên đại địa, lớn tiếng nói. Ta không sợ bắt ta trở lại, ta thà rằng chết ở trong tay phu quân. Long Thiên Miểu tức giận không ngớt, quát dẹp đường. Câm miệng. Trước đó hắn căn bản không có đem Lý Vân Tiêu không coi vào đâu, hiện tại lại phát hiện đối phương thực sự có thể đủ uy hiếp được mình, không khỏi thẹn quá thành giận. Một thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm sáng loáng, lộ ra từng đạo hàn khí, các loại ký hiệu cổ quái ở phía trên hiện lên, lộ ra lực lượng cực mạnh tới. Hắn tuyệt không hoài nghi Lý Vân Tiêu có thể đem 36 kiếm toàn bộ kíp nổ, tuy rằng nghe vào có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng Lý Vân Tiêu đích xác có thể làm được. Bởi vì trên mỗi một thanh kiếm phù quang đều không giống nhau, chứng minh 36 kiếm và trận này đều ở dưới sự khống chế của thiếu niên này. Tuy rằng kíp nổ kiếm trận trước tiên chính hắn sẽ xong đời, nhưng lực lượng kinh khủng kia, Long Thiên Miểu thật sự không có nắm chắc có thể tiếp được tới. Trong vòng toàn bộ nghìn trượng, đều yên tĩnh như chết, không có bất kỳ thanh âm gì.
Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Không có biện pháp, lão tử chính là loại vọng động như vậy. Long Thiên Miểu, người đã triệt để làm tức giận ta rất khát vọng kéo ngươi cùng nhau xuống địa ngục đấy. Hắn liếm môi một cái, bộ dáng kia tràn đầy điên cuồng. Huyền Hoa đột nhiên truyền âm bên người, nói. Tiểu tử này thực sự có thể là Cổ Phi Dương. Trong thanh âm kia mang theo cực độ kinh hỉ và run rẩy, còn có khó mà tin được. Liễu Phỉ Yên cũng nhẹ nhàng gật đầu, truyền âm nói. Ta cũng đã nhận ra, mặc dù thần kiếm có thể mua, thần thông có thể học, nhưng loại thần thái này sẽ không thay đổi. Hắn lúc này tuy rằng trên mặt tràn đầy điên cuồng, nhưng ở chỗ sâu trong đôi mắt lại tính tựa như một dòng nước đọng. Nếu là ta đoán không sai, hắn đã tính toán hết thảy nhân tố chung quanh, để mưu cầu lợi ích lớn nhất. Ừ, Huyền Hoa cũng là đồng ý nói. Nếu không phải cùng với hắn gặp gỡ lâu như vậy, rất khó nắm bắt được chút dấu vết này. Hắn hiện tại hoàn toàn là đang hù dọa Long Thiên Miểu, ta không tin tiểu tử này sẽ không tiếc mạng như thế. Trong mắt hắn lóe lên vẻ mừng rỡ, nói. Nghĩ không ra hắn dĩ nhiên là đoạt xá nguyên thai sống lại, ta đã nói lấy sự khôn khéo và thực lực của hắn, làm sao có thể lặng yên không tiếng động chết ở Thiên Đãng Sơn Mạch. Liễu Phỉ Yên gật đầu nói. Phải là hắn không thể nghi ngờ. Hơn 10 năm trước, hai ta nhiều lần đi trước Thiên Đãng Sơn Mạch, căn bản cái gì cũng không có phát hiện, lúc đó ta đã có hoài nghi rồi. Huyền Hoa hừ nói. Tiểu tử này sống lại cũng không nói cho ta ngươi, rõ ràng là đối với chúng ta không tín nhiệm. Liễu Phỉ Yên nói. Điều này cũng không có thể trách hắn, một là hắn chưa chắc có cơ hội liên lạc với chúng ta, hai là hắn người này kiêu ngạo đến cực điểm, thực lực thoáng cái rơi xuống nhiều như vậy, khẳng định tìm một chỗ ẩn núp khổ tu. Huyền Hoa rầm gì nói? Chỉ ngươi lý giải hắn. Trong giọng nói tràn đầy vị chua không nói ra được. Liễu Phỉ Yên nhẹ nhàng cười, nói. Đừng cao hứng quá sớm, đây hết thảy vẫn chỉ là suy đoán, hắn vị tất thật sự là vậy. Ừ. Huyền Hoa khẽ lên tiếng, trầm ngưng nói. Nói chung quan sát tình thế, nghìn vạn lần không thể để cho hắn đã chết. Hắn đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, cổ quái hướng phía đại địa nhìn lại. Đăng Quang đang ở phía dưới ngồi xếp bằng, hai tay bấm tay niệm thần chú đặt ở hai chân, lẳng lặng điều tức thương thế trong cơ thể, đối với hết thảy trên bầu trời tuy rằng để ở trong mắt, bộ dáng lại không thèm để ý chút nào.